Tập 1. Ở một triều đại nọ, thiên hạ chia là 7 phần tức 7 châu lục, đứng đầu là Hoàng thất. Hoàng thất sử dụng huyền cực lệnh để triệu tập 6 châu còn lại. Ở Đại Đông có 2 cao thủ võ lâm. Một người là chủ nhân của Ẩn Tuyển Thủy Tạ, tên là Hắc Phong Tước. Một người là nữ hiệp của Thiên Sương Môn, tên là Bạch Phong Tịch. Hai cao thủ võ lâm tranh đấu với nhau rất nhiều năm để giành quyền lực. Cứ nơi nào có Bạch Phong Tịch, nơi đó chắc chắn có Hắc Phong Tước. Chuyện xảy ra vào một ngày mùa đông ở Đại Đông. Thái tử Cảnh Viên hối hả chạy vào bẩm báo Thuần Hy Đại Đế, bảo bối huyền cực lệnh đã bị mất rồi. Thuần Hy Đại Đế lập tức tuyên chỉ, kêu gọi 6 lục châu cùng dốc sức tìm huyền cực lệnh. Tại Ẩn Tuyển Thủy Tạ, Hắc Phong Tước nhận được tin báo cũng nhận được tin huyền cực lệnh bị mất. Sau đó 5 châu còn lại lần lượt nhận được thánh chỉ, họ liền dục dịch cho người đi tìm bằng được huyền cực lệnh. Từ khi hoàng đế khai quốc Uy Liệt Đế tạo ra huyền cực lệnh, thì món bảo bối này chính là đại diện cho sức mạnh tối cao, ai có được nó sẽ làm bá chủ thiên hạ. Một tháng sau, tại Tuyên Sơn, tướng quân của Ký Châu tên là Yên Doanh Châu, sau khi tìm được huyền cực lệnh, trong lúc chiến đấu để mang huyền cực lệnh về cho thái tử, không may bị mũi tên đâm vào ngực. Bên này, ở trong rừng, Yên Doanh Châu đang bị truy sát bởi 5 châu còn lại, đến khi sắp đánh không lại nữa. Đột nhiên ở trên ngọn cây phát ra một tiếng cười quỷ mị, là của Bạch Phong Tịch, cô nói đám người ngu ngốc bên dưới đánh đánh chém chém phá hỏng giấc ngủ của cô. Sau đó, liền dùng dây lụa trắng của mình cắp Yên Doanh Châu đi, trước ánh mắt ngơ ngác của bọn người bên dưới. Tại Thủy Tạ Chi Lan, thuộc hạ báo tin Yên Doanh Châu hiện đang giữ huyền cực lệnh, hỏi Hắc Phong Tước có tham gia cuộc chiến cướp huyền cực lệnh này không. Hắc Phong Tước không nhún tay vào, bây giờ huyền cực lệnh đang là củ khoai nóng, sờ vào chắc chắn sẽ phỏng tay. Sau khi biết Bạch Phong Tịch đã ra tay cứu giúp Yên Doanh Châu, Hắc Phong Tước liền lệnh cho thuộc hạ thương nhất theo dõi nhất cử nhất động của cô nàng. Trong một hang động, Bạch Phong Tịch đã mang Yên Doanh Châu vào đó dưỡng thương. Yên Doanh Châu biết mình đã trọng thương, liền nhờ Bạch Phong Tịch mang huyền cực lệnh về Ký Châu giúp anh. Bạch Phong Tịch chặn lời Yên Doanh Châu lại, cô nói có cô ở đây anh đừng hòng chết. Bạch Phong Tịch nói cô sẽ đi đến Hàn Gia lấy về trị thương cho anh, việc của Yên Doanh Châu chính là dáng mà sống thêm một ngày nữa cho cô. Bên này, biết Bạch Phong Tịch đang đến Hàn Gia, Hắc Phong Tước cũng muốn đến góp vui. Tại Hàn Gia, ngày hôm nay đang diễn ra đại thọ của gia chủ Hàn Huyền Linh. Bạch Phong Tịch ngồi trên mái nhà chúc thọ gia chủ Hàn Gia. Hàn lão gia vừa thấy cô đã thấy tức ngực khó thở, ông biết hôm nay cô đến đây để cướp linh dược của ông nữa chứ đâu. Hàn gia chủ đuổi cô đi, nhưng Bạch Phong Tịch không lấy được đan dược thì nhất định không đi. Bạch Phong Tịch tự nhiên ngồi xuống ăn thịt uống rượu. Quan khách của Hàn lão gia muốn đánh cho Bạch Phong Tịch một trận, liền bị cô một chiêu hạ gục hết. Lúc này, Hắc Phong Tước cũng đã đến Hàn gia. Hàn lão gia nghe tin Hắc Phong Tước tới thì mừng muốn chết, ông nghĩ bụng lần này Bạch Phong Tịch chết chắc. Sau đó, Hắc Phong Tước từ tốn đi vào chúc thọ Hàn lão gia như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hàn lão gia nhờ Hắc Phong Tước giúp ông trừng trị Bạch Phong Tịch. Ngờ đâu Hắc Phong Tước không ra tay đánh người mà lại đứng ra xin lỗi thay cho Bạch Phong Tịch. Hắc Phong Tước đưa cho Hàn lão gia một viên ngọc quý để bồi thường tất cả tiền thuốc Bạch Phong Tịch đã lấy trước đây, sẵn tiện mua thêm cho Bạch Phong Tịch vài viên đan dược nữa. Bên này, khi Bạch Phong Tịch về đến hang động để đưa thuốc cho Yên Doanh Châu thì không thấy người đâu nữa. Bạch Phong Tịch liền tìm khắp nơi, cuối cùng đã tìm thấy Yên Doanh Châu. Ngay sau đó, Bạch Phong Tịch và Yên Doanh Châu bị bọn người của năm châu còn lại bao vây, bọn chúng muốn giết hai người để lấy đi huyền cực lệnh. Bạch Phong Tịch và Yên Doanh Châu song kiếm hợp bích, hai người liên thủ đánh nhau với một đám người. Bạch Phong Tịch vì chụp lấy huyền cực lệnh mà bị trúng độc, vì trên lệnh bài huyền cực lệnh có độc. Sau đó, Yên Doanh Châu trong lúc một mình chiến đấu không may bị trọng thương thêm một lần nữa. Bạch Phong Tịch thấy tình hình nguy hiểm liền tóm lấy Yên Doanh Châu chạy trốn. Ở trong hang động, Yên Doanh Châu biết mình không sống được lâu nữa thì đưa huyền cực lệnh cho Bạch Phong Tịch, sau đó một mình chạy ra ngoài giao đấu với bọn sát thủ của Nam Châu. Sau khi Yên Doanh Châu chết, đám sát thủ vẫn tiếp tục đi tìm Bạch Phong Tịch để lấy huyền cực lệnh, nhưng bọn chúng lại bị sập bẫy của Hắc Phong Tước. Bên này, Bạch Phong Tịch lại bị đám sát thủ của Đoạn Hồn Môn đánh cho rơi xuống vực. May thay Hắc Phong Tước kịp thời xuất hiện cứu Bạch Phong Tịch. Ở hang núi, trong lúc Bạch Phong Tịch đang hôn mê, Hắc Phong Tước phát hiện lệnh bài huyền cực lệnh cô đang cầm là giả. Sau khi Bạch Phong Tịch tỉnh lại, Hắc Phong Tước nói cho cô biết lệnh bài là giả, Yên Doanh Châu cũng chết rồi. Bạch Phong Tịch hỏi Hắc Phong Tước tại sao cứu cô, vì anh có cứu thì cô cũng vẫn ghét anh thôi. Phong Tịch đi đến nơi chôn cất Doanh Châu, Phong Tước cũng ở đó. Phong Tịch biết Phong Tước có thể cứu được Yên Doanh Châu, nhưng hắn lại ích kỷ không cứu người, cô tức giận bỏ đi. Một buổi tối nọ, Hàn gia bị Đoạn Hồn Môn ám sát, cả Hàn gia không còn một ai sống sót. Sau đó, Phong Tịch đang trên đường đến Hàn gia xin đan dược để giải độc cho mình thì bị đám người Bắc Châu võ lâm chặn đường. Bọn chúng nói Phong Tịch giết cả nhà họ Hàn, bọn chúng đến để trả thù cho Hàn gia. Phong Tước đúng lúc xuất hiện, anh chứng minh Phong Tịch không phải hung thủ vì mấy ngày nay cô luôn ở bên cạnh anh. Phong Tịch nói cho cô vài ngày, cô sẽ cho bọn họ biết ai là hung thủ giết Hàn gia. Tại phủ Hàn gia, xác người chết chất đầy cả sân, Phong Tịch suy đoán Đoạn Hồn Môn là hung thủ, bọn chúng muốn lấy đan dược của Hàn gia. Cả nhà họ Hàn chỉ còn lại duy nhất con út của Hàn lão gia, tên là Hàn Phác sống sót, thằng bé trốn trong mật thất nên không bị giết.
Phong Tước tìm thấy phương thuốc bí truyền của Hàn gia trong người Hàn Phác, đây là thứ Đoạn Hồn Môn muốn có. Sáng hôm sau, Hàn Phác tỉnh lại, Phong Tịch cho thằng bé ăn cháo, thằng bé lại dùng kim thử độc trước, thấy cô không hạ độc mình thì mới yên tâm ăn hết. Bên này, xe ngựa của Phong Tước bị sát thủ của Đoạn Hồn Môn bao vây. Phong Tước là ai? Anh là cao thủ võ lâm trong giang hồ đấy, vậy nên anh phất tay một cái đám sát thủ liền nằm la liệt trên đất. Sau đó, Phong Tước gặp Phong Tịch, anh đưa cho cô xem một miếng ngân diệp có khắc ký hiệu của thượng gia ở Ngu Thành, là thứ anh tìm được trên người của đám sát thủ. Phong Tịch nghi ngờ thượng gia thông đồng với Đoạn Hồn Môn. Hôm sau, Phong Tịch và Hàn Phác ngồi trên xe của Phong Tước xuất phát đi đến thượng gia để điều tra. Trên xe, Phong Tước và Phong Tịch đang đấu võ mồm, Hàn Phác lẳng lặng ngồi hóng chuyện, ăn bánh uống trà. Phong Tước nói Phong Tịch không tài giỏi bằng Tích Vân, là người quen cũ của anh khi còn bé. Cô tự động giả điếc, cô không nghe cũng không hiểu. Bỗng nhiên Hàn Phác bật khóc, khóc xong rồi thì lại kêu đói. Phong Tước lập tức kêu thuộc hạ lấy đồ ăn đã chuẩn bị ra, nhưng thuộc hạ lại nói thức ăn đã bị Phong Tịch ăn hết rồi. Phong Tịch bị Phong Tước nhìn mà chột dạ, cô nói cô sẽ đi tìm đồ ăn, cô chỉ lỡ ăn có một ít thôi mà. Trên xe, Phong Tước nhờ Hàn Phác bào chế ra dược tâm đan để giải độc cho Phong Tịch. Thằng bé đồng ý. Bên này, thế tử của Ký Châu đã tìm đến mộ của Yên Doanh Châu, hắn muốn đi tìm Phong Tước và Phong Tịch để lấy lại Huyền Cực Lệnh. Tại Thiên Sương Môn, một đám người ngang nhiên tìm đến, chúng bắt họ giao Phong Tịch và Huyền Cực Lệnh cho bọn chúng. Trưởng môn Bạch Kiến Đức ra mặt, ông nói nếu bọn chúng còn tiếp tục gây chuyện vu khống Thiên Sương Môn thì ông sẽ ra tay đánh chết bọn chúng. Đám người nghe vậy thì nhanh chóng cáo từ. Tối đến, tại một quán trọ, Phong Tịch kéo Phong Tước đi ăn khuya, nếu không phải vì cô không có tiền thì còn lâu cô mới rủ anh đi cùng. Trong lúc đó, sát thủ của Đoạn Hồn Môn đột nhập vào quán trọ, bọn chúng muốn cướp đi phương thuốc trên người Hàn Phác. Nhưng Phong Tịch đã sớm đoán được bọn chúng sẽ đến, thế nên cô đã đưa Hàn Phác ra ngoài trước rồi. Trên đường về quán trọ, bọn họ bị đám sát thủ của Đoạn Hồn Môn tập kích, nhưng có hai cao thủ võ lâm ở đây, bọn chúng chưa động vào được một sợi tóc của Hàn Phác thì đã chết hết rồi. Tại cung Ôn Tuyền ở Ung Châu, thuộc hạ lo lắng nếu Phong Tước không sớm trở về dự lễ hội săn bắn mùa thu thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Bên này, Phong Tước đang an nhàn ngồi ăn quả mâm xôi. Bên kia, môn chủ của Đoạn Hồn Môn đã âm thầm tiêu diệt cứ điểm ẩn tuyển thủy tạ tại Ngu Thành của Phong Tước, nhưng cũng chỉ là một trong rất nhiều cứ điểm của Phong Tước, chỉ mất đi một cứ điểm, không đủ khiến anh sợ hãi. Lúc này, ở trên xe Phong Tước nhận được tin tức cứ điểm bị tiêu diệt thì lại không hề lo lắng, Phong Tịch thấy anh sắp chết cũng không sợ thì cũng mặc kệ. Phong Tịch cô phải ngủ cái đã. Đến Ngu Thành, bọn người Phong Tước đang ngồi dùng bữa thì thiếu gia của Kỳ gia tên là Kỳ Vân đã tìm đến. Hắn muốn mua ngựa của Phong Tước, mua không được thì đòi cướp. Phong Tịch nhìn mà thấy ghét, cô liền nhấc chân một cái tên thuộc hạ của Kỳ Vân đã bị cô đạp cho quỳ dưới đất. Kỳ Vân sợ hãi mà co giò chạy mất. Phong Tịch hỏi Phong Tước, chẳng phải anh muốn tìm Kỳ gia hợp tác hay sao, vậy tại sao lại kêu cô dọa Kỳ Vân chạy mất? Phong Tước bảo cô cứ chờ mà xem. Một lát sau, gia chủ của Kỳ gia tên là Kỳ Diên Niên tìm đến quán trọ gặp mặt Phong Tước. Gia chủ Kỳ gia muốn nhờ Phong Tước giúp ông ta lấy giấy phép buôn bán muối của thượng gia về cho Kỳ gia. Ông ta đồng ý bỏ 3 phần tài sản của Kỳ gia ra cha không đổi. Phong Tước đòi một nửa gia sản của Kỳ gia thì mới đồng ý. Kỳ Diên Niên liền đồng ý. Sau đó, Phong Tịch và Phong Tước xuất phát đến Ly Phương Các, nơi gia chủ thượng gia hay lui đến. Ngay lập tức, bọn họ đã tìm thấy thượng gia gia chủ của thượng gia, hắn đang ngồi xem mỹ nhân múa ở dưới. Sau đó, Phong Tước bắt Phong Tịch thay đồ múa vào, anh muốn cô câu dẫn thượng gia, sau đó từ trên người hắn lấy đi giấy phép bán muối, thuận tiện hỏi luôn quan hệ của hắn với Đoạn Hồn Môn. Trong một gian phòng, Phong Tịch đã giả làm mỹ nhân Hồng La cô nương, cô đang múa cho thượng gia xem. Tên thượng gia thấy cô múa thì liền không chịu nổi nữa, muốn lập tức ăn người. Phong Tịch khích tướng, cô nói hắn còn không hấp dẫn cô bằng gia chủ của Kỳ gia. Thượng gia nghe vậy thì liền khoe giấy phép bán muối ra, sau đó còn nói hắn có Đoạn Hồn Môn chống lưng, Kỳ gia sẽ bị hắn trà đạp. Sau khi biết đủ thông tin rồi, Phong Tước lập tức xuất hiện đánh cho hắn ngất xỉu. Bạch Phong Tước ỷ mình có tí nhan sắc thì câu dẫn Phong Tước, nhưng thượng gia tỉnh lại không đúng lúc, Phong Tịch liền trở về bộ dáng ngả ngớn ngày thường. Thượng gia không khai ra cứ điểm của Đoạn Hồn Môn ở đâu, mà còn tung cửa sổ chạy trốn. Phong Tịch và Phong Tước nhàn nhã, khinh công phiêu phiêu mà đuổi theo hắn. Ngay sau đó, bọn họ tìm đến một ngôi nhà hoang, lập tức bị rơi vào Đoạn Hồn Bát Quỷ trận của Đoạn Hồn Môn. Nói đến đánh nhau, xưa giờ chưa ai đánh thắng được Hắc Phong Bạch Tịch, hai người họ chỉ trong chốc lát đã hạ được hết đám sát thủ. Sau khi về đến quán trọ, Phong Tước đưa cho Phong Tịch xem một cái khăn tay anh tìm thấy ở chỗ giao chiến với Đoạn Hồn Môn, trên đó thêu hai dị thú tên là Cùng Cùng và Cử Hư. Hai dị thú này đại diện cho một gia tộc vô cùng lớn mạnh. Sáng hôm sau, Phong Tịch ở trên phố nghe được thượng gia đêm qua xảy ra hỏa hoạn, gia chủ thượng gia là thượng gia tự thiêu mình. Phong Tịch đến hỏi Phong Tước có phải là việc anh gây ra hay không. Phong Tước nói thượng gia thiêu thân là giả, đây là chuyện hắn gây ra để thuận lợi bỏ trốn. Phong Tịch biết tài sản của thượng gia và nửa gia sản của Kỳ gia đều rơi vào túi Phong Tước thì dùng đủ lời lẽ mắng chửi anh. Nhưng sau khi biết Phong Tước còn cứu hết người làm ở thượng gia, thì Phong Tịch liền thấy mình chửi sai người rồi.
Phong Tịch kéo Hàn Pháp bỏ đi, Phong Tước đuổi theo. Ngay lúc đó Phong Tịch nhặt được hai con chim bị thương, cô đưa cho Phong Tước một con chim màu trắng, còn cô sẽ nuôi con chim màu đen. Hắc Phong Bạch Tịch sau đó liền tự biệt, hẹn không ngày gặp lại. Trên đường đi về Thiên Sương Môn, Phong Tịch thấy một đám người dân tị nạn ở Lạc Thành chạy đến Thái Trấn. Phong Tịch nghĩ bụng Huyền Cực lệnh mới mất mà dân chúng đã rơi vào lầm than thế này, sớm muộn gì thiên hạ cũng xảy ra đại nạn. Phong Tịch thấy đám dân tị nạn quá đói khổ, liền mang hết tiền trên người ra cho người ta. Vậy nên cô và Hàn Phác sắp chết đói đến nơi rồi. Tại Lạc Thành, quân lính ở Thương Châu đã kéo đến đòi phá cổng thành chiếm lấy Lạc Thành. Tướng lĩnh ở Lạc Thành đang không biết phải thủ thành thế nào thì thiên hạ đệ nhất công tử tên là Ngọc Vô Duyên đến cầu kiến. Ngọc Vô Duyên muốn tự mình khuyên binh lính của Thương Châu dừng chiến. Bên này, Thế tử Ký Châu đang trên đường đến Thiên Sương Môn đi tìm Phong Tịch để lấy lại Huyền Cực lệnh. Ở trên núi, Phong Tịch đang nướng cá cho Hàn Phác ăn. Hàn Phác dùng hết sức thổi lửa, thổi một cái mặt của Phong Tịch liền đen như than. Ngay sau đó, Thái tử Ký Châu đã tìm đến. Phong Tịch và Thái tử đánh nhau một trận bất phân thắng bại. Thái tử không hề biết người hắn đang tìm là người hiện đang đứng trước mặt hắn. Tại Lạc Thành, Ngọc Vô Duyên một thân một mình ra gặp tướng quân của Thương Châu để đàm phán dừng chiến. Tại Lạc Thành, tướng quân Thương Châu thúc ngựa lao đến đánh Ngọc Vô Duyên. Ngọc Vô Duyên chỉ cần dùng một ngón tay đã đánh cho tướng quân của Thương Châu ngã ngựa. Bên này, Phong Tịch sau trận giao chiến với Thái tử, hai bên bất phân thắng bại. Sau đó Phong Tịch mặt dày bắt Thái tử mời mình ăn cơm. Trở lại Lạc Thành, Vô Duyên đang cầu kiến chủ soái Thương Châu. Ngọc công tử muốn Thương Châu rút quân, không đánh chiếm Lạc Thành nữa. Chủ soái Thương Châu không đồng ý. Vô Duyên ra điều kiện nếu Thương Châu không đánh Lạc Thành thì sau này Lạc Thành sẽ miễn hoàn toàn thuế quan cho Thương Châu. Suy cho cùng chiến tranh cũng là vì lợi ích kinh tế, cho nên khi thấy điều kiện Ngọc Vô Duyên đưa ra có lợi cho mình, lại không phải đổ máu, thế nên chủ soái Thương Châu đồng ý dừng chiến. Bên này, Hàn Phác và Phong Tịch dùng rượu quý để rửa tay, sau đó càn quét một lượt ăn hết một bàn ăn thịnh soạn do Thái tử chuẩn bị. Sau khi ăn no, Phong Tịch đưa Huyền Cực lệnh giả cho Thái tử coi như cô trả tiền thức ăn. Đến lúc này Thái tử mới biết cô nương mình vừa gặp chính là Phong Tịch. Tại quân doanh của Thương Châu, Lưu Công Công dùng kim bài ra lệnh cho Phạm Sĩ Quý chính là chủ soái nhanh kéo quân đi chiếm Lạc Thành. Phạm Sĩ Quý nói ông không muốn đánh, Vô Duyên đã đưa ra điều kiện hết sức hậu hĩnh cho Thương Châu rồi, vì thế không cần đổ máu nữa. Ngay lập tức, Lưu Công Công ra lệnh chém đầu Phạm Sĩ Quý vì không nghe lệnh hắn. Tại Lạc Thành, vừa mới giảng hòa xong, họ lại lập tức nhận được tin quân Thương Châu đang kéo đến đòi cướp thành một lần nữa. Ngọc Vô Duyên biết không thể cầu hòa được, thì quyết định đích thân ra trận lãnh đạo quân lính của Lạc Thành. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Phong Tước đột ngột xuất hiện. Phong Tước bóp cổ Lưu Công Công, kẻ đang lãnh đạo quân lính của Thương Châu. Phong Tước uy hiếp nếu Thương Châu không dừng chiến thì anh sẽ đích thân đến gặp vương của Thương Châu và cho hắn một bài học. Lưu Công Công vừa thấy Phong Tước thì đã sợ xanh mặt, lập tức rút quân quay đầu chạy mất hút. Tối đến, tại Lạc Nhật Thành, Phong Tước và Ngọc Vô Duyên hẹn gặp nhau để cùng uống rượu. Ngay lúc đó, Ngọc Vô Duyên nhận được thư của Thế tử Ký Châu. Trong thư, Thế tử nói anh ta đã gặp được Phong Tịch, đã thế còn hết lời khen ngợi. Phong Tước biết được thì khẩu thị tâm phi mà nói, Phong Tịch có gì tốt mà khen. Bên này, Phong Tịch và Hàn Phác lại một lần nữa bị bọn người muốn cướp Huyền Cực lệnh chặn đường. Đúng lúc đó, Thái tử Ký Châu đi đến, anh nói Huyền Cực lệnh đang nằm trong tay mình. Bọn chúng nghe vậy thì không làm khó Phong Tịch nữa, sau đó bỏ đi. Cuối cùng, Phong Tịch và Hàn Phác cũng đã về đến Thiên Sương Môn. Vừa về đến nơi, Phong Tịch đã chạy đi tìm sư phụ. Phong Tịch nói với sư phụ trong chuyến đi lần này cô phát hiện môn phái bí ẩn là Đoạn Hồn Môn, sau đó tại cứ điểm của chúng cô tìm được một cái khăn tay thêu hai con dị thú. Sư phụ trầm ngâm một lát thì nói, hình ảnh hai con dị thú đó là đại diện cho một bọn người vô cùng độc ác, rất nhiều năm về trước đã gây ra chiến tranh long trời lở đất trên toàn Lục Châu. Giờ đây có lẽ bọn chúng đã quay lại, lấy thân phận là Đoạn Hồn Môn. Tại Tuyền Cung của Phong Tước, thuộc hạ bẩm báo, Tam Điện Hạ đang đến thăm. Thuộc hạ trong Tuyền Cung lo lắng muốn chết, Phong Tước hiện tại không có trong cung thì làm sao ra tiếp đón Tam Điện Hạ. Trước cửa Tuyền Cung, Hoàn Nương đang cố hết sức kéo dài thời gian không cho Tam Điện Hạ vào trong, nào ngờ đâu Đại Công Tử Điện Hạ cũng đến. Hoàn Nương không cho họ vào, Đại Điện Hạ liền cho cô ta một bạt tay, sau đó còn rút roi ra đánh người. Khi Đại Hoàng Tử sắp đánh chết người, thì Thái Phó Nhậm Đại lại xuất hiện. Hoàn Nương được cứu, ba người đều đòi vào gặp Phong Tước, hạ nhân cũng không cản được. May thay cuối cùng Tam Điện Hạ không phát hiện ra Phong Tước không có ở trong cung dưỡng bệnh. Nhưng Đại Điện Hạ và Thái Phó đã sớm biết người không ở trong phủ, nhờ bọn họ ra tay giúp đỡ, mới lừa được Tam Điện Hạ là Phong Tước vẫn ở trong cung. Đại Thái Tử đánh Hoàn Nương cũng là vì tương kế tự kế lừa Tam Điện Hạ. Về đến cung của mình, Tam Điện Hạ mới nhận ra mình bị mắc bẫy, Phong Tước không hề ở Tuyền Cung. Sau đó, Tam Điện Hạ đến gặp Hoàng Thượng mách lẻo là Phong Tước tự ý rời cung. Hoàng Thượng liền cùng Tam Điện Hạ đến Tuyền Cung của Phong Tước. Hoàng Thượng và Tam Điện Hạ đang xuất phát đến Tuyền Cung của Phong Tước. Trong lúc đó, Phong Tước cũng đang gấp rút chạy về Tuyền Cung. Hoàng Thượng và Tam Điện Hạ đã đến cửa, Thái Phó ra tiếp đón. Khi Hoàng Thượng và Tam Điện Hạ đi vào dưỡng tâm điện thì bất ngờ thay Phong Tước đã thay y phục, nằm trên giường từ bao giờ rồi. Hoàng Thượng cho Thái Y bắt mạch, sau đó Thái Y chẩn đoán mạch tượng của Phong Tước rất yếu.
Hoàng thượng tỏ ra nghi ngờ, Phong Tước liền quỳ xuống nói mình đã tự ý rời cung. Phong Tước nói lý do mình rời cung là đi đến núi An Ngư để viếng mộ của vương hậu cũng là mẹ của anh. Hoàng thượng đuối lý, không thể trách phạt Phong Tước được. Sau đó hoàng thượng kêu anh rời về Ung Kinh để tham gia lễ hội săn bắn mùa thu, sau đó rời khỏi Tuyền cung. Lúc này thuộc hạ Trung Ly mới về đến Tuyền cung, hắn nói trên đường đi xe ngựa bị gặp nạn vỡ tan tành, may là Phong Tước khinh công về kịp lúc. Trung Ly vẫn không quên bảo vệ con chim mà Phong Tịch cho Phong Tước. Ở Thiên Dương môn, sư phụ nói với Phong Tịch, Lạc Nhạn môn đã bị Đoạn Hồn môn tập kích, ông kêu Phong Tịch chuẩn bị cùng ông xuống núi. Ở Tuyền cung, Phong Tước nói khi anh mở mắt ra, anh đã nhìn thấy hoàng thượng thất vọng, có lẽ ông thật sự muốn phạt anh, sau đó giao vị trí thái tử cho Tam điện hạ. Phong Tước hỏi về lễ hội săn bắn mùa thu, thái phó nói lần này có sự tham gia của Phượng Thiên Ngô chính là gia chủ của Phượng gia. Hôm sau, Phong Tước tặng cho Hoàn Nương một cây châm cài, coi như cảm ơn cô ấy đã không ngại hy sinh thân mình để chịu đòn roi của đại điện hạ. Nhưng Hoàn Nương có nghĩ đơn giản vậy không thì chưa chắc. Bên này, thái phó nói quy tắc của đại hội săn bắn mùa thu năm nay cho Phong Tước biết. Phong Tước nghe xong thì nói đây có khác nào cuộc thi kén rể, anh biết Phượng Thiên Ngô là muốn thử thách ba vị điện hạ, sau đó chọn ra người thích hợp. Dưới núi, Phong Tịch và sư phụ đã đến Thiết gia, sau khi xem qua thi thể của những người nhà họ Thiết, Phong Tịch khẳng định là do bị Đoạn Hồn môn ra tay giết sạch. Phong Tịch quyết tâm phải đánh bại thế lực đứng sau Đoạn Hồn môn, không để chúng tác oai tác quái nữa. Tối đến, Phong Tịch thắc mắc tại sao Đoạn Hồn môn lại diệt môn 11 gia tộc. Sau đó, Phong Tịch liền đoán ra mục đích của Đoạn Hồn môn là thu thập nhân tài để tạo thành một đội quân tinh nhuệ. Ở hai nơi khác nhau, nhưng Hắc Phong Bạch Tịch đều có cùng một suy nghĩ, rằng mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là nhà họ Mã ở Ký Châu. Ngày diễn ra lễ hội săn bắn mùa thu tại Ung Châu đã đến, ba vị điện hạ đã sẵn sàng cùng nhau so tài, trống vừa đánh, bọn họ đã lập tức chạy vào rừng. Mặc kệ đại điện hạ và tam điện hạ đang hùng hổ săn thú lập công, thì nhị điện hạ lại nhàn nhã dựng trại ngồi uống trà, đọc sách. Thật sự đúng như Phong Tước nói, Phượng Thê Ngô đến tham gia lễ hội săn bắn là để chọn tướng công cho mình. Phượng Thê Ngô mắt cao hơn đầu, không vừa ý đại điện hạ lẫn tam điện hạ, đã vậy còn chê nhị điện hạ là tên đàn ông tay trói gà không chặt, thật là nghe mà cười đến đau cả bụng. Phong Tước lấy lý do mình bị bệnh mà không đi săn thú, đại điện hạ lại thật sự tin là thật, còn tốt bụng mà săn một con thú cho Phong Tước, để anh có cái mà khoe với hoàng thượng. Bên này, Phượng Thê Ngô đang đuổi theo một con sói, không ngờ lại lạc vào bẫy của bầy sói. Trong lúc Phượng Thê Ngô sắp bị sói đầu đàn cắn bay đầu, thì Phong Tước kịp thời xuất hiện, một lúc bắn ra ba mũi tên hạ gục cả bầy sói. Phượng Thê Ngô lúc nãy chê người ta tay trói gà không chặt, mà bây giờ lại nhìn nhị điện hạ đến mê mẫn tâm trí. Phong Tước yêu cầu Phượng Thê Ngô giữ bí mật chuyện anh đã cứu cô, sau đó liền đi mất, không cho Phượng Thê Ngô cơ hội nói cảm ơn. Thời gian săn bắn kết thúc, điện hạ sẽ trọng thưởng cây kiếm Tài Vân cho người săn thú nào đổi được nhiều điểm nhất. Đại điện hạ được 20 điểm, tam điện hạ được 30 điểm, hắn ta dương dương tự đắc mình là người cao điểm nhất. Phượng Thê Ngô đột nhiên cũng đòi tham gia, cô ta săn được 40 điểm, mặt của tam điện hạ liền xị xuống. Đúng lúc này, Xuyên Vân và Xuyên Vũ thuộc hạ của Phong Tước từ trong rừng lùa ra một đàn thú gà, chó, heo, hươu gì cũng có. Quá nhiều thú đến mức không biết tính điểm như thế nào. Phong Tước không dùng cung tên để săn từng con thú, mà dùng thuốc để dụ ra một đoàn thú. Phong Tước hiển nhiên được điểm tối đa, vậy nên người chiến thắng là Phong Tước cũng chính là nhị điện hạ của Ung Châu. Ở phủ của mình, Phượng Thê Ngô nghi ngờ thân phận của nhị điện hạ, cô ta kêu hạ nhân đến Ẩn Tuyền Thủy Tạ mua tin tức của Phong Tước. Nếu cô ta biết chủ nhân của Ẩn Tuyền Thủy Tạ là Phong Tước thì chắc sẽ tức chết. Ở Tuyền cung, thuộc hạ thắc mắc tại sao nhị điện hạ lại tỏ ra yếu thế hơn tam điện hạ và đại điện hạ. Hoàn Nương giải thích, nhị điện hạ giả bệnh là để qua mắt Bách Lý Thị, mẹ ruột của tam điện hạ cũng chính là mẹ kế của anh. Bách Lý Thị chính là tiểu tam, bà ta tranh quyền đoạt sủng, ép mẹ của nhị điện hạ bệnh mà chết, sau đó còn giáp tâm hãm hại nhị điện hạ để tam điện hạ dễ dàng leo lên vị trí thái tử. Nếu Phong Tước không giả bệnh để tránh tai mắt của Bách Lý Thị thì Ẩn Tuyền Thủy Tạ đệ nhất thiên hạ đã không được thành lập. Phong Tước lúc này cũng nhận được tin báo Phượng Thê Ngô muốn điều tra anh. Bên này, thầy trò Phong Tịch đã đến Mã Vương Bảo, nơi Đoạn Hồn môn sẽ ra tay với mục tiêu tiếp theo. Tại Mã gia, Phong Tịch đập cửa vào cầu kiến gia chủ Mã gia, cô nói Mã gia là mục tiêu tiếp theo của Đoạn Hồn môn. Gia chủ Mã gia không khỏi lo sợ, Phong Tịch hiến kế dùng Mã gia làm mồi nhử sau đó bắt chọn Đoạn Hồn môn, gia chủ Mã gia lập tức hành động. Bên này, đại điện hạ đến trách nhị điện hạ tại sao lại giấu mình ở lễ hội săn bắn, còn để cho đại điện hạ lo lắng mà đi săn thú dùng anh. Phong Tước vì không muốn trả lời mà tỏ ra đang đau đầu chóng mặt. Đại điện hạ lập tức lo lắng cho anh, đại điện hạ tức giận muốn chết vậy mà không chửi không đánh được Phong Tước, chỉ có thể mắng anh đáng ghét. Phong Tước tặng quà cho đại điện hạ liền tung tăng cầm quà ra về. Ở Lan Vân Các, Phong Tước hỏi Phượng Thê Ngô tại sao lại lén lút điều tra anh. Phượng Thê Ngô nói cô muốn biết nhị điện hạ thật sự là ai. Sau khi biết rõ thân phận của nhị điện hạ, Phong Tước và Phượng Thê Ngô liền kết thành bè phái. Khi màn đêm buông xuống, Đoạn Hồn môn đột nhập vào Mã gia, bọn chúng không ngờ lại rơi vào bẫy của Thiên Sương môn, sau đó bọn chúng không bị mai phục chết thì cũng tự tử.
Mã Gia đã an toàn, nhưng Đoạn Hồn Môn chắc chắn sẽ quay lại trả thù. Thiên Sương Môn quyết định ở lại Mã Gia trợ giúp. Tại Ung Châu, nơi đây đang diễn ra một buổi họp triều. Tam Thái Tử muốn dẫn quân đánh chiếm Ký Châu. Nhị Điện Hạ không đồng ý, anh hiến kế cho Hoàng Thượng. Nào đâu Hoàng Thượng chưa nghe lọt tai, đã vội chửi Nhị Điện Hạ ngu ngốc, sau đó lập tức phạt anh về cung cấm túc nửa tháng. Ai mà có ngờ, đây chính là mong muốn của Phong Tước. Vì chỉ khi tránh khỏi tai mắt của Hoàng Thượng, anh mới có thể đến Mã Vương Bảo trợ giúp cho Phong Tịch. Sau buổi thượng triều, Đại Hoàng Tử tức giận đến đánh cho Tam Hoàng Tử một tát cho bỏ tức. Sau đó Hoàng Thượng đích thân đến cung của Phong Tước, ông ta nói cái gì mà phạt anh là muốn tốt cho anh mà thôi. Phong Tước không muốn nghe tiếp nữa, liền giả vờ mệt mỏi để đuổi Hoàng Thượng đi. Ở Mã Vương Bảo, 6 cao thủ của Đoạn Hồn Môn đã đến nơi, bọn chúng quyết lần này sẽ giết được Phong Tịch, diệt sạch Mã Gia. Bên này, Phong Tịch biết Phong Tước sẽ ra tay giúp mình thì không khách khí nhờ Ẩn Tuyển Thủy Tạ tương kế tự kế. Tối đó, tại Mã Gia, Thiên Sương Môn đích thân ra trận giao chiến với 6 cao thủ của Đoạn Hồn Môn. Tại Ký Châu, Ẩn Tuyển Thủy Tạ cũng đã đánh bại được đám thuộc hạ khác của Đoạn Hồn Môn. Phong Tước hỏi thuộc hạ tại sao lại biết mà mai phục ở Ký Châu, thì nghe thuộc hạ nói là do Phong Tịch sắp xếp. Bên này, Phong Tịch thấy ám hiệu của Phong Tước thì biết được Ký Châu đã được an toàn. 6 cao thủ của Đoạn Hồn Môn biết Phong Tịch phá vỡ kế hoạch của chúng thì tức muốn điên, bọn chúng cùng hợp sức giết Phong Tịch lẫn thầy trò Thiên Sương Môn. Sư phụ không may trúng ám khí, lúc này Phong Tịch đã thật sự tức giận rồi. Ngay lúc đó, gia chủ Mã Gia bị Đoạn Hồn Môn lấy đi cuốn sách có bí thuật của Mã Gia, tên là Thuật Ngự Mã. Sau đó, Phong Tịch thấy tình thế nguy hiểm, cô liền một mình xông lên chiến đấu để Thiên Sương Môn và gia chủ Mã Gia có thể chạy trốn. Một mình Phong Tịch đấu với 4 cao thủ Đoạn Hồn Môn, ngay lúc đó Phong Tước xuất hiện. Thấy Phong Tịch bị thương, Phong Tước tức giận, anh bá đạo, chỉ dùng một tay, ra vài chiêu đã hạ được 3 tên tép diều. Tên cuối cùng lại là Ngọc Vô Duyên không biết từ đâu xuất hiện, dùng một kiếm liền tiễn hắn xuống địa ngục. Phong Tịch bất ngờ không thôi, vì cuối cùng cô cũng được gặp Vô Duyên công tử trong lời đồn. Hắc Phong Tịch thấy hai con người này cứ nói qua nói lại mà không ai thèm để ý đến anh, thì liền nói Phong Tịch cô đang bị thương rồi sao còn nói nhiều như vậy làm gì. Cô nói mình bị thương ở tay chứ bị thương ở miệng đâu mà. Phong Tước liền đưa ra một túi dâu tằm để bịt miệng cô lại. Tối đến, Phong Tịch đến nói cảm ơn Phong Tước. Phong Tước hỏi cô hôm nay có gì mà vui vẻ như vậy. Cô nói gặp được trai đẹp là Vô Duyên công tử, không vui mới lạ đó. Cô còn nói mình đã hẹn Vô Duyên công tử ngày mai cùng gặp nhau ở núi Thiên Chi. Nghe đến đây Phong Tước không nhịn được nữa, anh hỏi cô hẹn con trai nhà người ta lên núi làm gì. Tất nhiên là Phong Tịch không nói rồi, thế là anh dỗi không thèm nói chuyện với cô nữa. Sáng hôm sau, Phong Tước ngồi uống trà với Vô Duyên công tử, anh nghe Vô Duyên công tử nói muốn tặng một cây châm cài tóc cho Phong Tịch thì ra sức ngăn cản. Phong Tước nói nếu Vô Duyên công tử mang đồ quý giá như vậy tặng Phong Tịch thì chắc chắn cô ấy sẽ bán đi đổi lấy rượu để uống thôi, phí lắm. Vô Duyên công tử cười cười cho qua rồi cáo từ Phong Tước để đi đến núi Thiên Chi gặp Phong Tịch. Tại núi Thiên Chi, Phong Tịch tung tăng đi đến chỗ hẹn với Vô Duyên công tử, vừa đến nơi thì thấy Vô Duyên công tử đang ngồi đánh đàn vô cùng tao nhã. Phong Tịch không tiếc lời khen ngợi. Vô Duyên công tử không vòng vo liền hỏi Phong Tịch lý do tại sao hôm nay lại muốn hẹn anh. Cô liền nói hôm nay cô muốn tỉ thí với anh để xem ai lợi hại hơn ai, hai người thi xem ai khinh công đến bờ bên kia của hồ nước nhanh hơn. Trên đỉnh núi Phong Tước lẳng lặng mà quan sát cuộc so tài. Kết quả cuối cùng là hai người ngang tài ngang sức. Tại Thủy Tạ Lan Chi, sư muội nói với Phong Tịch là độc của sư phụ đã giải hết rồi. Sư muội lại nói cô có phải là thích Phong Tước rồi không? Phong Tịch liền cuống cuồng bịt miệng sư muội lại. Ngay lúc đó, sư phụ tìm đến, ông nói Phong Tịch đưa mọi người về Thiên Sương Môn trước, ông sẽ về sau. Tại phủ của Nhị Điện Hạ, Phượng Thê Ngô đến gặp Phong Tước, cô hỏi anh có muốn cài người của mình vào tất cả các bộ phận trong hoàng cung không? Phong Tước nói không cần, anh chỉ muốn Phượng Thượng Thư ra tay giúp đỡ Đại Điện Hạ thôi. Phượng Thê Ngô hỏi anh thật sự sẽ tin tưởng người đại ca cùng cha khác mẹ này sao? Anh nói anh vẫn luôn mang ơn Đại Điện Hạ, anh chỉ muốn đối phó Tam Điện Hạ mà thôi. Tại Ung Châu, Tam Điện Hạ đang lên kế hoạch hãm hại Phong Tước. Hắn kéo người đến đòi kiểm tra sổ sách ở công bộ của Nhị Điện Hạ. Phong Tước biết hắn chắc chắn có cớ mới tìm đến gây chuyện với anh. Sau khi hỏi thuộc hạ thì Phong Tước biết Trịnh Thượng Thư đã lấy 50 vạn ngân diệp tiền của công bộ để làm việc riêng. Phong Tước đến trước mặt Tam Điện Hạ nói, nếu muốn kiểm tra công bộ thì phải có ý chỉ của Hoàng Thượng, nếu không anh sẽ giết không tha cho kẻ nào dám lộng hành. Tam Điện Hạ ỷ có phụ hoàng chống lưng mà không sợ ai, hắn nói láo là Hoàng Thượng ra khẩu dụ kêu hắn đi kiểm tra. Thuộc hạ của hắn mở dương bạc ra, bất ngờ thay trong đó trống trơn không có một đồng bạc nào. Hắn cũng tìm ra trong sổ sách có 50 vạn ngân diệp bị tham ô. Hắn muốn nhân cơ hội này khiến cho Phong Tước bị Hoàng Thượng phạt nặng. Nhưng con cáo Phong Tước có thể dễ dàng chịu thua vậy sao? Anh lén lút lấy trong tay áo ra một tờ ngân phiếu có trị giá 50 vạn ngân diệp. Thế là anh thoát tội tham ô, nhưng chưa hết anh quay lại cắn cho Tam Điện Hạ một phát. Phong Tước muốn cùng hạ nhân đi hỏi rõ ràng xem Hoàng Thượng có ra khẩu dụ kiểm tra sổ sách của công bộ hay không, hay là hắn ngang nhiên làm càn. Tam Điện Hạ sợ xanh mặt nhưng hắn cũng không làm gì được. Trên triều, công bộ tố cáo Tam Điện Hạ giả truyền thánh chỉ mà làm càn.
Hoàng thượng tức giận phạt Tam Điện Hạ cấm túc, nhưng người đứng đầu hộ bộ cũng là cậu của Tam Điện Hạ là Bách Lý Thượng Thư lại bị phạt cách chức. Điều này làm cho phe cánh của Bách Lý Thị bị tổn thất nghiêm trọng. Nhân lúc đó, Phong Tước xin Hoàng thượng cho anh đi Đức Thành để tu sửa đê điều. Trên một con thuyền ở Liêm Giang, Phong Tịch đang bị say sóng đến buồn nôn. Trên một con thuyền khác, Phong Tước đang đối mặt với cơn bão đang ập đến khi chuẩn bị thu buồm chạy vào bờ. Thì lại phát hiện có một đám người không rõ lai lịch đang đục thủng thuyền của anh. Nước tràn vào thuyền như lũ kéo về, tình hình trên thuyền vô cùng nguy hiểm. Thuyền không chống lại được sức đập của sóng liền vỡ tung, Phong Tước bị rơi xuống nước, nỗi ám ảnh lúc nhỏ lại ùa về làm anh cứ thế chìm sâu xuống. Bên này, Tam Điện Hạ nghe tin người của mình hại Phong Tước bị đắm thuyền trên sông thì không những không vui vẻ mà còn tức giận muốn điên lên. Hắn tuy ghét Phong Tước nhưng hắn không muốn Phong Tước chết. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, hắn phải tìm cách để Hoàng thượng không nghi ngờ mình. Hoàng thượng biết tin Nhị Điện Hạ bị đắm thuyền hiện vẫn chưa thấy tung tích thì lo lắng vô cùng. Trên thuyền của Phong Tịch, bọn cô phát hiện ra Phong Tước đang trôi trên sông. Phong Tịch liền nhảy xuống nước cứu anh. Sau khi cứu anh lên thuyền, cô vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho anh, tự tay đút thuốc cho anh. Phong Tước đã hôn mê bất tỉnh từ khi được Phong Tịch cứu từ dưới biển lên. Phong Tịch lo lắng không thôi nên luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho anh. Phong Tịch thấy anh lạnh đến run rẩy thì liền nằm xuống ôm lấy anh, ủ ấm cho anh. Sáng hôm sau, Phong Tước tỉnh lại thấy Phong Tịch đang nằm bên cạnh ôm chặt lấy mình ngủ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Phong Tịch rất ngượng ngùng nhưng lại tỏ ra mình mặt dày không biết ngại là gì. Phong Tước cảm ơn cô đã cứu mạng anh. Cô tỏ ra không có gì, cô thấy người gặp nạn thì ra tay cứu giúp thôi, không cần anh cảm tạ. Phong Tước lại được đằng chân lên đằng đầu đòi Phong Tịch nấu canh tổ yến cho mình. Mặt Phong Tịch đơ ra như xịt keo, đang ở trên thuyền mà đòi ăn cơm vàng canh bạc, cô biết lấy ở đâu ra đây. Vì vậy mặc kệ anh yêu cầu món cao lương mỹ vị gì, Phong Tịch vẫn chỉ nấu cho anh một bát mì đơn giản. Bên này, Phượng Thê Ngô lo lắng không thôi vì cô không nhận được tin tức Phong Tước đang sống hay đã chết rồi. Nhưng thuộc hạ của cô lại tra ra được thủ phạm đâm thủng tàu của Nhị Điện Hạ là người của Đại Điện Hạ. Người thông minh như Phượng Thê Ngô không cần suy nghĩ liền biết đây là mưu kế của Tam Điện Hạ. Hắn muốn một mũi tên trúng hai con nhạn. Đại Điện Hạ bị Hoàng thượng mời lên triều định tội. Ông lệnh cho Đại Điện Hạ trong 7 ngày phải tìm thấy người. Hoàng thượng biết Đại Điện Hạ không phải kẻ chủ mưu, lệnh cho người bí mật điều tra Tam Điện Hạ. Trên thuyền của Phong Tịch, nhìn thấy bát mì cô nấu cho mình, anh không những không chê mà còn ăn rất ngon miệng. Ăn xong, Phong Tước mới nói, từ trước đến nay anh chỉ ăn thức ăn do thuộc hạ thân cận của mình làm. Vì có rất nhiều người muốn hãm hại anh thế nên anh chưa bao giờ dám ăn đồ ăn của người khác, nhưng Phong Tịch là ngoại lệ. Bên này, Tam Điện Hạ biết Hoàng thượng không định tội Đại Điện Hạ thì sợ muốn chết, hắn sợ phụ hoàng nghi ngờ hắn. Sư phụ của Phong Tước đau khổ mà than trời kêu đất khi mãi không tìm thấy tung tích của anh. Đại Điện Hạ cũng đang cắm đầu cắm cổ mà đi tìm Phong Tước. Ai mà có ngờ, Phong Tước đang an nhàn dưỡng thương ở trên thuyền của Phong Tịch. Thuyền của bọn họ đã đến bến Long Đầu, nghĩa là sắp về đến Ung Kinh rồi. Phong Tước rủ Phong Tịch lên bờ đi dạo, cô liền đồng ý. Trên bờ, Phong Tịch mời anh ăn bánh nhưng anh lại tỏ vẻ bổn thiếu gia không ăn những thứ không đảm bảo vệ sinh này. Phong Tịch liền nhét luôn cái bánh vào miệng anh. Thật ra thì vị cũng không tệ lắm, Phong Tước vừa ăn bánh vừa cười. Tại Như Ngọc Hiên, Phong Tước đọc mật mã ám hiệu thế là anh được vào trong. Lúc này Phong Tịch liền biết cái nơi này cũng là tài sản dưới tay Phong Tước. Trên bàn ăn, Phong Tước kêu ông chủ đánh giá Phong Tịch thử xem. Ông ta liền khen cô là tuyệt đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Phong Tước liền nói không đúng, vì y phục Phong Tịch mặc không đẹp chút nào. Lấy cớ đó anh cho người mang Phong Tịch đi thay một bộ y phục thật xinh đẹp. Thấy Phong Tịch ăn diện lên trông cũng vừa mắt phết, làm cho anh nhìn không chớp mắt. Phong Tước nói với Phong Tịch từ nay cô chỉ cần đến bất cứ chi nhánh nào của Như Ngọc Hiên và đọc mật mã giống như anh đã đọc ra. Như thế thì tất cả đồ vật có giá trị cô có thể thoải mái mà lấy. Lúc này, Phong Tịch mới biết cái tên Hắc Hồ Ly này chính là muốn lấy mấy thứ này cảm tạ cô đây mà. Phong Tước cài lên tóc của Phong Tịch một cây châm. Phong Tịch thấy cũng đẹp đấy, nhưng không hợp với mình, cô muốn gỡ xuống. Phong Tước liền biết cô đang nghĩ cái gì, anh đe dọa cô nhất định không được mang châm anh tặng đi đổi lấy rượu để uống. Tại Ký Châu, Vô Duyên cuối cùng đã về gặp mặt Hoàng Triều Thế Tử. Vô Duyên thấy Thế Tử rất quan tâm đến Phong Tịch liền hỏi có phải anh thích cô nương đó rồi không. Nhưng mà nếu thật sự thích thì Thế Tử phải gặp đối thủ mạnh là Phong Tước rồi. Vì Vô Duyên anh chỉ vì đi đến núi Thiên Chi gặp riêng Bạch Phong Tịch thôi mà đã bị Phong Tước ra đòn cảnh cáo rồi. Nếu biết Thế Tử có ý với Phong Tịch thì không biết anh ta có một sống một còn với Thế Tử luôn không. Hoàng Triều Thế Tử tỏ vẻ anh đây chẳng sợ bố con thằng nào. Sau đó, Hoàng Triều Thế Tử đưa cho Vô Duyên xem lệnh bài Huyền Cực lệnh. Vô Duyên vừa nhìn qua đã biết là đồ giả. Thế Tử không dám tin đây là sự thật, vì để lấy cái lệnh bài giả này mà anh ta đã mất đi một thuộc hạ đắc lực. Bên này, Phượng Thê Ngô nhận được thư từ Như Ngọc Hiên, lúc này cô mới yên lòng vì Phong Tước quả nhiên vẫn còn sống. Lúc này, Tam Điện Hạ lại nhận được tin đã tìm được thi thể của Nhị Điện Hạ. Tại phòng chứa xác, Tam Điện Hạ không dám nhìn thi thể trước mặt. Thuộc hạ nói với hắn tuy mặt thi thể không nhìn rõ nhưng dựa vào những vết tích trên người có thể chắc chắn là thi thể của Nhị Điện Hạ. Tam Điện Hạ ngu ngốc liền tin lời của thuộc hạ mà không hề nghi ngờ gì. Trên triều,
hoàng thượng muốn giảm đi một nửa số người tìm kiếm tung tích của Phong Tước. Dưới sự thuyết phục của Phượng Thiên Ngô, hoàng thượng đồng ý tự mình đi miếu Quan Âm cầu phúc cho nhị điện hạ. Trên thuyền, Phong Tước nhận được mật thư, trong thư có tin tốt là đại điện hạ và ẩn tuyển thủy tạ vẫn luôn chờ anh trở về, còn tin xấu là cha anh biết anh gặp nạn mà có vẻ không lo lắng lắm. Phong Tịch liền lên tiếng an ủi Phong Tước. Lúc này, sư muội của Phong Tịch lại bị mắc bệnh thương hàn, cô liền bất đắc dĩ cho thuyền dừng lại ở Ung Châu để chữa bệnh cho sư muội trước. Sư muội bị bệnh nặng, đồ đệ của Thiên Sương Môn phải ở lại Ung Kinh vài ngày. Bên này, Phong Tước đang bí mật gặp mặt Phượng Thê Ngô. Phong Tước biết người hãm hại anh bị đắm tàu chính là Tam Điện Hạ, hắn ta trông có vẻ ngu ngốc nhưng thật ra lại là người không hề đơn giản đâu. Phong Tước hỏi Phượng Thê Ngô thật sự tin tưởng vào anh sao? Cô nói ngoài anh ra không ai có khả năng ngồi trên vương vị, cô quyết tâm muốn trở thành cánh tay đắc lực phò tá anh lên ngôi. Bên này, hoàng thượng đang lập đàn cầu bình an cho nhị điện hạ, Tam Điện Hạ cũng làm bộ làm tịch lên đàn cầu phúc. Đúng lúc đó, Vương Nguyên thuộc hạ của Tam Điện Hạ mang thi thể mà hắn cho là của nhị điện hạ đến trước mặt hoàng thượng. Thân là phụ vương, hoàng thượng cũng không nhận ra thi thể trước mặt không phải con trai mình. Bỗng nhiên, sư phụ của Phong Tước chạy vào báo tin nhị điện hạ đã bình an trở về. Sắc mặt của Tam Điện Hạ lập tức xanh như tàu lá chuối. Bên này, hoàng thượng đến gặp mặt nhị điện hạ, ông nói lần này sẽ thưởng cho anh đồng thời cũng sẽ tìm bằng được kẻ hại anh để định tội. Phong Tước nói manh mối do anh tìm được chỉ ra người chủ mưu là tam đệ của anh, Phong Cử. Hoàng thượng lại trở mặt không tin lời anh, còn nói anh lợi dụng chuyện mình bị đắm tàu mà hãm hại tam đệ. Phong Tước chắc nịch mà nói nếu anh tiếp tục điều tra chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng định tội tam đệ, vì thế xin hoàng thượng hãy thưởng phạt cho đúng vào. Hoàng thượng vẫn nghĩ thuộc hạ của Tam Điện Hạ là người hãm hại Phong Tước, còn hắn chỉ là người bị liên lụy mà thôi. Hoàng thượng khó khăn mà ban xuống hai thánh chỉ. Bên này, Phong Tước nói với sư phụ rằng người cứu anh là Phong Tịch. Tam Điện Hạ bây giờ đang lo lắng đến nóng hết cả ruột gan, hắn sợ Phong Tước sẽ tìm cách tố cáo hắn. Thánh chỉ được ban xuống, Phong Tước được thăng chức cùng với rất nhiều tài sản khác. Bên này, Phong Cử thành công để Vương Nguyên đứng ra chịu tội thay cho mình, đúng như lời Phong Tước nói, hắn quả là một kẻ mưu mô không ai bằng. Ở trong một ngôi miếu trên núi, Bách Lý Thị mắng Phong Cử vì ngu ngốc khi chưa gì mà đã lên chùa cầu an rồi, còn không sợ người khác phát hiện hắn đang chột dạ hay sao? Đã vậy hắn lại còn không thể diệt trừ được Phong Tước, thật là vô dụng. Bách Lý Thị muốn Phong Cử là người ngồi lên ngai vàng, nên bà đưa thuộc hạ Lý Giáp Hiền đến bày mưu tính kế giúp hắn. Nào ngờ, tên Lý Giáp Hiền này vốn là người của Phong Cử, chính hắn để tên thuộc hạ này ở bên Bách Lý Thị. Hắn cố ý trừ khử tên Vương Nguyên để Lý Giáp Hiền có thể rời khỏi mẫu thân về bên cạnh phò tá hắn. Phong Cử này đúng là con cáo giả. Hắn đúng là một đứa con có hiếu, mẫu hậu của mình hắn cũng tính kế. Hắn thật ra cũng không muốn nghe theo lời mẫu hậu vì hắn biết bà chỉ xem hắn như con rối để giúp bà nắm lấy vương quyền vào tay mà thôi. Thế người ta mới nói mẹ nào con nấy đó. Hắn chính là cố ý tỏ ra ngu ngốc để phụ hoàng không để hắn vào mắt mà chỉ chìa mũi nhọn vào Phong Tước. Rồi sau đó lén lút ở phía sau ra tay hạ bệ hết những người cản đường hắn, trong đó có Phong Tước. Ý đồ muốn ngư ông đắc lợi. Tại Đại Đông, quốc vương nhận được tin Ký Châu muốn trả Huyền Cực lệnh về đế kinh của mình. Điều này làm bọn họ lo lắng vì bọn họ muốn nhân lúc Ký Châu giữ lệnh bài, sau đó bị các châu truy sát mà làm cho sức mạnh của Ký Châu suy yếu. Ai mà ngờ củ khoai bỏng tay này lại được chọi đến cho Đại Đông của bọn họ. Hết cách, quốc vương quyết định mở yến tiệc để tập hợp Lục Châu. Bên này, Phong Cử lại cố ý muốn ly gián Đại Điện Hạ và Nhị Điện Hạ. Hắn nói bây giờ Nhị Điện Hạ đã có chức quyền cao nhất trong ba anh em bọn họ rồi, không biết Đại Điện Hạ là anh lớn có cảm giác như thế nào. Nhưng hắn lại không hiểu tình cảm giữa hai người họ, Đại Điện Hạ không những không ghen tị mà còn vui mừng thay cho nhị đệ của mình. Có người anh đáng đồng tiềm bát gạo thật sự. Đại Điện Hạ nói cho Phong Tước biết, Phong Cử mới từ Ninh Sơn về, điều này có nghĩa là Bách Lý Thị đã biết chuyện, Đại Điện Hạ khuyên Phong Tước hãy cẩn thận. Bên này, Phong Tước đến gặp Phong Tịch, cô vừa gặp anh đã mở miệng cảm ơn anh vì đã sắp xếp chỗ ở cho Thiên Sương Môn của cô. Anh lại nói nếu cô muốn cảm ơn thì ra ngoài đi dạo với anh đi. Phong Tịch muốn từ chối nhưng đương nhiên là không được rồi. Trên phố, Phong Tước đang tâm sự với cô thì phát hiện ra Phượng Thê Ngô. Anh lập tức nắm lấy tay Phong Tịch, kéo cô chạy trốn. Phượng Thê Ngô ở trên cầu đã nhìn thấy, nhưng cô không tin Phong Tước lại có thể nắm tay nữ nhân đi dạo. Phong Tịch thấy một quầy hoa thì tỏ ra yêu thích. Cô quyết định kêu ông lão vẽ tranh họa cho cô một bức tranh cô ngồi giữa những bông hoa tươi đẹp. Nào ngờ, Phong Tước đích thân họa lại hình ảnh của Phong Tịch. Phong Tịch còn tươi xinh hơn cả hoa, Phong Tước vẽ đến say sưa, chỉ sau một lúc đã hoàn thành. Đột nhiên Phong Tịch phát hiện có một đứa trẻ sắp rơi từ trên cầu xuống, liền không ngại mà ra tay cứu nó, ngờ đâu lại làm mình bị trẹo chân mất rồi. Phong Tước xót cô, nên anh không ngần ngại mà cõng cô về. Thật là lãng mạn quá đi. Về đến nhà, hai người còn lưu luyến không muốn chia tay nhau, Phong Tịch liền lấy cớ muốn lấy bức họa anh đã vẽ mình để được ở gần anh thêm một lúc. Bên này, Phượng Thê Ngô nói với Phong Tước rằng Bách Lý Thị đã rời Ninh Sơn để về cung rồi. Anh lại nói đó chính là điều anh muốn. Hôm sau, hoàng thượng bày binh bố trận vô cùng hùng hổ để đón vương hậu về cung. Từ xa, Bách Lý Thị ăn mặc bình thường mà xuất hiện cùng một đám dân tị nạn.
Bà ta nói vì đã lỡ hứa với thánh thần rằng nếu nhị điện hạ bình an vô sự bà sẽ mặc thường phục mà đi bộ về kinh. Đúng là tình cảm mẹ con thắm thiết, khiến người khác cảm lạnh mà. Bách Lý Thị mặc thường phục đi bộ về kinh, còn dẫn theo một đám dân tị nạn, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ bà là thánh mẫu không đấy. Hoàng thượng bắt Phong Tước đánh xe hộ tống Bách Lý Thị. Không lẽ ông không biết Phong Tước hận Bách Lý Thị đến mức nào sao? Phượng Thê Ngô thấy thế liền lên tiếng, cô nói vương hậu đúng là lòng dạ bao la. Nhưng Tôn Minh Dương thân là thuộc hạ hộ tống nương nương mà lại để bà một mình đi cùng một đám người không biết liệu có kẻ xấu trà trộn vào hay không, đã thế còn không biết khuyên can, hắn phải bị phạt. Cô nói đúng tình hợp lý, hoàng thượng liền phạt hắn 3 năm bổng lộc. Không dừng lại, cô tiếp tục tố cáo Dương thị lang của lễ bộ, vì biết vương hậu mặc thường phục vào cung lại không biết bẩm báo trước. Cô nói quá có lý, Bách Lý Thị cứng họng không phản bác được câu nào. Lúc này, hoàng thượng đành đổi người đánh xe cho Bách Lý Thị. Bà chị này hôm nay ngầu muốn xỉu à? Bên này, sư phụ nói lần này Bách Lý Thị về kinh, nhị điện hạ chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn. Bách Lý Thị muốn nói xấu Phong Tước với hoàng thượng, nào ngờ hoàng thượng lại kêu bà dạy dỗ lại Phong Cử, làm mặt bà ta đơ như xịt keo. Bên này, đại điện hạ đau lòng vì Bách Lý Thị là mẹ ruột của mình, thế mà bà ta cũng không thèm giả vờ quan tâm anh. Bách Lý Thị gọi Phong Cử đến gặp mình, bà nói từ trước đến nay hoàng thượng luôn tự ti vì xuất thân thấp hèn của ông. Vì thế ông ta mới không thích mẹ con Phong Tước, nhờ đó mà bao năm qua Phong Cử có thể thoải mái ở trước mắt ông mà chèn ép Phong Tước. Nhưng nay đã khác, ông ta sợ hậu cung bất ổn, mà thiên hạ lại đang náo loạn vì Huyền Cực lệnh mất tích. Loạn trong, giặc ngoài, ông ta sợ mất đi vương quyền trong tay mình, nên ông không muốn Phong Cử gây sự với Phong Tước nữa. Bách Lý Thị nói hoàng thượng chỉ nói không cho Phong Cử ra tay với Phong Tước nữa, chứ không nói không được cho người khác hại anh mà. Ác số 1 không ai, số 2 là bà ta. Bên này, Phong Tịch vì thiếu tiền mà phải đi cầm trang sức, nhưng không đủ. Đường cùng rồi, Phong Tịch đành đi đến Như Ngọc Hiên đọc ám hiệu, sau đó cô liền có 50 ngân diệp. Nào ngờ, lại bắt gặp đại điện hạ bị động kinh mà té ra sàn, đang sùi bọt mép. Cô điểm huyệt cứu đại điện hạ và hứa sẽ giữ bí mật chuyện này, rồi cầm tiền rời đi. Sau khi tỉnh lại, đại điện hạ hốt hoảng khi biết mình lại phát bệnh động kinh. Cũng vì căn bệnh này mà anh từ nhỏ đã phải chịu sự ghẻ lạnh của Bách Lý Thị. Để che giấu bệnh của mình, đại điện hạ bắt hết hạ nhân ở Như Ngọc Hiên đi. Tối đến, Phong Tước thấy Phong Tịch đang mệt mỏi mà ngủ gật bên ấm thuốc, anh biết cô khó khăn lắm mới đến Như Ngọc Hiên của anh để mượn tiền. Phong Tước hỏi Phong Tịch có cần phải cố gắng gồng gánh đến vậy hay không. Phong Tịch nói cô rất ngưỡng mộ anh vì có thể một tay quản lý Ẩn Tuyền Thủy Tạ rộng lớn, còn cô mới quản có vài người đã thấy mệt muốn chết. Anh nói anh sẽ dạy cô, học phí là một bát mì. Đã ăn qua rất nhiều của ngon vật lạ, nhưng anh lại thấy bát mì này rất ngon. Hôm sau, Phượng Thê Ngô đến tìm anh, cô muốn anh tính đến chuyện thành thân với cô. Lúc đó cô có thể toàn tâm toàn ý phò tá cho anh đi lên vương vị cao nhất kia. Nhưng tim Phong Tước sớm đã không còn chỗ trống. Anh nói anh không muốn dựa vào hôn sự cả đời của người khác để đạt được mục đích, anh khinh thường. Anh không thể thành thân với cô, nhưng anh dám cam đoan Phượng gia không cần dựa vào hôn sự vẫn có thể dưới một người trên vạn người. Là người biết tiến biết lùi, Phượng Thê Ngô cũng không cưỡng cầu Phong Tước, nhưng cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Bên này, Hoàn Nương muốn mang hóa đơn đến hỏi Như Ngọc Hiên, Phong Tước lấy 50 ngân diệp mua đồ dùng của nữ nhân để làm gì. Đúng lúc Phượng Thê Ngô đi đến, cô nói để cô đích thân đi hỏi. Tại Như Ngọc Hiên, cô nghe ông chủ nói hóa đơn là giả, tuy trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không làm gì được. Bên này, đại điện hạ muốn tìm cho ra nữ nhân đã cứu mình, mặc kệ là ai, chỉ cần là người thấy anh phát bệnh đều phải chết. Cái này nếu để Phong Tước biết được đại ca của mình đang muốn giết Phong Tịch thì chắc hẳn sẽ có một màn huynh đệ tương tàn cho mà xem. Lúc này, nhị sư đệ lại gây sự với Phong Tịch và cô cũng nhịn đủ rồi. Cô nói chỉ cần đánh thắng cô thì cô sẽ không quản anh ta nữa. Hắn lập tức xuất chiêu, nhưng với tí võ công mà đòi thắng Phong Tịch, nằm mơ cũng đẹp quá rồi. Sau đó, Bạch sư muội đã tỉnh lại, Phong Tịch liền không muốn đôi co với nhị sư đệ nữa. Cô còn bận đẩy thuyền Bạch sư muội và sư đệ Cửu Dung đây này. Đúng lúc đó, cô được báo tin sư phụ có lẽ đã gặp chuyện gì rồi, vì thư cô gửi cho sư phụ lại bị trả về. Phong Tịch lại đến Như Ngọc Hiên để tìm gặp Phong Tước. Tại Ký Châu, Hoàng Triều Thế Tử nói với Vô Duyên, anh quyết định sẽ đến Đế Kinh, anh muốn xem bệ hạ rốt cuộc đang có mưu tính gì với Ký Châu của anh. Đang nói chuyện thì Hoàng Vũ công chúa của Ký Châu chạy vào đòi gặp mặt Vô Duyên ca ca. Thế là Vô Duyên bất đắc dĩ phải nghe Hoàng Vũ đàn, nhưng trong lòng anh lại nhớ đến hình bóng của Phong Tịch. Vô Duyên biết tâm ý của Hoàng Vũ, anh liền không chần chừ mà từ chối. Hoàng Vũ thất tình mà khóc đến đáng thương. Ở Như Ngọc Hiên, Phong Tịch đợi mãi vẫn không gặp được Phong Tước, cô đành ra về. Nào đâu trên đường về cô lại bị phục kích. Trên đường về, Phong Tịch bị một đám sát thủ áo đen bao vây, nhưng chiêu này xưa rồi diễm, Phong Tịch đang định đánh cho bọn chúng ra bã thì Phong Tước xuất hiện, đám sát thủ liền thấy không ổn vội bỏ chạy. Đại điện hạ tức giận vì đám sát thủ mình phái đi lại không thể giết được một nữ nhân. Thuộc hạ liền nói lúc đó là do nhị điện hạ xuất hiện nên bọn chúng mới không dám ra tay. Đại điện hạ lại càng muốn giết cho bằng được nữ nhân này. Đại điện hạ làm đến bước này cũng là do ám ảnh sự ghẻ lạnh của mẹ mình,
Anh không muốn có ai biết bệnh tình của mình, để rồi sau đó họ cũng sẽ bỏ rơi anh như bà ta thôi. Bên này, Phong Tước nói anh sẽ nhanh chóng cho người đi tìm tung tích của sư phụ cô, đổi lại cô phải nhậu với anh. Hai người lại vô tình chạm tay nhau, Phong Tước ngượng ngùng đến đổ mồ hôi, tim còn đập nhanh nữa cơ. Cô hỏi anh bị bệnh hay gì, anh liền đổ thừa là do uống rượu. Nhưng Phong Tịch lại nghĩ anh bị bệnh liền lại gần anh hơn, lúc này anh bối rối quá mức mà bỏ chạy trối chết. Trên đường về, đám sát thủ lại đến tìm cô. Địch đến thì ta đón, Phong Tịch trước giờ không sợ ai cả. Nhìn thấy đại điện hạ cô còn muốn bảo vệ anh nữa cơ. Chị nhà ơi, người muốn giết chị là hắn đó. Phong Tịch nhẹ nhàng xuất vài chiêu đã đuổi đám thuộc hạ bỏ chạy. Đại điện hạ muốn giết cô, nhưng lại thấy cô không nhớ ra mình là ai nên đành thu tay lại, tạm thời không động đến cô nữa. Ở trên giang hồ đã lâu, Phong Tịch biết người đó tìm cô chắc chắn là muốn giết người giấu việc mình phát bệnh, thế nên cô ngay lập tức giả ngốc. Tại Ung Châu, Hoàng thượng cử Tam Điện Hạ đến Đế Kinh tham gia yến hội. Phong Cử vốn không muốn đi, nhưng hắn không thể cãi thánh chỉ được. Bên này, Phượng Thê Ngô đang muốn đề cử nhân tài cho Nhị Điện Hạ. Lúc này, thuộc hạ vào báo tin, Phong Tước liền đoán ra đám người muốn giết Phong Tịch chính là người của đại ca. Trên phố, Đại Điện Hạ đang bám theo Phong Tịch, anh muốn biết cô có thật sự là đã quên anh hay không. Cô đã sớm phát hiện, lần này cô lại tiếp tục giả ngốc, tỏ ra mình không nhớ người đang đứng trước mặt mình chính là người đã phát bệnh ở Như Ngọc Hiên. Cô đưa cho Đại Điện Hạ một cái bánh bao rồi bỏ đi. Bên này, Hoàng thượng đã đóng dấu niêm phong để thi hội năm nay. Phong Tước và sư phụ ngồi bàn bạc với nhau, anh nói kỳ thi hội năm nay Bách Lý Thị lại để Tam Đệ đi đến Đế Kinh. Không biết bà ta đang có mưu kế gì. Ở một gian phòng, đề thi đã được kiểm tra và để vào hộp niêm phong, còn được khóa kỹ. Hoàng Triều Thế Tử đang trên đường đến Đế Kinh thì chẳng may bị tập kích. Trong lúc đánh nhau với sát thủ, Thế Tử đã đánh rơi huyền cực lệnh và bị bọn chúng nhanh tay đoạt mất. Tại Đế Kinh, yến hội với sự góp mặt của Lục Châu đang diễn ra. Lúc này, Hoàng Triều Thế Tử cũng đã đến nơi. Vừa vào trong, Thế Tử liền thú nhận mình đã làm mất huyền cực lệnh. Yến hội liền náo loạn, Hoàng thượng liền hỏi ai muốn đích thân ra tay tìm huyền cực lệnh về. Hoàng Triều Thế Tử muốn lấy công chuộc tội, Hoàng thượng liền đồng ý, còn ban cho anh Thượng Phương Bảo Kiếm để tiện hành sự. Chuyện này cũng đến tai Phong Tước, anh vừa nghe liền biết việc mất lệnh bài huyền cực lệnh thật ra đều là màn kịch của Hoàng Triều Thế Tử. Vì nếu hắn mang lệnh bài giả đến Đế Kinh thì sẽ không có cách nào giải thích rõ ràng được. Hắn muốn nhân cơ hội này lấy quyền tra hỏi Lục Châu. Đúng như Phong Tước nói, tất cả đều là kế hoạch của Hoàng Triều Thế Tử. Vô Duyên bất mãn với cách làm của Thế Tử, nhưng Thế Tử với tham vọng nắm thiên hạ trong tay đã sớm có kế hoạch. Bên này, Bách Lý Thị thật sự muốn thông qua kỳ thi hội để hại Nhị Điện Hạ. Tại trường thi, các thí sinh đang làm thủ tục vào phòng thi. Kỳ thi hội chính thức được diễn ra. Bên này, Hoàng thượng và Vương hậu lại muốn định hôn sự cho Phong Tước. Bách Lý Thị còn hết sức dụng tâm mà tiến cử tiểu thư của Bách Lý ra. Điều này tất nhiên anh không chấp nhận rồi. Bách Lý Thị liền hỏi có phải anh vừa ý Phượng Thê Ngô hay không. Anh một mực phủ nhận. Thấy anh từ chối, Hoàng thượng cũng không thể ép anh được. Ngay sau đó, Phượng Thê Ngô nghe được tin Phong Tước ở trước mặt Hoàng thượng từ chối thành thân với mình. Cô liền biết đây là mưu kế của Bách Lý Thị, bà ta muốn ly gián anh và cô. Trên xe, Phong Tước cảm thán Bách Lý Thị nhập vai là mẹ hiền lâu như vậy mà vẫn không thấy chán. Bên này, Trung Ly mang nhu yếu phẩm đến chỗ ở của Thiên Sương Môn. Phong Tịch biết là Phong Tước cho người mang đồ đến, cô liền chạy đi gặp anh. Anh nói với cô sư phụ cô hiện đang ở Vũ Sơn vậy nên cô không cần lo lắng. Phong Tịch liền hết lời cảm ơn anh. Thấy vậy, anh nói cô cảm ơn câu nệ như vậy thật sự không giống cô ngày thường. Phong Tịch liền mỉm cười, bây giờ cô đã có thể tự nhiên nhận đồ của Phong Tước rồi. Tại trường thi, sĩ tử Từ Vũ Tân lén lút sử dụng tài liệu hắn liền bị bắt vào phòng riêng để tra khảo. Hắn một mực nói là mình không hề mang tài liệu vào trường thi, mà tài liệu đó do hắn thuê một lái buôn lén lút chuẩn bị sẵn cho hắn. Các quan thi kết luận đây chính là một vụ án gian lận vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ lập tức cho dừng kỳ thi để kiểm tra tất cả các chỗ ngồi của thí sinh dự thi. Sau đó, liền tìm ra được thêm 6 phần tài liệu nữa. 6 sĩ tử có tài liệu gian lận lần lượt được gọi tên, trong đó có cả Phượng Thế Anh là thiếu gia của Phượng gia. Mà nghiêm trọng hơn là trong tài liệu chính là đáp án của đề thi hội năm nay nữa. Biết tin, Phượng Thê Ngô lập tức đến tìm Nhị Điện Hạ. Anh biết lần này Bách Lý Thị sẽ giở trò, nên đã sớm chuẩn bị tâm lý để đối phó. Anh nói Phượng Thê Ngô phải giúp anh lấy được quyền để điều tra vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử Ung Châu này. Trong cung, lão nô bên cạnh Hoàng thượng nói sau khi hắn xem qua bài thi của các thí sinh gian lận, thì thấy đáp án của họ không giống tài liệu, đặc biệt đáp án bài thi của Phượng Thế Anh còn rất xuất sắc. Ở bên này, Bạch sư muội sau khi biết tin cha mình mất tích liền đi tìm Phong Tịch để chất vấn. Nhị sư huynh lại thêm dầu vào lửa, hắn nói cô cố tình giấu tin sư phụ mất liên lạc để độc chiếm vị trí trưởng môn. Phong Tịch tức đến muốn đánh cho tên này ra bã. Cô tuyên bố trước mặt các huynh đệ của mình rằng cô trước nay chưa bao giờ mơ ước vị trí trưởng môn này. Cô bảo tất cả mọi người an tâm ở lại đợi tin tức của Ẩn Tuyền Thủy Tạ. Tất cả các huynh đệ trong sư môn đều một mực tin tưởng cô. Nhị sư huynh vì vậy mà đùng đùng tức giận bỏ đi. Tại Vũ Sơn, trưởng môn của Thiên Sương Môn là Bạch Kiến Đức đang đi tìm huynh đệ của mình là Dương Thủy Long.
Tại Ung Châu, Hoàng thượng tức giận vì trong kỳ thi hội quan trọng lại xảy ra vụ án gian lận lớn như thế. Phượng Thê Ngô liền lên tiếng đề cử nhị điện hạ đảm nhiệm trọng trách trà án. Các quan lại cũng lần lượt tán thành, Hoàng thượng liền cho anh thời gian 7 ngày để phá án. Hoàng thượng biết vụ án này là muốn hãm hại Hắc Phong Tước vậy mà anh còn đâm đầu vào, ông không biết ông đang có suy nghĩ gì. Bên này, Phong Tịch đang khuyên nhủ Bạch Sư Muội bảo cô ấy đừng lo lắng, cô không muốn tình cảm giữa mình và Bạch Sư Muội lại bị nhị sư đệ Cố Vũ chia rẽ. Tại nơi tra án, Hắc Phong Tước tra khảo Từ Vũ Tân, liền tra ra đề thi mà tên lái buôn đưa cho sĩ tử xem được viết trên giấy thép vàng. Đây là một loại giấy thượng phẩm mà chỉ có quan lớn mới được sử dụng. Vì thế hắn mới cả gan đem hết gia sản ra để mua tài liệu của tên lái buôn đó. Anh lại đi tra khảo ba vị quan coi thi, khi cầm đề thi trên tay anh xác nhận đề thi hoàn toàn là thật, dương ấn của hoàng thượng cũng không bị làm giả. Vậy nên chỉ có thể là một trong ba vị quan coi thi để lộ đề ra mà thôi. Sau đó, anh cũng đã dựa theo miêu tả của Từ Vũ Tân mà vẽ ra chân dung của tên lái buôn. Bên này, Cố Vũ vì vay tiền nặng lãi để chơi đánh bạc, bây giờ đang bị tên lái buôn đến đòi nợ. Cả vốn lẫn lãi tổng là 20 ngân diệp. Đúng lúc, Phong Tịch xuất hiện, cô muốn phạt hắn vì vi phạm môn quy của Thiên Sương Môn. Nhưng hắn hiển nhiên là không chịu cúi đầu trước cô rồi. Hắn nói với lái buôn trước khi trời tối hắn sẽ mang tiền đến trả. Phong Tịch biết Cố Vũ lại muốn đi đánh bạc. Dù sao cũng là sư đệ của mình, cô không thể thấy chết mà không cứu. Sau đó, cô đến nhà của tên lái buôn để trả nợ, nhưng chỉ trả tiền vốn cho hắn. Hắn liền nói nếu không có lãi thì cô có thể dùng nhan sắc của mình để trả nợ cho hắn. Thấy hắn muốn đụng tay với mình, cô liền bẻ tay hắn rồi đạp cho hắn một cú khiến hắn sợ đến tè ra quần. Hổ không gầm liền tưởng cô là Hello Kitty à. Cô bắt hắn giao giấy nợ ra, hắn đau đớn nói giấy ghi nợ đang ở chỗ của Ngô Tam gia là chủ sòng bạc trong thành. Đúng lúc đó, Hắc Phong Tước cũng đến tìm tên lái buôn, sau khi bắt hắn đi anh hứa sẽ lấy giấy vay nợ về đưa cho cô. Sau đó, Hắc Phong Tước lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết bột dính trên mặt Phong Tịch. Cô liền ngại ngùng mà quay mặt, anh thấy vậy thì cũng rời đi. Trong nhà lao, tên lái buôn đang được Hắc Phong Tước tra khảo. Sau đó, Trương đại nhân đến đuổi anh đi, còn nói là chuyện tra khảo này để cho ông ấy. Hắc Phong Tước liền đồng ý vì anh biết đây chính là ý của phụ vương, ông ta không tin tưởng. Bên này, Phong Tịch đang vui vẻ chơi túc cầu với các sư đệ, không ngờ đại điện hạ lại đúng lúc bắt gặp cảnh này. Đúng lúc đó, Hắc Phong Tước không biết từ đâu bay đến đòi thi đá túc cầu với Phong Tịch. Anh cá cược với Phong Tịch, nếu anh thua anh sẽ nấu cơm cho cô, còn nếu anh thắng thì anh sẽ tự ra điều kiện. Hai người lao vào nhau giành túc cầu, ta đá qua anh đá lại vô cùng ăn ý. Bạch Sư Muội nói hai người này đâu có chơi túc cầu, đây chính là uyên ương nghịch nước thì có. Kết quả lại là hòa nhau. Kết thúc trận bóng, anh đưa cho cô giấy vay nợ của Cố Vũ. Trước khi đi anh còn hứa sau khi xong việc thì sẽ nấu cho cô một bữa ăn. Bên này, đại điện hạ sau khi thấy Hắc Phong Tước chơi túc cầu với Phong Tịch thì thất vọng không thôi. Vì anh một lòng xem Hắc Phong Tước là huynh đệ, nhưng Hắc Phong Tước lại hết lần này đến lần khác lừa dối anh. Hôm sau, trên triều Hắc Phong Tước báo cáo kết quả điều tra, anh nói hung thủ tiết lộ đề thi là Lương Quốc Công. Nhân chứng là quản gia ở phủ Lương Quốc Công. Trong 7 sĩ tử có tài liệu gian lận, có 4 người bị vu oan giá họa mà 4 người này đều là học trò của Bùi học sĩ. Anh đưa vật chứng để chứng minh có một tờ giấy thép vàng bị mất và nó được sử dụng để chép lại đề thi. Bỗng Dương đại thần lên tiếng nói tờ giấy thép vàng bị mất vốn đang nằm trong tay ông, vậy nên bằng chứng là giả. Hắc Phong Tước bị vu oan là cố ý kết tội oan cho triều thần, làm giả chứng cứ. Trên triều các quan đại thần đều vu khống Phong Tước hãm hại Lương Quốc Công. Hoàng thượng liền hạ lệnh phạt anh cấm túc cho đến khi có kết quả điều tra rõ ràng. Sau đó, lần lượt các sĩ tử bị bắt do sử dụng tài liệu bị dùng cực hình để tra khảo. Cuối cùng, sĩ tử Tống Tư Hàng ở trước mặt hoàng thượng mà khai báo. Hắn nói người đưa tài liệu cho hắn chính là Bùi học sĩ. Chứng cứ cũng đã được mang đến trước mặt hoàng thượng. Hắn nói vào đêm trước ngày thi Bùi học sĩ đã gọi các học trò của mình đến để tiết lộ đề thi cho họ biết. Còn việc tên lái buôn bán đáp án cho các sĩ tử khác cũng là kế hoạch của Bùi học sĩ nhằm để làm rối loạn việc điều tra nếu chẳng may bị lộ. Hoàng thượng liền ra lệnh bắt Bùi học sĩ vào ngục để điều tra. Thật ra Phong Tước đã sớm biết Lương Quốc Công không phải là người tiết lộ đề thi rồi. Anh chính là muốn tương kế tự kế, để cho Bách Lý Thị tung ra tuyệt chiêu cuối của bà ta là đưa anh vào đường chết. Lúc đó anh sẽ có cơ hội lật ngược ván bài này, khiến cho đám Bách Lý Thị không kịp trở tay. Bên này, Phong Tịch nhận được thư từ Như Ngọc Hiên trong thư báo tin sư phụ của cô đang thăm bạn cũ, đồng thời tham gia cuộc thi tìm kiếm người kế thừa của Thái Âm lão sư ở Vũ Sơn. Trong phòng bị cấm túc, Trung Ly vào báo tin tức điều tra với Phong Tước. Kẻ khả nghi có liên quan mật thiết đến vụ án là Lưu Hưu Mục, chính là người phụ trách trông coi trường thi. Tam điện hạ cũng đã từ Đế Kinh dự yến tiệc trở về, Bách Lý Thị liền bắt hắn đi giết Lưu Hưu Mục để giết người diệt khẩu. Bên này, Cố Vũ đang đi vay tiền khắp nơi để đi đánh bài tiếp, không mượn được tiền liền muốn cướp. Lý Giáp Hiền liền xuất hiện chuộc lệnh bài cho Cố Vũ, sau đó hắn liền muốn nhờ Cố Vũ làm việc cho mình. Việc của Cố Vũ là đi giết chết Lưu Hưu Mục, làm xong việc sẽ được nhận 1000 ngân diệp, bị tiền làm mờ mắt. Tối đến, Cố Vũ lập tức đột nhập vào phủ ám sát Lưu Hưu Mục, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Trên đường chạy trốn liền bị Phong Tịch bắt gặp.
Sau đó, cô thấy Cố Vũ bị người của Ẩn Tuyền Thủy Tạ bắt đi, nhưng lạ thay người của Ẩn Tuyền Thủy Tạ lại đi vào phủ của Nhị Điện Hạ, làm cô không khỏi nghi ngờ. Rốt cuộc Nhị Điện Hạ và Ẩn Tuyền Thủy Tạ có quan hệ thế nào? Tối đó cô đột nhập vào phủ của Phong Tước thì liền nhận ra Nhị Điện Hạ và Phong Tước chính là một người. Biết anh giấu thân phận với mình, cô cũng không giận. Cô muốn đến hỏi anh rốt cuộc Cố Vũ tại sao lại đi giết mệnh quan triều đình. Anh liền giải thích tất cả mọi chuyện cho cô. Ngay lúc đó, Trung Ly báo tin Cố Vũ ở trong nhà lao đã cắn thuốc độc tự sát rồi. Phong Tịch vốn không muốn có bất kỳ dính líu gì đến chuyện trong triều đình của Ung Châu, nhưng nhị sư đệ của cô lại bị kéo vào chuyện này mà mất mạng. Cô liền quyết tâm cùng Phong Tước điều tra rõ hung thủ phía sau là ai. Sau khi xem qua đề thi, cô phát hiện dương ấn trên đề thi rất mờ, nhất định có điều gì đó không đúng. Cô suy luận đây chỉ là một phần của đề thi. Cô khéo léo sử dụng nội lực, lập tức một tờ giấy được sao chép y hệt bản gốc hiện ra, đây gọi là phương ấn. Nhược điểm của phương pháp này là nét mực khi càng sao chép ra sẽ càng bị mờ đi. Phong Tước mặt đầy bất ngờ, lần này nhờ cô mà anh có thể hóa nguy thành an, tìm ra cách thức thủ phạm để lộ đề thi ra ngoài. Bên này, Phượng Thê Ngô cầu kiến Hoàng thượng. Cô ở trước mặt Hoàng thượng dùng phương pháp phương ấn sao chép ra một bản đề thi. Hoàng thượng bất ngờ đến không tin vào mắt mình. Lúc này, Phong Tước đã được thoát tội. Phượng Thê Ngô nhận lệnh khám xét phủ của Lưu Hưu Mục. Bên này, Lý Bách Thị và Dương Đại Thần đang vui mừng vì nghĩ Phong Tước lần này chết chắc. Phong Tịch về đến nhà thì thấy binh lính triều đình đã bao vây nơi họ ở, cấm túc không cho họ ra ngoài. Bách Lý Thị biết Phượng Thê Ngô không tìm ra chứng cứ gì ở phủ của Lưu Hưu Mục thì lại càng thêm đắc ý, bà ta cho người truy tìm xem hắn còn căn nhà nào khác không. Tối đó, Phong Tước và Phong Tịch cùng nhau đột nhập vào phủ của Lưu Hưu Mục. Sau khi suy luận, Phong Tước liền biết lời chăn trối trước khi chết của Lưu Hưu Mục không phải đang nói đến Hoa Mộc Lan mà là nói đến Tiêu Lộc. Sau đó, bọn họ liền xuất phát đến căn nhà ở ngoại thành của hắn để điều tra. Trong ngôi nhà ở ngoại thành, người của Bách Lý Thị đang muốn đốt nhà để phi tang chứng cứ, nhưng không may đã bị người của Ẩn Tuyền Thủy Tạ kịp thời bắt được. Lát sau, hai người họ cũng đến nơi, bản sao của đề thi cũng đã được tìm thấy. Hoàng thượng liền hủy bỏ lệnh cấm túc cho Phong Tước. Anh muốn Hoàng thượng điều tra ra hung thủ thật sự, nhưng ông không đồng ý mà đổ hết tội lỗi lên người đã chết là Lưu Hưu Mục. Ông ta biết ai là kẻ chủ mưu nhưng không muốn vạch trần. Phong Tước đã triệt để thất vọng, anh quay mặt bỏ đi. Trong nhà lao, Tống Tư Hàng lúc này hối hận cũng đã muộn. Ở phủ của Vương Hậu, Hoàng thượng đến trách phạt Bách Lý Thị. Bà ta lại dùng nước mắt để năn nỉ ông ta tha cho Phong Cử. Bà ta quyết không nhận sai, bà ta thấy việc mình hãm hại Phong Tước là chuyện bà ta nhất định phải làm vì bà ta yêu Hoàng thượng. Bà ta muốn nhìn thấy anh thân bại danh liệt. Đúng là nước mắt của phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất, Hoàng thượng liền không tức giận mà bỏ qua cho bà ta. Bên này, Phong Tước mệt mỏi mà về phủ. Lại thấy Bùi Học Sĩ đến gặp anh, ông khuyên anh nên cắn răng chịu nhục tất cả là vì đại cục. Ông ta tiếp tục khuyên anh thành thân với Phượng Thê Ngô. Anh mặt lạnh mà từ chối không do dự. Sau khi vụ án được điều tra rõ ràng, đệ tử của Thiên Sương Môn liền được dỡ bỏ lệnh cấm túc. Còn thi thể của Cố Vũ đã được chôn tại bãi Tha Ma. Tại Lan Vân Lâu, Phong Tước đã thực hiện lời hứa anh nấu cho Phong Tịch một bàn đầy thức ăn. Anh một mặt không tin Phong Tịch lại có thể ăn nhiều như vậy. Cô hỏi anh có phải anh xây dựng Lan Vân Lâu này để nhớ thương người con gái tên Lan Tích hay không. Anh lại không hề phủ nhận. Chỉ vì lúc nhỏ được gặp một lần tại một bữa tiệc mà đến nay anh vẫn nhớ mãi không quên. Trong lúc anh đang say mê kể chuyện thì cô đã ăn gần hết cả bàn thức ăn rồi. Trên đường đưa cô về, Phong Tước cảm ơn cô vì hôm nay đã ăn cơm với mình. Anh biết cô làm vậy chỉ là muốn an ủi anh mà thôi. Hai người họ, một người sống trong triều đình đầy những mưu mô toan tính, một người thuộc về giang hồ tự do tự tại. Có lẽ số phận đã định hai người không thể bước chung đường được. Hôm sau, Thiên Sương Môn lên đường đến Vũ Sơn tìm sư phụ. Trên xe ngựa, Bạch Sư Muội hỏi Phong Tịch rằng cô lỡ chia xa Phong Tước sao, không lẽ không cảm thấy dày vò. Cô tỏ ra không sao cả, chỉ cần không miễn cưỡng thì không quá đau khổ nữa. Bên này, Phong Tước lòng đầy không nỡ, nhưng anh biết cô vốn thuộc về thế giới ngoài kia không nên bị dính vào rắc rối ở triều đình của anh. Phong Tước hẹn gặp Phương Thượng Thê Ngô, anh nói cho cô biết anh tham vọng làm vương của Ung Châu cùng tham vọng tranh đoạt Trung Nguyên. Vậy nên anh không có lòng nghĩ đến tình cảm nam nữ. Anh nói giữa anh và cô chỉ nên là quan hệ quân thần không hơn không kém. Hôm sau, Hoàng thượng gặp Phong Tước, ông cùng anh bàn luận về chuyện vấn đề ngựa chiến trong quân đội. Số ngựa chiến dự trữ ít hơn 3 phần 10 so với dự kiến. Ông nói có người vì lợi ích riêng mà cố ý mua ngựa thứ phẩm làm giảm chất lượng ngựa chiến của Ung Châu. Ông giao cho anh nhiệm vụ thu mua ngựa chiến. Thật ra ông ta muốn dùng thế lực của Phong Tước để cản trở tướng Dương Minh Hải, để họ kiềm chế quyền lực lẫn nhau. Anh liền lệnh cho Xuyên Vân, Xuyên Vũ đi mua ngựa, còn Phượng Thê Ngô thì điều tra việc Dương tướng tham ô ngân khố. Bên này, Dương Đại Thần đã lén lút đến gặp riêng Bách Lý Thị. Ông ta nhờ bà giúp đỡ bảo vệ đệ đệ của mình là Dương Minh Hải. Bách Lý Thị không muốn nhúng tay, nhưng bà không ngờ 8 phần 10 số bạc mà Dương tướng tham ô đều được chuyển đến tay của Phong Cử. Ông ta và bà vốn đã chung thuyền, bà ta không muốn giúp cũng phải giúp. Bà ta sau khi nghe kế hoạch của Dương Đại Thần thì liền đồng ý, bà ta muốn lần này hãm hại Phong Tước thật thê thảm.
Dương Đại Thần đến gặp Dương Minh Hải, ông ta bảo hắn thu mua ngựa chiến với giá cao. Bên này, Bách Lý Thị biết Phong Cử tham ô tiền ngựa chiến liền cho người đánh đòn hắn. Sau đó, bà ta kêu hắn đến Đông Cương tìm Ninh Sư Thúc để mượn 1.000 con ngựa chiến. Bên kia, Phượng Thê Ngô đến gặp Phong Tước, cô bẩm báo chuyện tham ô tiền ngựa chiến lần này có thể liên quan đến Tam Điện Hạ. Trong rừng, Hoàng Triều Thế Tử và Vô Duyên Công Tử đang trên đường đi đến Vũ Sơn. Vô Duyên muốn đến đây để cứu những người đang bị vướng vào mê cục của Thái Âm Lão Nhân, lại vô tình gặp được đám người của Thiên Sương Môn do Phong Tịch dẫn đầu. Cô hỏi bọn họ tình hình ở Vũ Sơn hiện giờ thế nào. Vô Duyên nói có 30 người đã vào Vũ Sơn, hiện chưa có ai thoát ra được. Nhưng mê cục sẽ không làm cho ai mất mạng, chỉ cần có người vượt qua thử thách mê cục sẽ được mở ra. Lúc đó mọi người sẽ được cứu. Sau đó, Phong Tịch liền cùng đám người Hoàng Triều và Vô Duyên vào Vũ Sơn. Bên này, Phong Tước cũng nhận được tin tức của Phong Tịch. Lần này anh lại ra lệnh sau này không cần báo tin tức của Phong Tịch cho anh nữa. Đại Điện Hạ được Bách Lý Thị gọi vào cung. Khi vào cung, anh phải quỳ xuống chào bà ta thì bà ta mới để ý đến anh. Mới gặp mặt bà ta đã trách phạt anh vì không biết yêu thương nhường nhịn Phong Cử. Sau đó lại làm bộ mặt nhân từ trách anh giận dỗi bà ta, làm trái tim bà ta đau đớn không thôi. Nghe mà da gà da vịt nổi lên cục cục luôn hả? Bà ta gọi anh vào cung là muốn định hôn sự cho anh, còn chuẩn bị cho Đại Điện Hạ một bàn đầy món ăn mà anh thích. Một người luôn khát khao tình thương như anh khi được mẹ mình quan tâm liền cảm động muốn khóc. Anh liền đồng ý cho mẫu hậu định hôn sự. Nhưng Đại Điện Hạ không phải kẻ ngốc, anh biết mẫu hậu của mình vì bị nhị đệ đè đầu cưỡi cổ mà đứng ngồi không yên. Vì thế mới muốn để anh kết hôn với con gái của Thích Quốc Công, người luôn đối đầu với nhị điện hạ. Khi đó anh làm con rể của ông ta thì sẽ phải đối đầu với nhị đệ đến sức đầu mẻ chán. Lúc đó người được lợi sẽ là bà ta. Anh không hiểu tại sao bà ta có thể độc ác đến như vậy. Thuộc hạ bên cạnh liền nói anh nghĩ nhiều rồi, có thể vương hậu vì nhớ anh nên mới hẹn gặp anh thôi. Anh liền đưa tay cho ông ta xem. Trên tay anh nổi đầy mẩn đỏ vì trong bánh bao bà ta cho anh ăn chỉ toàn là nhân tôm. Trong lòng bà ta vốn dĩ chưa bao giờ có anh. Tại Đại Đông, Tam Điện Hạ đến mượn 1.000 con ngựa chiến của Ninh Sư Thúc. Bên này, Đại Điện Hạ đang gặp riêng con gái của Thích Quốc Công. Bách Lý Thị nói cô ta dịu dàng hiền thục, anh lại thấy cô ta ngang ngược đáng ghét. Cô ta bắt anh sau này phải kính cô ta như kính Bồ Tát. Bà ta vẫn một mực bắt Đại Điện Hạ thành thân, bà ta nóng lòng đến không muốn đợi thêm một lúc nào nữa. Thấy Đại Điện Hạ không đồng ý và bà ta tức giận. Bà ta nói từ xưa đến nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, anh có quyền gì mà đồng ý hay không đồng ý. Đại Điện Hạ ám chỉ Vương hậu Ỷ Lan vừa chết bà ta đã được lên làm hoàng hậu, bà ta liền cho anh một bạt tay. Không những thế còn đe dọa nếu Đại Điện Hạ không thành thân với con gái Thích Quốc Công thì sẽ đoạn tuyệt tình mẹ con. Việc Đại Điện Hạ bị Bách Lý Thị ép hôn đã truyền đến tai Phong Tước. Bên này, đám người Phong Tịch đang đi vào mê cục của Thái Âm Lão Sư. Bỗng nhiên một cơn gió cuốn lấy lá cây rồi lao vào tấn công bọn họ. Hoàng Triều Thế Tử phát hiện chỉ cần bọn họ dùng sức càng lớn thì sức tấn công của lá cây càng mạnh. Bạch Sư Muội và Cửu Dung bị rơi xuống vực. Trong cái rủi có cái may, bọn họ gặp được sư phụ cũng ở dưới sơn cốc này. Ông nói người nào không vượt qua thử thách đều sẽ rơi xuống đây, chỉ cần có người vượt qua thử thách thì bọn họ sẽ được ra ngoài. Bên này, Đại Điện Hạ đang vùi đầu vào uống rượu. Phong Tước từ ngoài cửa bước vào, anh nói nếu Đại Điện Hạ không muốn lấy con gái của Thích Quốc Công thì anh sẽ làm mọi cách giúp anh. Đại Điện Hạ vì chuyện nhị đệ giấu giếm mình đã ôm uất ức trong lòng. Trong lúc Phong Tước không để ý, anh liền ra tay thử võ nghệ của nhị đệ. Đúng như anh nghĩ, nhị đệ của anh đúng là công phu lợi hại. Phong Tước muốn giải thích với đại ca nhưng Đại Điện Hạ không muốn nghe anh nói nữa. Trên đường về phủ, Phong Tước lại nhớ đến Phong Tịch. Bên này, đám người Phong Tịch đã đến với thử thách vượt qua khe núi. Phong Tịch muốn cùng bọn người của Hoàng Triều Thế Tử đấu xem ai có thể vượt qua. Phong Tịch và Vô Duyên dùng khinh công mà bay như chim đang nhảy múa trên dây. Thế Tử vì cứu thuộc hạ mà bỏ so tài. Bên này, Phong Tước nhận được tin tức Dương Minh Hải nâng giá mua ngựa lên 10 ngân diệp một con. Nếu anh mua ngựa với giá này thì tài sản anh kiếm được mấy năm nay sẽ không cánh mà bay. Mà nếu như anh mua được thì cũng sẽ bị phụ vương nghi ngờ. Tại Đông Cương, Xuyên Vũ gặp được một ông chủ muốn bán ngựa với giá 5 ngân diệp. Sau đó, bọn họ được dẫn đến xem ngựa và thương lượng được với giá 4 ngân diệp. Trên đường về lấy ngân diệp thì Xuyên Vũ phát hiện ra có dấu vết móng ngựa của ngựa chiến. Sau khi Xuyên Vũ vừa đi thì Lý Giáp Hiền xuất hiện. Thì ra tên chủ chuồng ngựa bán ngựa với giá rẻ chính là kế hoạch lừa thuộc hạ của Phong Tước. Tại Vũ Sơn, Phong Tịch và Vô Duyên đang ở trong một hang động, hai người đang tìm đường ra. Hoàng Triều Thế Tử cũng đã tìm đến Sơn Cốc, nơi những người thất bại bị nhốt. Tại Ung Châu, Phong Tước nhận được tin Xuyên Vũ đã mua được 1.000 con ngựa. Hôm sau, Nhị Điện Hạ mang tin này bẩm báo cho Hoàng Thượng. Đúng lúc, Dương Minh Hải vào cầu kiến, hắn nói 1.000 con ngựa chiến do buôn bán trái phép mà hắn tìm ta được chính là 1.000 con ngựa mà Nhị Điện Hạ đã mua. Hắn còn nói ngựa mà Nhị Điện Hạ mua chắc chắn có dấu vết móng ngựa của ngựa chiến. Hoàng Thượng liền xuất phát đến binh bộ để kiểm tra. Tại binh bộ, kết quả kiểm tra lại không hề có dấu vết móng ngựa của ngựa chiến. Không những thế, số ngựa mà Nhị Điện Hạ mua lại vô cùng tốt, đây chính là hàng thượng phẩm. Dương Minh Hải còn tưởng tai mình nghe nhầm liền cuống cuồng đòi đi kiểm tra lại. Chuyện này là do
Phong Tước đã sớm biết được bọn chúng sẽ lừa anh mua lại số ngựa chiến được buôn bán trái phép. 1000 con ngựa anh mang về kinh là ngựa mà Mã Gia thay anh thu mua. Anh chỉ là tương kế tựu kế chơi cho bọn người Bách Lý Thị một vố không kịp trở tay mà thôi. Sau khi Dương Minh Hải kiểm tra lại số ngựa thì liền chạy đến trước mặt Hoàng thượng mặt dày nói là mình nhầm lẫn. Phong Tước không để hắn ta có đường thoát, liền mang ra bằng chứng chứng minh cho việc hắn tham ô tiền mua ngựa. Hắn liền bị bắt vào đại lao. Trong hang động, Phong Tịch và Vô Duyên chia nhau ra tìm đường thoát. Khi Phong Tịch đang tập trung tìm đường thoát thì Vô Duyên lại ở phía sau ra tay làm hang động sụp đổ. Đám người dưới sơn cốc cũng gặp nguy hiểm. Biên kịch quay xe khét lẹt thật chứ. Bên này, Phong Cử sai thuộc hạ đi giết Dương Minh Hải. Ở Đông Cương, Xuyên Vũ đến lấy cớ trả ngựa cho Ninh tướng quân để nói cho ông biết Phong Cử lấy ngựa của ông đi buôn bán trái phép. Cũng may lần này nhị điện hạ nhanh trí phát hiện nếu không Ninh tướng quân khó mà thoát tội. Anh ban cho Ninh tướng quân một cái nợ ân tình. Ở Vũ Sơn, đám người dưới sơn cốc được Hoàng Triều Thế Tử giúp đỡ mà may mắn thoát được địa chấn. Thái Âm lão sư biết Ngọc Vô Duyên phá vỡ đại trận của mình thì liền sai đồ đệ đi sửa chữa đồng thời dẫn hắn ta đến Nhạn Quy trận. Tại Ung Châu, Dương Đại Thần biết đệ đệ ở trong ngục đã bị người ta hại chết thì tức giận không thôi. Ông ta nghĩ Bách Lý Thị là người ra tay giết đệ đệ của mình, liền ôm hận trong lòng. Bách Lý Thị biết tin lại không hề nghi ngờ là Phong Cử ra tay. Khi biết tin nhị điện hạ đang trên đường dẫn ngựa chiến về Ung Kinh, bà ta liền ra lệnh cho người đi cướp ngựa giữa đường. Phong Tước khi nghe được tin tức Vũ Sơn xảy ra địa chấn đến nay vẫn chưa thấy ai thoát ra, mà trong đó còn có người anh đêm ngày nhớ mong. Bên này, Xuyên Vũ đang dẫn ngựa chiến về kinh, bỗng nhiên đám cướp mai phục trên cây bị mũi tên ở đâu bắn cho chết tươi. Xuyên Vũ đang hốt hoảng thì thấy nhị điện hạ ở phía đối diện xuất hiện. Anh nói với Xuyên Vũ anh sẽ đi Đông Cương, nhưng Xuyên Vũ lại không tin vì anh có đi đúng đường đâu. Tại Vũ Sơn, sau khi Vô Duyên tạo ra địa chấn thì bị dẫn đến Nhạn Quy trận, hắn gặp khó khăn vì không tìm được đường ra. Phong Tịch may mắn thoát chết, nhưng đá lại bắt đầu đổ xuống, may mắn thay cô đã được Phong Tước cứu. Phong Tịch vui vẻ khi được gặp lại anh. Khi biết cô mấy ngày nay luôn ở cạnh Vô Duyên thì lại giận dỗi anh nói từ nay hãy để cho anh chăm sóc cô. Thấy cô háo ăn mà bị bỏng tay, anh liền tự tay xé thịt cho cô ăn. Thấy anh không ăn thịt cô liền cho anh ăn trái cây mà cô chính tay hái được. Hôm sau, bọn họ đi vào một khe núi, liền đối mặt với Lục Hào trận. Nếu bọn họ muốn phá trận thì phải tìm được mấu chốt bên trong. Phong Tịch muốn cọ sát xem sao thì không cẩn thận khởi động ma trận xém nữa là mất mạng. Phong Tước liền nhanh chân cứu cô ra. Anh kết luận mỗi viên gạch đều là cạm bẫy, nếu muốn phá trận phải hiểu được hoa văn trên gạch đang ám chỉ điều gì. Trên mặt đất có 7 chữ là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, hiếu. Mỗi bức tượng đều ứng với một chữ, chỉ cần ghép đúng sẽ giải được trận. Hai người lần lượt ghép từng chữ vào từng bức tượng Lục Hào trận liền được giải. Thái Âm lão nhân thấy có người hiểu được ý đồ của mình thì vui vẻ muốn chết. Ông nói nếu cô muốn cứu sư phụ của mình thì phải lấy được La Nhân Bích Tuyền, nghĩa là họ phải vượt qua nhiều ma trận khác nữa. Phong Tước và Phong Tịch quyết định bắt tay với nhau cùng vượt qua cửa ải của Thái Âm lão sư. Thái Âm lão sư hỏi ai sẽ chơi cờ với ông, Phong Tước liền nói để anh. Khi anh đi nước cờ đầu tiên, anh liền mơ màng rơi vào mộng và ở trong đó mới là nơi diễn ra thử thách thật sự. Anh là quân cờ đen và sẽ phải đánh bại với 6 quân cờ trắng, mà 6 quân cờ này lại chính là những bản thể khác của anh. Bởi vậy người ta nói đối thủ mạnh nhất chính là bản thân mình. Nhưng anh lại không sợ hãi, vung kiếm lên lần lượt làm 6 bản thể biến mất. Nhưng thử thách vẫn chưa kết thúc, anh phải đối mặt với nỗi sợ sâu thẳm nhất trong nội tâm mình. Đó là cái chết của mẫu hậu, anh luôn nghĩ mình là người gián tiếp giết chết mẫu hậu. Nhưng giờ đã khác, anh đã thoát khỏi nỗi sợ đó và hướng về phía trước rồi. Thế là anh lại vượt qua được thử thách này. Đến với cửa ải cuối cùng, trước mặt anh là 3.000 sợi tơ phiền não, anh phải chém đứt hết chúng thì sẽ vượt qua thử thách. Chém hết 1.999 sợi tơ nhưng sợi tơ cuối cùng lại là ái tình, là tình cảm của anh dành cho Phong Tịch nên anh lựa chọn giữ lại sợi tơ ấy. Phong Tịch ở bên ngoài nhìn thấy Phong Tước mắt nhắm nghiền nhưng thân thể lại run rẩy kịch liệt. Cô thấy không ổn liền vung tay phá luôn ván cờ của Thái Âm lão sư. Sau đó, Phong Tước liền từ trong mộng tỉnh lại. Thái Âm lão sư bất ngờ đến bật cười, nước đi này ông không lường trước được. Cô và anh lại tiếp tục bước vào một cửa ải khác, lần này hai người trực tiếp được gặp mặt Thái Âm lão sư. Ông thấy hai người đều không có tham lam với công phu La Nhân Bích Nguyệt của ông thì ông cảm thấy rất hài lòng. Ông đổi chỗ những quân cờ, nước ở bốn phía liền đổ về bao vây lấy hai người. Thái Âm lão sư nói bên trái là La Nhân, bên phải là Bích Nguyệt, hai người phải nắm bắt được thời cơ để luyện thành công hai loại công phu này. Hắc Phong Bạch Tịch lại tiếp thu lời Thái Âm lão sư cực nhanh. Phong Tước bị một làn khói đen vây lấy, anh ở trong đó tập trung luyện công phu La Nhân. Một làn khói trắng bao vây lấy Phong Tịch, cô trong làn khói đó luyện công phu Bích Nguyệt. Nhưng sau khi luyện công phu La Nhân, kinh mạch của Phong Tước bị hỗn loạn, e là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Để cứu anh, Phong Tịch đã đảo ngược kinh mạch của mình và mang tâm pháp Bích Nguyệt vừa học được vận hành một đại châu thiên để cứu lấy anh. Thái Âm lão sư thấy vậy thì mắng cô ngu ngốc, vì đảo ngược kinh mạch để tăng tốc độ vận công thì sẽ mất mạng như chơi. Cô không quan tâm vì cô chỉ một lòng muốn cứu anh, mặc kệ đúng hay sai. Giống như Phong Tước, anh nói đời người có 3.000 sợi tơ phiền não,
anh cắt đứt tất cả chỉ để lại một sợi tơ ái tình. Anh tình nguyện để nó quấn lấy mình cả đời. Bên này, Vô Duyên ở Nhạn Quy trận đã được giải thoát. Hắn muốn biết ai là người đã phá được mê cục và lấy được La Nhân Bích Nguyệt. Được Phong Tịch cứu nhưng Phong Tước đã nhập ma. Anh không tỉnh táo mà ra tay đánh cô. Thái Âm lão sư nói cô phải điểm trúng bốn huyệt tử của anh thì anh mới tỉnh táo lại được. Nhưng chỉ cần cô điểm sai một huyệt anh liền chết. Cô thành công điểm được bốn huyệt cho anh. Phong Tước ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Thái Âm lão sư thấy hai người họ luyện thành công bí truyền La Nhân Bích Nguyệt của mình thì liền biết lý do tại sao ông dùng cả đời mà vẫn luyện không thành công. Là vì, để luyện La Nhân Bích Nguyệt cần có hai người tâm đầu ý hợp, sẵn sàng hy sinh vì nhau thì mới có thể luyện thành. Ở trong rừng, Vô Duyên cho thuộc hạ mai phục Vũ Sơn, hắn muốn tiêu diệt hết các anh hùng ở đây. Bạch Kiến Đức và các anh hùng cùng Hoàng Triều Thế Tử vừa thoát ra khỏi mê trận đã bị một đám sát thủ áo đen tập kích. Ở Ung Kinh, Bùi học sĩ lo lắng ngày mai Hoàng thượng sẽ ban thưởng cho nhị điện hạ, nếu anh không về kịp thì sẽ bị nghi ngờ. Bên này, Thái Âm lão sư tặng cho hai người một cái xã tắc phong tủy đồ. Sau đó, ông tặng riêng cho Phong Tịch hai đóa hoa La Nhân Bích Nguyệt. Ông nói nếu sau này anh và cô có đứng giữa ranh giới sống chết, hai đóa hoa này có thể sẽ cứu hai người. Đồ đệ của Thái Âm lão sư sau khi tiễn Hắc Phong Bạch Tịch xuống núi, trên đường trở về liền bị Vô Duyên chặn đường. Hắn muốn biết ai lấy được công phu La Nhân Bích Nguyệt, không có được câu trả lời hắn liền ra tay giết luôn người ta. Thì ra hắn là hậu nhân cuối cùng của Cùng Cùng Cự Hư, cũng là phản diện lớn nhất của phim. Bên này, đám người Hoàng Triều Thế Tử đang đánh nhau với một đám sát thủ của Đoạn Hồn Môn. Đúng lúc Hắc Phong Bạch Tịch xuất hiện, họ dùng công phu mới học được hạ hết đám sát thủ. Vô Duyên đứng từ xa quan sát hắn liền biết công phu La Nhân Bích Nguyệt là do ai lấy đi. Bạch Kiến Đức bị thương, vậy nên Phong Tịch và Thiên Sương Môn lại phải trở về Ung Kinh. Tại Ung Kinh, buổi họp triều đã được tổ chức nhưng nhị điện hạ lại không xuất hiện. Đám quan đại thần ghét anh liền vạch lá tìm sâu, nói anh ỷ mình lập công mà ngông cuồng. Đúng lúc đó nhị điện hạ từ cửa bước vào, anh nói anh đến trễ là vì tìm tấm bản đồ xã tắc phong thủy. Thấy vật báu của Thái Âm lão nhân ở trước mặt hoàng thượng liền vui vẻ mà ban thưởng lớn cho anh. Đúng lúc thượng sứ Đế Đô cầu kiến, ông mang thánh chỉ của Đại Đông đến. Trong thánh chỉ nói Đại Đông ban báu vật để tế lễ sinh thần mẫu thân đã chết của Phong Tước, cũng là công chúa của Đại Đông. Vì thượng sứ đến nên năm nay Ung Kinh phải làm một đàn tế lễ thật lớn cho cố vương hậu Ỷ Lan. Bách Lý Thị ở trước mặt của hoàng thượng giả vờ mệt mỏi vì lao lực mà muốn tránh mặt trong lễ tế ngày mai, nhưng không thành vì hoàng thượng bóng gió nói nếu ngày mai bà không xuất hiện chính là không biết phép tắc, không đáng mặt vương hậu. Bà ta liền cứng họng mà đồng ý tham gia lễ tế ngày mai. Phong Tước ở trước bài vị của mẹ mình mà thổ lộ tâm tình. Anh nói từ khi mẫu hậu mất anh đã không còn ai nương tựa, vì thế anh đã không ngừng đấu đá để tìm cho mình đường sống. Anh còn nói mình đã gặp được một cô gái rất đặc biệt, ở bên cô ấy anh cảm thấy rất thoải mái, có cảm giác như có thêm sức mạnh vậy. Bên này, Đại Điện Hạ nhận được hôn phục do Bách Lý Thị gửi đến. Anh không muốn thử, vì dù thế nào anh cũng đều bắt buộc phải chấp nhận mối hôn sự này. Ở trên phố, Đại Điện Hạ lại nhìn thấy Phong Tịch. Anh thấy cô vui vẻ cười đùa cùng các huynh đệ mà ngưỡng mộ không thôi. Đại Điện Hạ tiếp cận Phong Tịch, anh muốn dò hỏi cô có quen biết vị bằng hữu giang hồ nào khác tại Ung Kinh không. Cô không muốn trả lời anh. Đúng lúc anh có việc phải về cung, liền cáo tử. Hôm sau, trên đài cung tế, Hoàng thượng đang đọc văn tế lễ cho cố vương hậu Ỷ Lan. Sau đó đến nhị điện hạ lên tế lễ. Tiếp đó là Bách Lý Thị, bà ta mặt đầy không tình nguyện nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà thực hiện nghi thức tế lễ. Nhưng bà ta lại không thể vượt qua được tâm ma của mình. Bà nhớ lại sự khinh miệt mà mình phải nhận khi cố vương hậu còn sống. Bà ta thất hồn lạc phách mà đánh đổ chén rượu cầm trên tay. Vẻ mặt hoàng thượng và nhị điện hạ cùng các quan đại thần liền biến sắc. Ngay lúc đó, trên trời bỗng nổi lên từng đợt sấm rền vang. Bách Lý Thị lại càng thêm sợ hãi. Sau khi từ đài tế lễ trở về, Bách Lý Thị quấn lấy hoàng thượng. Bà ta nói là mình lỡ tay chứ không cố ý thất kính với cố vương hậu. Bà ta nằng nặc muốn hoàng thượng trách phạt những người nói xấu bà ở trong buổi lễ tế. Hoàng thượng nghe bà lải nhải mà nhức đầu. Ông liền tức giận quát, Bách Lý Thị vì không nuốt được nỗi nhục của mình mà ngay cả ly rượu cũng cầm không chắc tay. Lại nói, lễ tế hôm nay rất quan trọng, nhất định không được để ra sơ sót gì, vậy mà vương hậu lại thất trách. Như vậy khác nào bôi cho chết chấu lên mặt ông. Giọt nước tràn ly, ông mang tất cả các tội lỗi trước giờ của bà làm ra mà kể một lượt. Cuối cùng hoàng thượng lạnh lùng mà nói tất cả mọi việc bà làm ông đều biết hết, chỉ là ông cố ý cho qua, nhưng bà ta lại được đằng chân lên đằng đầu. Hoàng thượng tức giận phạt Bách Lý Thị cấm túc 30 ngày. Bách Lý Thị không tin vào tai mình, bà ta vậy mà lại bị phạt. Bên này, Phong Tước nói với Hoàn Nương nếu cô thích ai anh sẽ thành toàn cho cô. Nhưng Hoàn Nương trong lòng vốn chỉ có nhị điện hạ, nào còn tâm tư để ý đến ai nữa. Ở trên phố, Phong Tịch cùng các sư đệ đi dạo. Bạch sư muội lại hỏi Phong Tịch có thích Phong Tước không, tại sao lại đối xử với Phong Tước đặc biệt như vậy. Cô mồm năm miệng 10 mà chối đay đẩy, nói là mình đối xử với mỗi người mỗi khác, làm gì có tình ý riêng với ai đâu chứ. Bạch sư muội còn lâu mới tin lời cô. Ở nơi khác, Vô Duyên đang cho người theo dõi Phong Tịch. Hắn biết Đoạn Hồn Môn sau lần bị Hắc Phong Bạch Tịch ở Vũ Sơn đánh bại đã gần như bị tiêu diệt thì cũng không mảy may lo lắng.
Đối với hắn, đoạn hồn môn chỉ là một con cờ mà thôi, không đủ để hắn bận tâm. Trong cung, Bách Lý Thị đau khổ vì xuất thân thấp hèn của bà lại lần nữa bị mọi người mang ra bàn tán. Bà ta lại càng thêm hận Phong Tước. Đột nhiên bà ta tự rạch cổ tay mình. Bách Lý Thị muốn lấy máu chép kinh để xem ai còn dám nói xấu bà nữa. Bị cấm túc cũng không ngăn được dã tâm của bà ta. Bách Lý Thị gấp rút bắt Đại Điện Hạ thành thân với con gái của Thích Quốc Công. Bên này, Đại Điện Hạ nhận được quà của nhị đệ, trong đó là tất cả thông tin của phủ Thích Quốc Công. Phong Tước muốn Đại Điện Hạ hãy nghe theo lòng mình mà làm điều mình muốn. Sau đó, Đại Điện Hạ đến cung của Bách Lý Thị. Vừa gặp mặt anh, Bách Lý Thị đã hối thúc anh thành thân. Nhưng Đại Điện Hạ lại cương quyết nói anh sẽ không thành thân với bất kỳ người con gái nào do bà ta sắp xếp cả, rồi bỏ đi. Mặc cho bà ta tức giận đến điên lên, Đại Điện Hạ cũng lạnh mặt quyết không nghe lời. Đến nước này hai mẹ con cũng không còn gì phải giả vờ nữa, bà ta liền quay mặt ra đe dọa Đại Điện Hạ. Bà ta mang bệnh động kinh của anh ra mà dọa sẽ nói cho Hoàng thượng biết. Đây chính là điểm yếu của Đại Điện Hạ. Anh về cung, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào rượu chè. Đại Điện Hạ không còn cách nào khác đành phải chấp nhận viết tấu xin Hoàng thượng ban hôn cho anh và con gái Thích Quốc Công. Tối đến, Phong Tước đến gặp Bạch Kiến Đức. Ông đưa cho anh một cái lệnh bài huyền cực lệnh giả khác. Đại Đông có một đám cao thủ gọi là hộ lệnh giả và ông chính là một trong số đó. Ông có nhiệm vụ bảo vệ huyền cực lệnh và kiềm hãm Hoàng thất. Nhưng ông lại phát hiện có người lợi dụng lệnh bài giả để náo loạn thiên hạ. Vì thế Bạch Kiến Đức muốn anh điều tra xem người này là ai. Trên tháp cao, Phong Tịch muốn biết sư phụ đã nói gì với Phong Tước, nhưng anh lại không nói. Phong Tước nói với Phong Tịch, anh muốn trở thành thái tử, sau đó còn muốn tranh giành thiên hạ này. Anh sẽ làm cho thiên hạ này trở nên tốt đẹp, mọi người đều được sống trong hạnh phúc. Cô liền muốn nhìn thấy thiên hạ mà Phong Tước muốn tạo nên là như thế nào. Về đến cung, Phong Tước sai thuộc hạ đi điều tra Vô Duyên. Sau khi anh biết Đại Điện Hạ đã dâng tấu xin cưới con gái Thích Quốc Công lên Hoàng thượng, thì liền lâm vào sầu não, vì nếu đại ca thật sự thành thân thì sau này anh phải dùng thái độ gì để đối xử với con rể Thích Quốc Công đây. Tại U Châu, công chúa Hoa Thuần Niên vào tham kiến phụ vương. Hoàng đế U Châu vô cùng sủng ái cô công chúa này. Ông muốn định hôn sự cho con gái cưng của mình. Tại U Châu, Hoàng thượng đồng ý ban hôn cho anh và con gái Thích Quốc Công. Mùng 1 Tết chính ông sẽ hạ chỉ ban hôn. Hoàng thượng đồng ý ban hôn cho đại hoàng tử và con gái của Thích Quốc Công. Hoàng thượng còn sắc phong cho Đại Điện Hạ lên chức Vĩnh Tính Quân. Ông muốn dùng quyền lực của Đại Điện Hạ để chế ngự quyền lực của Nhị Điện Hạ. Ông ta sợ Nhị Điện Hạ lập được công lớn sẽ làm lung lay vương vị của mình. Tam Điện Hạ biết Đại Điện Hạ được thăng chức thì giận đến run người. Bên này, Bách Lý Thị biết Đại Điện Hạ đã chấp nhận hôn sự do bà sắp đặt thì cả mặt liền lộ ra đắc ý. Bách Lý Thị bắt Đại Điện Hạ mời Phong Tước đi ngắm hoa mai, chắc chắn bà ta đang có mưu kế gì đó. Hôm sau, trên đường về phủ, Phong Tước bị một người không biết từ đâu chui ra hất máu chó mực lên người anh. Thì ra máu chó mực chính là Đại Điện Hạ sai người hất lên người anh. Đại Điện Hạ muốn dùng chuyện này để Phong Tước có thể kiêng dè mà không bước ra ngoài trong vài ngày. Nhưng Phong Tước lại không quan tâm đến trên người có dính máu chó mực hay không, anh vẫn ra ngoài đi gặp Phong Tịch. Cô biết anh bị hất máu chó thì cười vui vẻ. Cô thấy anh ghét bỏ mùi máu chó thì dẫn anh đi ăn đồ nướng, vì ăn xong trên người anh sẽ chỉ còn toàn mùi đồ nướng thôi. Phong Tước lại lần nữa nghi ngờ sở thích ăn uống của Phong Tịch, sao những món ăn toàn là gia vị và mùi cay nồng như vậy cũng có thể ăn được chứ. Miệng thì chê nhưng tay vẫn anh không ngừng, không biết Hắc Hồ Ly có thấy và mặt hơi đau không. Phong Tịch thấy sư đệ của mình đang ở trên phố thì liền cuống cuồng giấu Phong Tước đi. Vì cô nói dối là ra ngoài luyện công để đi hẹn gặp trai, nhưng trò này không lừa được Bạch sư muội, cô đã sớm thấy Phong Tước trốn ở phía sau rồi. Sau khi về phủ, Nhị Điện Hạ biết Đại Điện Hạ hẹn anh đi ngắm mai là có kế hoạch gì đó hại anh, nhưng anh vẫn nể mặt đại ca mà đi. Tại hội ngắm hoa mai, Nhị Điện Hạ cũng đã đến nơi hẹn gặp mặt Đại Điện Hạ. Trung Ly bị làm ướt quần áo, lúc đến phòng thay đồ thì liền bị thuộc hạ của Phong Cử đánh cho ngất xỉu, rồi hắn hạ thuốc mê vào trà của Nhị Điện Hạ, anh vừa uống trà vào liền gục mặt xuống bàn. Sau đó hắn lôi xác của con gái Thích Quốc Công vào gian phòng mà Nhị Điện Hạ đang ngất xỉu. Đây là muốn tạo hiện trường giả, đổ tội cho Hắc Phong Tước ra tay giết vị hôn thê của Đại Điện Hạ. Thì ra đây chính là mưu kế của Bách Lý Thị, mà Đại Điện Hạ lại là người tiếp tay cho bà ta. Thấy đại ca đi vào, Phong Tước liền tỉnh dậy, mưu kế ngu ngốc như vậy làm sao hại được anh. Phong Tước không tin là đại ca lại ra tay hại mình, anh biết đại ca bị người ta ép. Đại Điện Hạ hỏi anh, tại sao biết đến lễ hội ngắm hoa này ắt sẽ bị hại vậy, sao còn đến, tại sao không đoạn tuyệt với anh. Phong Tước không hận đại ca của mình chút nào. Trước khi đi, anh tặng cho đại ca một cái roi ngựa dây vàng mà đại ca vẫn thường mơ ước. Đại Điện Hạ quả nhiên rất thích, nhưng anh vẫn nhẫn tâm trả lại cho nhị đệ. Anh biết giờ đây anh và nhị đệ đã không thể là huynh đệ như trước được nữa, vậy chi bằng đoạn tuyệt từ đây. Sau khi Phong Tước đi, Đại Điện Hạ liền vừa là con gái Thích Quốc Công bị làm nhục và giết chết, sau đó từ trên lầu rơi xuống trước mắt của Phong Cử và mọi người. Thấy Đại Điện Hạ rơi xuống, mọi người nghi ngờ mọi chuyện là do Nhị Điện Hạ làm, vì trên lầu lúc ấy chỉ có một mình Nhị Điện Hạ. Phong Cử tưởng rằng mọi chuyện đã đâu vào đấy, ngờ đâu Phong Tước lại từ ngoài bước vào. Anh nói từ nãy đến giờ anh không hề ở trên lầu mà là đi câu cá.
Phong Cử không tin, hắn bắt anh đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Sau đó rất nhiều người lên tiếng xác nhận đã thấy nhị điện hạ đang câu cá trong thời gian xảy ra án mạng. Đột nhiên Bách Lý Cảnh từ trong căn phòng trên lầu nở nụ cười thỏa mãn chạy ra. Thích Quốc Công liền biết kẻ đã hại con gái mình là hắn, thế nên hung thủ hoàn toàn không phải là nhị điện hạ. Làm sao Phong Tước có thể thoát được nghi ngờ, mọi chuyện là thế này. Thật ra Trung Ly không hề bị đánh ngất. Trong khi Phong Tước đang ở trên lầu uống trà, thì Trung Ly bí mật dẫn một người cải trang y hệt anh đi đến chỗ câu cá và cố tình để cho thật nhiều người nhìn thấy. Còn ở trên lầu, Phong Tước giả vờ trúng thuốc mê. Sau đó anh bắt Bách Lý Cảnh kẻ ép đại ca phải xuống tay hại anh, rồi anh làm cho hắn điên loạn sau đó quăng vào trong phòng, và hiển nhiên hắn trở thành hung thủ hãm hại con gái Thích Quốc Công. Hôm sau ở trên triều, Hoàng thượng biết đại điện hạ vì rơi xuống lầu mà bị gãy chân, ông liền cho người dùng hình tra khảo Bách Lý Cảnh. Còn Thích Quốc Công lại lợi dụng cái chết của con gái để vu khống cho nhị điện hạ. Ông ta nói nhị điện hạ cố ý hãm hại Bách Lý Cảnh. Dương đại thần trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà thêm dầu vào lửa. Hoàng thượng cũng có nghi ngờ của riêng mình. Ông nghi ngờ người gây ra chuyện này là Phong Cử và Bách Lý Thị. Họ muốn một lúc hạ bệ cả hai vị điện hạ, sau đó ngang nhiên đứng vững vị trí thái tử. Đúng lúc đó, Bách Lý Thị trong lúc bị cấm túc vẫn ngang nhiên đến trước mặt Hoàng thượng. Bà ta mang mũ phượng đến trả cho Hoàng thượng. Bà ta nói mình thay mặt đệ đệ Bách Lý Cảnh nhận tội. Bà ta còn nói sẽ đền bù thật tốt cho Thích Quốc Công, vì vậy Hoàng thượng không cần bận tâm. Nhưng bà ta đâu có đơn giản như vậy. Bà tung ra chiêu cuối, bà ta nói mình và Phong Cử không ra tay hại người, sau đó còn cố ý chỉ ra nhị điện hạ là người được lợi nhất trong vụ án lần này. Vậy chẳng khác nào nói Phong Tước là hung thủ. Hôm sau, Hoàng thượng điều tra được một mớ lông cáo được sử dụng làm áo choàng rơi trên thi thể của con gái Thích Quốc Công. Ông liền ra lệnh cấm túc hết các quân tử đã tham gia lễ hội ngắm hoa, chờ đại điện hạ tỉnh lại thì tiếp tục điều tra. Bên này, Bách Lý Thị đánh Phong Cử vì dám cấu kết với Bách Lý Cảnh làm càn. Trong phủ của nhị điện hạ, Trương đại nhân đến kiểm tra áo lông cáo, nhưng chắc chắn mớ lông cáo đó không trùng khớp với áo của anh, vì áo lông cáo là do Phượng Thê Ngô bí mật mang đến để trao đổi với anh. Cũng may lần này có Phượng Thê Ngô mang áo lông cáo đến trao đổi, nếu không thì nhị điện hạ khó có thể thoát tội. Phong Tước biết mưu kế lần này không phải của Bách Lý Thị, mà là của con trai bà ta Phong Cử. Biết Phong Tước sẽ u sầu vì bị đại ca phản bội, tối đến Phong Tịch lẻn vào phủ để gặp anh. Cô nói cho anh biết, chuyện anh và đại ca bất hòa đã được đồn đi khắp nơi rồi. Anh kể cho cô nghe đầu đuôi mọi chuyện. Phong Tịch biết anh có thể dễ dàng thoát khỏi mưu kế của Phong Cử, nhưng anh lại chọn đâm đầu vào. Tất cả là vì đại ca của mình, anh sẽ không để một mình đại ca gặp nguy hiểm. Anh không chối, anh nói tuy anh biết sẽ có mưu kế hại mình vậy mà lại không thể chuẩn bị chu toàn, còn để đại ca của mình bị gãy chân. Phong Tịch khuyên anh nên đến gặp mặt đại ca và nói rõ hết lòng mình, để hai huynh đệ anh có thể cùng nhau kề vai sát cánh và buông bỏ hiểu lầm. Bên này, đại điện hạ đã tỉnh lại, anh sai thuộc hạ làm giả bệnh án. Nói là chân anh đã bị phế cả đời không thể đi lại bình thường, anh còn bị tụ máu não vì thế sẽ quên đi rất nhiều chuyện. Lúc đó Hoàng thượng sẽ không thể ở trên người anh điều tra được ai là hung thủ thật sự. Đại điện hạ hối hận khi để Bách Lý Thị lợi dụng anh để hãm hại nhị đệ, vậy chi bằng cứ để anh tàn phế đi cho xong. Bên này, Bách Lý Thị cho người hạ độc vào thuốc của đại điện hạ để làm cho anh phát điên, lúc đó nhị điện hạ sẽ bị bà dồn vào đường chết. Tối đó, Phong Tước đến thăm đại ca, nhìn đại ca nằm trên giường bệnh mà ruột gan anh đau thắt. Anh ngồi bên giường bệnh mà nói hết tâm tình của mình ra, anh nghĩ đại ca vẫn còn hôn mê nhưng sự thật là đại điện hạ đều nghe thấy hết. Đang định cho đại ca uống thuốc thì anh phát hiện trong thuốc có độc. Anh biết Bách Lý Thị lại ra tay hại người. Bách Lý Thị biết đại điện hạ đã tỉnh lại thì lo sợ muốn chết. Hoàng thượng đến hỏi đại điện hạ người hại anh là ai. Anh triệt để giả bệnh, nói là mình không nhớ. Tối đến, Trương Trọng Cách đến bẩm báo với Hoàng thượng rằng ông đã tìm thấy bằng chứng chứng minh rằng Bách Lý Cảnh là hung thủ. Hoàng thượng biết vụ án này không đơn giản như vậy, nhưng ông không muốn tra rõ tường tận sự việc liền cho người kết án rồi đổ hết tội cho Bách Lý Cảnh gánh. Bên này, đại điện hạ buồn thúi ruột vì hôm nay là 14 tháng chạp mà nhị đệ lại không đến thăm mình. Khi thấy nhị đệ đến, anh vui như vớ được vàng nhưng lại lập tức làm mặt lạnh lùng tỏ ra không quan tâm, còn dối lòng mà lên tiếng đuổi nhị đệ đi. Vì anh không muốn làm điểm yếu của nhị đệ, anh sợ rằng Bách Lý Thị lại lợi dụng anh để hại nhị đệ. Phong Tước cũng biết lý do tại sao đại ca lại nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với mình. Ở một mình trên phố, Phong Tước nhìn những con thú được làm từ đất, anh lại nhớ đến mẹ mình. Phong Tịch đúng lúc thấy anh cứ cầm lấy tượng đất mà ngắm thì cô nói để cô mua hết cho anh. Nhưng người ta không bán tượng, chỉ bán đất. Phong Tịch lập tức kéo anh ngồi làm tượng đất với mình. Chỉ có những lúc ở bên cạnh cô anh mới có thể thoải mái là chính mình được thôi. Nhìn thấy tượng đất Phong Tịch làm cho mình, Phong Tước miệng thì chê xấu nhưng tay lại nâng niu như báu vật. Ở một nơi khác, Vô Duyên đang vận nội công để chống chọi lại huyết chú mà hai mắt hắn đỏ ngầu, xém nữa là tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Hắn buộc phải tìm mọi cách có được Lan Nhân Bích Nguyệt để có thể chế ngự huyết chú, lúc đó hắn mới có thể kéo dài mạng sống của mình. Thuộc hạ lại báo cáo với hắn, thân phận thật sự của Phong Tước là nhị điện hạ của Ung Châu. Thật ra nhà họ Ngọc chính là cùng thủ lĩnh của Cự Hư, và lực lượng này khi xưa muốn lật đổ Đại Đông để lập lên vương triều mới.
nhưng lại thất bại. Vì thế mà gia tộc nhà họ Ngọc phải hứng chịu huyết chú của Huyền Cực Lệnh. Vì huyết chú này mà người nhà họ Ngọc không ai sống qua được 30 tuổi. Vì vậy Ngọc vô duyên muốn lật đổ Đại Đông để chiếm lấy Huyền Cực Lệnh, lúc đó mới có thể hóa giải được huyết chú. Bên này, Phong Cử và Bách Lý Thị đang bàn nhau chuẩn bị quà Tết cho Hoàng thượng. Bà ta nói Hoàng thượng đang muốn tập trung binh quyền để chuẩn bị chiến tranh, vì vậy muốn lấy lòng Hoàng thượng thì Phong Cử phải kiếm được thật nhiều tiền cho quốc khố. Thật ra bà ta đang muốn thanh lọc phủ của con trai bà, sau đó cài người của mình vào, lúc đó bà có thể triệt để nắm được mọi động tĩnh của Phong Cử. Vô duyên cố ý lan truyền tin tức mình đã đến Ung Kinh ra ngoài. Ngay lập tức, Nguyên Công Công theo lệnh Hoàng thượng đến tìm Vô Duyên. Vô Duyên được mời vào cung gặp mặt Hoàng thượng. Ông ta muốn lôi kéo Vô Duyên ở lại Ung Châu để giúp ông ta thống nhất thiên hạ, nhưng hắn không chấp nhận. Vô Duyên từ chối giúp Hoàng đế Ung Châu thống trị thiên hạ. Lần này hắn đến Ung Châu là có ý đồ riêng. Bên này, Phong Cử thấy Sang Bát Quàng làm họ. Phong Cử muốn tặng quà cho Vô Duyên nhưng hắn từ chối. Phong Cử đâu biết mình đã rơi vào lưới của Vô Duyên. Hắn muốn lợi dụng Phong Cử để đối phó Phong Tước, hơn nữa lại có thể làm nội bộ Ung Kinh náo loạn. Ngu gì mà không sử dụng con cờ Phong Cử này. Bên kia, thầy trò Thiên Sương Môn đang mở tiệc để mừng năm mới. Mọi người tranh nhau lấy lì xì, còn đi ngắm pháo hoa. Không khí vô cùng vui vẻ. Trong cung cũng đang tổ chức yến tiệc chào đón năm mới. Hoàng thượng thưởng cho Đại Điện Hạ trạch viện cùng với vài gia thần. Điều này ngụ ý là Đại Điện Hạ đã hết duyên với vị trí thái tử rồi. Nhị Điện Hạ dâng quà lên cho Hoàng thượng. Đó là một cuộn tranh có chứa phương pháp đào kênh rạch ở khắp Ung Châu. Hoàng thượng rất thưởng thức món quà này của anh. Ông liền thưởng cho anh một cặp trân châu nhật nguyệt. Sau đó, đến Tam Điện Hạ dâng quà, hắn dâng một cái gối trầm hương. Không thắng được khí thế thì hắn đánh vào đường tình cảm. Tại Ký Châu, Hoàng đế Ký Châu thắc mắc tại sao Nhiễm Thái Phó lại không tham gia yến hội. Thật ra, Hoàng Triều Thế Tử đã lén lút giam cả nhà Nhiễm Thái Phó lại rồi. Vì Nhiễm Thái Phó dám kết bè kéo cánh để hãm hại Thế Tử, thế nên anh nhân cơ hội thoát khỏi yến tiệc, rồi cho người ra tay giết Nhiễm Thái Phó. Sau đó anh trở lại yến tiệc. Thế Tử bẩm báo với Phụ Vương là Nhiễm Thái Phó đã qua đời rồi. Anh còn xin Phụ Vương ban cho Thái Phó danh hiệu, liền có thể khiến Phụ Vương không nghi ngờ hắn. Ở U Châu, công chúa Thuần Niên dùng điệu múa của mình để chúc Tết Phụ Vương. Tại Ung Châu, Phong Cử lại đến gặp Vô Duyên, hắn mời Vô Duyên giúp hắn đối phó Phong Tước. Phong Cử muốn Vô Duyên hiến kế cho mình, để làm sao hắn có thể điều tra người tham ô rồi lấy lại tiền cho quốc khố, mà lại không ảnh hưởng đến những người ủng hộ hắn trong triều, vừa lập công vừa không hại phe mình. Vô Duyên giả bộ từ chối giúp Phong Cử, nhưng hắn lại ở đằng sau hiến kế. Đây chính là mượn đao giết người. Ở trên phố, thầy trò Thiên Sương Môn đang phát cháo cho người dân đói khổ. Đột nhiên binh lính đến gây sự. Hắn nói là ở Ung Kinh mà muốn phát cháo cho dân nghèo thì phải đến hộ bộ xin phép, nếu không thì phải nộp cho 100 ngân diệp. Phong Tịch không nộp tiền, binh lính liền dọa sẽ đập phá quầy cháo của cô. Đúng lúc Trung Ly mang lệnh bài của Phượng Thượng Thư đến, đám binh lính sợ muốn chết, nhanh chóng kéo nhau chạy trối chết. Phong Tịch biết là Phong Tước giúp mình, thì cô cùng sư phụ đến cảm tạ. Ở trên triều, Hoàng thượng tức giận khi biết hộ bộ to gan dám tham ô 800 vạn lượng. Ông liền giao vụ án điều tra hộ bộ tham ô này cho Phong Cử. Bên này, Bùi Học Sĩ thắc mắc tại sao Phong Cử hôm nay ở trên triều lại ra tay vạch mặt ba vị quan cùng phe với mình. Phong Tước nói việc lần này Phong Cử làm nhất định là có Vô Duyên đứng đằng sau bày kế. Anh tự hỏi Vô Duyên rốt cuộc có ý đồ gì. Bên kia, Phong Cử bẩm báo với Hoàng thượng. Quốc khố bị trộm, ngân diệp lẫn sổ sách mấy năm gần đây đều mất hết rồi. Phong Cử nói hắn nghi ngờ người đứng sau là Chu Trung, người trông coi quốc khố. Không những thế, nhà họ Chu lại có liên hôn với nhà họ Phượng. Hắn muốn lật đổ phe cánh của Phượng Thê Ngô. Hắn lại nói, sau khi quốc khố bị mất, hắn thấy Phượng Thê Ngô họp bàn với Nhị Điện Hạ, sau đó cô còn đi tìm Chu Trung. Hoàng thượng liền hạ lệnh bắt Chu Trung. Bên này, Phong Tước biết chuyện thì nói Phong Cử lại đi bước tiếp theo rồi. Anh nói muốn cứu Chu Trung thì phải điều tra rõ chân tướng vụ án này trước Phong Cử. Tối đến, Phượng Thê Ngô bị Vô Duyên tập kích. Vô Duyên đánh cho cô ngất xỉu, sau đó hắn cho cô nuốt một viên ngọc màu xanh. Sáng hôm sau, Phong Tước nghe tin Phượng Thê Ngô bị thương đang hôn mê thì liền chạy đến phủ của cô. Sau khi xem bệnh, anh biết Phượng Thê Ngô bị trúng độc và cần hai người có nội lực thuần âm mới có thể giải. Anh liền nhờ Phong Tịch cùng anh dùng công phu La Nhân Bích Nguyệt để cứu người. Phong Tước lên tiếng nhờ vả, Phong Tịch liền đồng ý. Sau khi hai người cùng nhau áp chế độc cho Phượng Thê Ngô xong, Phong Tước lại nói phải có một người hút độc ra thì độc mới hoàn toàn được giải. Phong Tịch liền lấy chính thân thể mình hút độc cho cô ấy. Anh thấy cô làm vậy thì tức giận, vì anh không muốn cô vì người khác mà không quý trọng thân thể mình. Huống hồ Phượng Thê Ngô đã từng mến mộ anh, không lẽ cô không biết ghen là gì à? Phong Tịch cũng thấy trong lòng khó chịu, còn thấy anh làm mặt khó ở. Cô hỏi anh tức giận vì cái gì? Anh nói người hạ độc Phượng Thê Ngô lần này chính là muốn xác nhận xem anh và cô có thật sự sở hữu La Nhân Bích Nguyệt hay không. Người hắn nhắm vào chính là hai người. Vì vậy anh kêu Phong Tịch mấy ngày này hãy ở cùng anh để tiện bề đối phó với hung thủ. Phượng Thê Ngô đã tỉnh lại, anh và cô liền chạy đến thăm. Phong Tước thấy Phong Tịch không những không ghen mà còn tỏ ra thân thiết với Phượng Thê Ngô nữa. Lúc này đầu anh toàn dấu chấm hỏi. Anh hỏi Phượng Thê Ngô hung thủ hạ độc cô ấy là ai?
nhưng Thê Ngô nói cô ấy không nhìn thấy. Phong Tịch thấy Thê Ngô lo lắng cho Phượng Gia thì lên tiếng nói mình sẽ giúp đỡ. Sau đó, Thê Ngô sắp xếp cho hai người Hắc Phong Bạch Tịch ở lại phủ của mình. Tối đến, Hắc Phong Bạch Tịch đột nhập vào quốc khố điều tra. Anh nói muốn giải oan cho Chu Trung thì phải tìm ra sổ sách. Lại nói, sổ sách trong quốc khố sau khi được niêm phong thì sẽ được để ở trên giá cao nhất. Vì vậy người bình thường sẽ không lấy được sổ sách. Phong Tịch liền nhảy một cái thì đến được giá sách cao nhất. Đáp xuống, cô nói với khinh công của mình cũng không dễ lên được giá sách đó. Lại nói trên đó chỉ có hai dấu tay, ngoài ra không có dấu vết nào khả nghi cả. Sau đó cô liền phát hiện gạch dưới sàn bị bể. Phong Tước nói có thể làm bể gạch quốc khố, người này phải nặng mấy trăm cân và cao 4-5 mét. Phong Tịch thấy vô lý, làm sao có người khổng lồ được chứ. Cô liền nói có thể là nhiều người chồng lên nhau. Anh đoán có thể là 5 người, vì có 5 hòm tiền bị mất. Bên này, Vô Duyên lén lút vào phòng của Phượng Thượng Thư để lấy viên ngọc màu xanh trên người cô đi. Về nhà, hắn dùng sức mạnh trong viên ngọc mà luyện công. Hắn mãn nguyện vì có thể dùng sức mạnh của La Nhân Bích Nguyệt mà khống chế huyết chú. Vô Duyên đã có thể áp chế huyết chú, nhưng hắn chưa muốn rời khỏi Ung Châu. Hắn muốn xem Phong Tước đối phó với mưu kế của hắn như thế nào, biết đâu lần này hắn có thể diệt trừ được Phong Tước. Bên này, Phong Tịch cùng Thê Ngô đang cùng nhau suy luận phá án. Phong Tước muốn tham gia cùng hai người, nhưng hai cô gái trước mặt mình người hỏi kẻ đáp, làm anh không hề có cơ hội để mở miệng. Sau một hồi, hai cô gái cùng kết luận tiền và sổ sách bị mất trộm vẫn còn ở trong thành. Chỉ cần tìm ra gánh hát khả nghi là có thể phá án. Phong Tước đảm nhận nhiệm vụ cuối cùng là đi điều tra các gánh hát trong thành. Sau đó, Phong Tịch còn không thèm quan tâm đến anh, cô hào hứng mà kéo Thê Ngô đi tám chuyện tiếp. Lúc này, Phong Tước mới triệt để cảm giác được mình chính là một người thừa thãi. Trên phố, Phong Tịch và Thê Ngô đang đi dạo khắp nơi, Phong Tước cứ như cái đuôi mà đi theo phía sau hai người. Phong Tịch thấy một đám người đang nhảy múa, cô liền mua hai cái mặt nạ, cô một cái, Thê Ngô một cái. Sau đó, hai người hòa vào đám người rồi cùng nhau nhảy múa. Phong Tước đến sau cũng tự mua cho mình một cái rồi vào nhảy chung luôn. Ở trong đám người, Phong Tịch nhảy với Phong Tước. Sáng hôm sau, ba người cùng nhau dùng bữa. Phong Tước nói đã tìm thấy gánh hát khả nghi là gánh hát Đại Phúc. Phong Tịch và Phong Tước liền cải trang làm người đi học nghề, đi vào gánh hát Đại Phúc. Bất đắc dĩ, Phong Tước phải hát nhạc kịch trước sự chứng kiến của mọi người. Phong Tịch bất ngờ không thôi, thì ra Hắc Hồ Ly còn có thể hát kịch hay như vậy. Chủ gánh hát liền đồng ý cho anh và cô ở lại gánh hát. Phong Tước làm người hát kịch, còn Phong Tịch thì làm tạp vụ. Đúng như Phong Tịch suy luận, gánh hát Đại Phúc chỉ là giả mạo bên trong toàn thổ phỉ. Tối đến, Phong Tịch lén lút vào phòng chủ gánh hát, nhưng hắn lại đột ngột về phòng, còn phát hiện ra có người lẻn vào phòng hắn ăn trộm. Hắn liền kéo người đến phòng của Phong Tịch và Phong Tước. Trong phòng chỉ có Phong Tước, bọn chúng mở cửa tủ ra thì thấy Phong Tịch đang sợ hãi trốn trong đó. Cô giả vờ khó xử mà nói, mình tên là Lý Ngọc Lan, còn anh là Thượng Vân Hải, là danh ca ở gánh hát Khánh Yến. Cô và anh là vợ chồng, lý do cô phải giấu giếm là vì hai người yêu nhau nhưng bị cha phản đối nên mới lén lút bỏ trốn. Ây ra đúng là một câu chuyện đẫm nước mắt mà. Hắc Phong Bạch Tịch diễn quá đạt, người trong gánh hát liền tin mà không chút nghi ngờ. Sau khi bọn họ đi, Phong Tịch nói với Phong Tước là cô không tìm được đồ bị trộm ở bất kỳ phòng nào trong gánh hát. Sáng hôm sau, hai người lại tiếp tục diễn vai vợ chồng thắm thiết. Một tên đàn ông ở đâu chui ra, hắn trách cô vì dám để danh ca Thượng Vân Hải lang bạt khắp nơi cùng cô, lãng phí tài năng. Phong Tước nào để cho người ngoài mắng cô. Anh nói với hắn, anh đồng ý vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp đó, hắn có ý kiến gì? Hắn tức giận nói anh rồi sẽ như mái nhà mục nát phủ đầy bụi kia thôi, rồi bỏ đi. Nhưng cũng may nhờ hắn mà Phong Tịch liền nghĩ ra bạc trong quốc khố được giấu ở trên mái nhà cũ kỹ kia. Quả nhiên là ngân diệp được giấu trên mái nhà, nhưng vụ án lại không dễ dàng được giải quyết. Bọn người trong gánh hát đã thống nhất khẩu cung nên không thể tra hỏi được gì. Không những thế, Phong Cử đã tìm ra bằng chứng để kết tội Chu Trung rồi. Phong Tước buộc phải tìm ra người chủ mưu trước ngày mai. Anh liền kéo hết đám người của gánh hát đến phủ của Thê Ngô. Phong Tịch cố tình dựng lên một màn kịch. Cô và anh hỏi người nào mà người đó không trả lời liền lôi xuống chém. Còn rất có tâm mà tạo ra tiếng chém vô cùng chân thật. Điều này dọa cho chủ gánh hát sợ đến xanh mặt. Hắn liền khai người cấu kết với hắn trộm quốc khố là Lý Quốc Công, người quản lý kim bộ của hộ bộ. Đã có được đáp án, Phong Tịch liền cho khép lại màn kịch. Chủ gánh hát biết mình bị lừa nhưng đã lỡ khai rồi còn đâu. Vụ án đã được giải quyết, Phong Tước và Phong Tịch liền rời khỏi phủ Phượng Thê Ngô. Qua lần tiếp xúc này, Phượng Thê Ngô cũng cảm thấy thích Phong Tịch. Tối đó, Phong Tước hỏi Trung Ly làm cách nào để bày tỏ tấm lòng với người khác. Trung Ly mặt đầy hứng thú mà nói cần phải có 3 yếu tố: hoàn cảnh, lời nói, vật đính ước. Có thể bày tỏ vào những ngày đặc biệt thì hiệu quả sẽ càng cao hơn. Cuối cùng là phải chọn lời nói làm sao cho phù hợp để đối phương nghe mà cảm động. Ngoài ra còn cần có vật định tình. Trung Ly nói muốn gãy lưỡi, Phong Tước lại hiểu theo cách trong quân đội. Trung Ly có cảm giác như Điện Hạ đi đánh trận chứ không phải đi cua gái. Anh nghĩ tốt nhất Điện Hạ đừng đi tỏ tình, nếu không sẽ bị Phong Tịch đánh chết. Trên triều, Phượng Thê Ngô bẩm báo. Cô nói mình đã điều tra ra hung thủ thật sự trong vụ án trộm quốc khố là Lý Quốc Công Lý Mục. Cô có cả nhân chứng lẫn vật chứng,
thậm chí tài sản bị mất cũng đã tìm về được. Lý Mục cũng đã thừa nhận, Phong Cử thấy Phượng Thê Ngô phá hỏng kế hoạch của mình thì tức muốn nổ phổi. Bên này, Vô Duyên biết tin Phong Tước đã phá được án, chắc chắn Phong Cử sẽ đến tìm hắn gây sự. Một lúc sau, Phong Cử thật sự đến. Vô Duyên cố tình tỏ ra là bất ngờ khi biết tin mưu kế của mình không thành. Sau đó lấy cớ bù đắp sai lầm mà đồng ý giúp Phong Cử đoạt vị trí thái tử. Phong Cử liền vui mừng muốn chết. Vô Duyên nói hắn sẽ tặng cho Phong Cử một túi gấm có chứa cách đối phó Nhị Điện Hạ, nhưng phải đợi khi nào Nhị Điện Hạ rời khỏi Ung Kinh thì mới được mở ra. Bên này, Phong Tước quyết định đến Lương Thành, nhưng theo quy định của Ung Kinh thì các vương tử không được đến biên cương. Anh lại thản nhiên nói anh đã có cách. Trung Ly chạy vào bẩm báo, anh nói thấy Phong Cử từ chỗ của Vô Duyên đi về với vẻ mặt rất tức giận. Có thể Phong Cử đã trở mặt với Vô Duyên. Sau đó Lai thấy Vô Duyên đã ngay lập tức rời khỏi Ung Châu, có lẽ biết không đấu lại Nhị Điện Hạ nên tự biết khó mà lui rồi. Phong Tước lại nói, Vô Duyên không phải là người dễ bỏ cuộc như vậy, chắc chắn hắn có ý đồ khác. Bên này, Bạch Kiến Đức hẹn các hộ lệnh giả bí mật gặp mặt nhau. Ông nói với bọn họ là có người lợi dụng lệnh bài giả mạo với ý đồ xấu, ông nghi ngờ người chủ mưu cũng là một hộ lệnh giả. Ông muốn điều tra xem ngoài bọn họ ra còn ai là hộ lệnh giả ở ngoài kia nữa. Ở Ung Châu, tuyết đầu mùa đã rơi, khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Trung Ly nói với Phong Tước đây là cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm với Phong Tịch. Trung Ly tưởng tượng ra khung cảnh Phong Tước và Phong Tịch đứng dưới trời tuyết trắng, lúc đó Phong Tước sẽ tỏ tình với Phong Tịch, sau đó anh sẽ từ sau ôm chặt lấy cô, cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Ôi lãng mạn chết mất, Phong Tước liền kêu Trung Ly đi gọi Phong Tịch đến gặp anh, mà Phong Tịch lúc này đang bận ăn lẩu Thanh Châu siêu cay với Thê Ngô rồi. Thê Ngô hỏi cô có phải người Thanh Châu không, cô liền gật đầu nói đúng rồi. Thanh Châu đúng là vùng đất của anh hùng, ở đó có đệ nhất cao thủ võ lâm Bạch Phong Tịch, còn có công chúa quốc sắc Thiên Hương Tích Vân nữa. Trong phủ, Phong Tước đã chuẩn bị một khung cảnh lãng mạn chờ Phong Tịch đến. Trung Ly lại chạy vào báo tin, cả ngày hôm nay Phong Tịch đều đi chơi với Thê Ngô nên cô sẽ không đến gặp anh. Hôm sau, Trung Ly lại đi mời Phong Tịch đến phủ của Nhị Điện Hạ, lần này cô đồng ý. Bên này, Thê Ngô từ khi quen biết Phong Tịch thì đã tự biết khó mà lui. Cô nói Nhị Điện Hạ và Phong Tịch chính là trời sinh một cặp, cô với Nhị Điện Hạ chỉ có thể dừng lại ở quan hệ quân thần thôi. Phong Tịch lại đến tìm Thê Ngô, hai người giả trang làm nam nhân để đi đến kỹ viện chơi. Trong phủ, Phong Tước đã trang hoàng hoa lá khắp nơi, còn chuẩn bị cả pháo hoa để tỏ tình với Phong Tịch. Anh chắc chắn lần này sẽ thành công. Trong kỹ viện, các công tử đang thi làm thơ để dành nhau ngủ với Thiểu Âm cô nương. Phong Tịch và Thê Ngô ngồi xem khinh thường tài làm thơ của mấy công tử bột này. Phong Tịch liền đứng lên làm một bài thơ, ngay sau đó cô được mời vào tâm tình với Thiểu Âm cô nương. Thấy đã đến giờ hẹn với Phong Tước, cô liền từ chối lời mời. Bên này, Trung Ly lại chạy về báo tin Phong Tịch và Thê Ngô đã vào kỹ viện, đến giờ vẫn chưa về. Trong kỹ viện, Phong Tịch bị vu khống là coi thường Thiểu Âm cô nương khi cô không chịu ngủ với cô ta. Đúng lúc Phong Tước đến, anh mang mặt tức giận chạy vào kéo Phong Tịch đi. Thấy Phong Tước giận dữ vì cô không xem trọng lời anh nói, Phong Tịch liền chạy theo luôn miệng nói xin lỗi. Phong Tước lần đầu tiên lớn tiếng mắng cô. Phong Tịch đơ ra một lúc, anh quát em à. Cô liền tức giận bỏ đi, Phong Tước vội vàng kéo tay cô. Trung Ly thấy hai người nắm tay nhau thì gấp gáp chạy đi bắn pháo hoa. Phong Tước và Phong Tịch nhìn thấy pháo hoa bắn lên trời thì mọi giận dỗi đều bay đi hết. Anh nhẹ nhàng khoác tay lên vai cô, nào có ngờ cô cũng khoác tay lên vai anh. Tình cảm nam nữ liền biến thành tình huynh đệ. Cô còn chê là thời này rồi ai còn chuẩn bị pháo hoa để tỏ tình cơ chứ, quê mùa hết sức. Phong Tước bị quê liền đuổi Phong Tịch đi. Hôm sau, Phong Tước nổi hứng muốn đọc thoại bản để tìm ra chiêu tỏ tình mới mẻ nhất. Bên này, Phong Tịch ngồi đánh cờ với Thê Ngô nhưng lòng lại mang đầy tâm sự. Lúc này cô mới nhận ra pháo hoa tối hôm qua cô thấy chính là Phong Tước chuẩn bị để tỏ tình với cô. Vậy mà cô lại vô tâm làm anh buồn. Phong Tịch lại nói cô không phải không thích Phong Tước, chỉ là Phong Tước có rất nhiều khuyết điểm nhưng trên mặt cô khi chê anh lại không hề có sự ghét bỏ. Thê Ngô vừa nhìn là biết hai người này chính là tình trong như đã mà mặt ngoài còn e đây mà. Phong Tịch một mặt mong đợi Phong Tước tỏ tình với cô lần nữa. Bên này, Phong Tước kêu Trung Ly đi hẹn Phong Tịch ngày Nguyên Tiêu sẽ gặp mặt nhau. Bên kia, Hoàn Nương đến nói với Nhậm Đô Đốc là Nhị Điện Hạ vì có tình ý với Phong Tịch mà mất hết thần trí rồi. Cô ta sợ Nhị Điện Hạ sẽ cưới Phong Tịch. Cô ta muốn Nhậm Đô Đốc nói với Bạch Kiến Đức để cho Phong Tịch biết sợ mà lui, không còn tơ tưởng đến Nhị Điện Hạ của cô ta nữa. Nhậm Đô Đốc muốn Bạch Kiến Đức chia rẽ tình cảm của Phong Tước và Phong Tịch. Bạch Kiến Đức không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác. Ông thấy Nhậm Đô Đốc khinh thường đồ đệ cưng của mình thì trong lòng vô cùng khó chịu. Phong Tịch về nhà thì liền biết sư phụ bị Nhậm Đô Đốc đến làm khó. Cô ngay lập tức đi tìm gặp ông ta. Thấy cô mang rượu Thanh Vân tặng mình, ông ta liền lạnh mặt từ chối. Thật ra Phong Tịch không hề có ý muốn lấy lòng ông ta. Cô đến để nói ông đừng có xen vào chuyện tình cảm của mình và Phong Tước, ông không có quyền quyết định. Lúc này, Nhậm Đô Đốc cũng biết là mình đã làm ra chuyện quá đáng rồi. Ở trong phủ, Phong Tước biết Phong Tịch bí mật đến phủ Nhậm Đô Đốc thì nghi hoặc. Ngoài cửa, Nhậm Đô Đốc đến nhận tội với Nhị Điện Hạ vì ông đã tự ý xen vào chuyện tình cảm của anh.
Anh biết người của mình dám lén lút đụng tay với Phong Tịch thì tức giận không thôi. Ông ta nói Phong Tịch chỉ là ngọn cỏ ven đường không xứng với nhị điện hạ. Anh lại thêm tức giận, nhưng anh biết Nhậm Đô Đốc là do có người xúi dục mới xen vào chuyện riêng của anh. Anh thấy Hoàn Nương chột dạ, liền không nói hai lời đuổi Hoàn Nương về quê, không cho cô ta đi theo mình nữa. Sau đó, anh hẹn Phong Tịch đi ngắm đèn cũng như để xin lỗi cô. Anh cũng đã chuẩn bị một màn tỏ tình trên sông vô cùng lãng mạn cho cô. Trên dòng nước rất nhiều cây đèn cầy ghép thành một câu thơ. Nguyện có trái tim người, bạc đầu cũng không thôi. Lúc anh đang định tỏ tình với cô, thì vì Xuyên Vũ bỗng chạy đến báo cho anh tin khẩn cấp, anh liền phải bỏ cô ở lại rồi vội vàng chạy đi. Trong cung, Hoàng thượng nhận được tấu chương của Du Minh ở Lương Thành, xin cứu viện. Nhị điện hạ đúng lúc vào cầu kiến, anh xin được đến Lương Thành để xây đê điều. Hoàng thượng liền đồng ý. Bách Lý Thị biết tin thì không hề lo lắng, vì bà ta nghĩ Phong Tước không biết gì về kế sách quân sự cả, nên anh sẽ chẳng thể làm ra việc lớn nào ở Lương Thành đâu. Bên này, Phong Tịch cũng xuất phát đến Lương Thành. Bên kia, Hoàn Nương đã phải lên đường rời khỏi Ung Kinh. Phong Tước cũng đã chuẩn bị chu toàn cuộc sống sau này cho Hoàn Nương rồi. Trên đường đi đến Lương Thành, Phong Tước và 500 binh lính đang nghỉ ngơi. Trung Ly khó chịu ra mặt vì Hoàng thượng nói sẽ cho nhị điện hạ 500 tinh binh, nhưng tinh binh đâu không thấy, chỉ thấy một đám lính quèn thôi. Phong Tước nói đây là ý của Hoàng thượng. Ông ta không muốn cho anh binh mạnh vì sợ anh sẽ tạo nên binh quyền của riêng mình. Bỗng nhiên, Phong Tịch xuất hiện. Phong Tước thấy cô thì vui mừng ra mặt. Cô nhìn đám binh lính của anh, cô nói đây không phải là những người bình thường mà họ chính là những binh lính đã sống sót trở về từ chiến tranh, nên họ có tinh thần rất kiên định. Trong cung, khi nghe nhị điện hạ đã rời cung, thì Phong Cử liền háo hức mở túi gấm mà Vô Duyên cho hắn ra. Trong đó có một tờ giấy tiết lộ cho Phong Cử biết Hắc Phong Tước và nhị điện hạ chính là cùng một người. Vì đã cài người theo dõi Phong Cử, nên Bách Lý Thị cũng biết chuyện này. Bà ta trong lòng đã có suy tính muốn lột mặt nạ của Phong Tước. Trong rừng, đám người Phong Tước trên đường đi đến Lương Thành thì gặp mưa lớn, đất bùn lầy lội. Binh lính đi đường vô cùng khó khăn liền rủ nhau đình công. Phong Tước bước xuống xe tự mình lãnh đạo đội quân dầm mưa tiếp tục lên đường. Ở Ký Châu, Hoàng Triều Thế Tử nghe Vô Duyên nói nhị điện hạ Ung Châu chính là Hắc Phong Tước, thì hắn nói kẻ hắn cần phải tiêu diệt lại nhiều thêm một người. Hắn muốn nhờ Vô Duyên giúp mình ổn định nội bộ Ký Châu, để hắn nhanh chóng đến U Châu cầu hôn công chúa Thuần Niên. Hoàng Triều Thế Tử muốn liên hôn với U Châu. Bên này, đám Phong Tước trên đường đi qua núi thì xui sao lại gặp núi lở. Để cho mọi người an toàn chạy thoát, Phong Tước và Phong Tịch ở lại ngăn chặn đá đang rơi xuống. Tại U Châu, Thuần Niên biết Hoàng Triều Thế Tử cũng muốn đến U Châu kén rể. Mặt Thuần Niên liền không có một chút vui mừng, vì cô biết Hoàng Triều Thế Tử đến U Châu chính là muốn liên hôn để lợi dụng thế lực của U Châu, chứ không phải đến vì cô. Thuần Niên chỉ muốn lấy một vị hôn phu yếu kém một chút để cô có thể bắt rể và ở lại U Châu. Vì Thuần Niên công chúa tham vọng được làm vua của U Châu, nhưng nếu cô phải lấy thế tử của Ký Châu thì chắc chắn cô không thể ở lại U Châu được nữa. Bên này, binh lính sau khi được nhị điện hạ cứu mạng mà an toàn thoát khỏi núi lở thì liền một lòng hứa sẽ trung thành với anh. Trong lều, Phong Tước đang được Phong Tịch băng bó vết thương. Thấy anh biết cách lấy lòng binh sĩ như vậy, cô càng thêm thích anh hơn. Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, đêm nay anh vẫn phải ngủ dưới đất để nhường giường cho cô. Sáng hôm sau, trên trời bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều quả đen, binh sĩ liền lo lắng, họ nghĩ là có điểm xấu. Một nói đây là chuyện bình thường, nơi bọn họ đang nghỉ chân là nơi thích hợp để quạ sinh tồn. Hôm qua bọn họ lại đốt lửa trại để ăn nhậu nên để lại rất nhiều đồ thừa. Lũ quạ bu lại là điều hiển nhiên. Biết binh sĩ đang bị quạ đen dọa cho lòng đầy sợ hãi, Phong Tịch liền hiến kế cho Phong Tước cách để bình ổn lòng binh sĩ, thậm chí là giúp anh lập quy danh trong lòng bọn họ. Nghe kế của Phong Tịch, anh liền cười vui vẻ, quả không uổng công đêm qua anh nhường giường ngủ cho cô. Phong Tước ra ngoài, anh đứng trước mặt 500 binh sĩ mà nói, có quạ đen ai nói là điểm xấu, đây chính là điểm lành của bọn họ. Anh vung kiếm ra chém trúng một cái lông vũ, anh nói đây chính là dấu hiệu của gió lành. Sau đó, anh đặt tên cho đội binh của mình là Mặc Vũ Kỵ, binh lính lại bừng bừng khí thế. Tại Lương Thành, binh lính báo cáo binh mã của Thanh Châu lại đến khiêu chiến. Du Minh nói không cần phải lo, vì Thanh Châu chỉ muốn dọa bọn họ thôi chứ không có ý đánh thật. Việc của bọn họ bây giờ là giết gà dọa khỉ, làm cho Hoàng thượng không ôm suy nghĩ muốn tước đoạt quyền lực của ông ta nữa. Biết người được phái đến là nhị điện hạ, ông ta cũng không có một chút sợ hãi. Bên này, binh lính của nhị điện hạ đã đến thành Lương Thành. Thấy đám binh mã chỉ khoảng 100 người, Du Minh liền nghi ngờ, vì ông ta nhận được tin là có 500 binh mã được phái đến Lương Thành cơ mà. Xuyên Vân giải thích, vì trên đường đi gặp lũ quét, gặp núi lở nên binh sĩ đã chết gần hết, giờ chỉ còn bao nhiêu đó thôi. Anh lại nói nhị điện hạ vì di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt nên đã bị phong hàn, thân thể suy nhược. Du Minh dẫn bọn họ vào trong phủ, nhưng người vào phủ không phải là nhị điện hạ mà là Trung Ly giả trang. Phong Tước biết Du Minh đa nghi nên đã cho phần lớn binh sĩ đóng quân ngoài thành, chỉ cho một lượng nhỏ binh sĩ vào thành, còn cố ý bảo bọn họ tỏ ra đi đường mệt mỏi nên mới lừa được Du Minh. Bên này, Phong Tước và Phong Tịch đang ở dưới núi đi quan sát địa hình Lương Thành. Phong Tước muốn có thể khai thông toàn bộ đường thủy của Lương Thành.
Nhưng Phong Tịch lại nói, đường thủy ở đây rất rối loạn, phần lớn chúng đều dính liền với nhau nên mùa lũ đến thì không thể xả lũ được. Phong Tước lại lần nữa bất ngờ khi Phong Tịch lại am hiểu về thủy lợi như vậy. Sau đó, Phong Tước đưa cho cô một túi bùa bình an, anh kêu cô mang theo bên mình để anh an tâm. Xuống thôn làng, Phong Tịch thắc mắc tại sao hàng hóa ở Lương Thành lại bán mắc hơn cả Ung Kinh thế. Anh nói cũng ít hơn cầu, vậy nên hàng hóa lên giá là điều hiển nhiên. Cô cảm thán nói người dân ở Lương Thành đúng là vất vả đến mòn xương. Sau đó, bọn họ bắt gặp một đám người bị bắt đi tu sửa đê điều. Anh lại nghi hoặc triều đình đã phát ngân lượng xuống, người dân phải tự nguyện xin đi mới đúng chứ. Vậy mà đám quan thần lại tham ô, để cho dân chúng phải cơ cực thế này. Bên này, Du Minh muốn đích thân đến thăm dò nhị điện hạ, xem anh có thật sự bệnh hoạn hay không. Phong Tước giả bộ bệnh phổi cơ thể suy nhược, miệng ho không ngừng mà ra gặp mặt Du Minh. Du Minh mang quân phù và quan ấn đến giao cho anh, nhưng anh từ chối không nhận. Sau khi Du Minh rời khỏi, anh lập tức cho thuộc hạ đi điều tra rõ bố trí canh phòng của Lương Thành. Đã thăm dò được anh, nhưng Du Minh vẫn nghi ngờ nhị điện hạ đang giả vờ yếu đuối để lén lút giở trò với mình. Tại Ung Kinh, hộ lệnh giả Dương Thủy Long đến cầu kiến Bạch Kiến Đức. Ông ta nói hộ lệnh giả Tăng Cửu Hải trong lúc điều tra ở Đế Kinh đã không may bị giết chết rồi. Dương Thủy Long phát hiện tay nải của Tăng Cửu Hải. Bạch Kiến Đức thấy bên trong tay nải có một miếng ngọc cẩm thạch thượng hạng. Người có thể sử dụng loại ngọc bội này e là có thân phận không tầm thường. Ông liền quyết định sẽ đến Đế Kinh. Bên này, Vô Duyên nhận được thư cấp báo ở Đế Kinh. Hắn liền biết đã có hộ lệnh giả đã lén lút điều tra người đứng sau sử dụng lệnh bài giả để làm chuyện xấu. Nhưng thuộc hạ của hắn ở Đế Kinh đã sớm tiêu diệt hộ lệnh giả đó rồi. Thì ra Vô Duyên chính là người hiến kế cho Hoàng thượng Đế Kinh sử dụng lệnh bài huyền cực lệnh giả để làm náo loạn thiên hạ. Tổng cộng có 3 tấm lệnh bài giả đang được lưu hành trên giang hồ. Vô Duyên đã đủ sức mạnh để hạ bệ Hoàng triều Thế Tử. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn muốn lợi dụng lòng tham của Hoàng triều Thế Tử để tạo ra chiến tranh. Lúc đó hắn sẽ liên kết các thế lực để tạo ra một thiên hạ của riêng hắn. Tại Lương Thành, Du Minh không điều tra được nhị điện hạ có bất kỳ điểm khả nghi nào. Tin tức hắn cho người điều tra ở Ung Kinh cũng đã được đưa về, trong đó cũng nói nhị điện hạ hoàn toàn không thể đe dọa đến uy quyền của hắn. Nhưng vốn tính đa nghi, hắn vẫn chưa bỏ xuống phòng bị với nhị điện hạ. Lúc này, Phong Tước đã lấy được bản đồ phòng ngự của Lương Thành. Anh đã biết được điểm mấu chốt để hạ bệ Du Minh là ở đâu. Đội quân mặc vũ kỵ của anh cũng đã được bố trí vào thành. Chỉ cần đợi thời cơ thích hợp liền có thể cho xuất binh. Anh biết tin Du Minh đã điều tra mình, anh nói hắn nhất định là sắp ra tay với anh rồi. Đúng lúc, anh được Du Minh mời đến dự yến tiệc. Phong Tước nói thời cơ xuất binh chính là lúc này. Tại yến tiệc, Phong Tịch giả làm nha hoàn của Phong Tước, cùng anh tham gia. Theo kế hoạch, Xuyên Vũ cố ý gây sự, sau đó nhị điện hạ sẽ đuổi anh ra ngoài để có thể chuẩn bị xuất binh. Bên ngoài, đội quân mặc vũ kỵ đã bao vây phủ của Du Minh. Bên trong, đám hạ quan của Du Minh đang cố ý chuốc say Phong Tước. Phong Tước và Phong Tịch còn diễn một màn ân ân ái ái, liền tạo ra một hình tượng nhị điện hạ rượu chè bê bết còn đam mê nữ sắc. Du Minh mời anh một ly rượu, anh uống vào liền hôn mê. Đám người của Du Minh liền rút dao lao đến giết Phong Tước. Đúng lúc lính của Phong Tước ùa vào, bị tập kích bất ngờ, Du Minh không có phòng bị liền bị bắt trọn ổ. Phong Tước sớm biết trong rượu có độc nên đã dùng nội lực áp chế nó rồi. Anh biết Du Minh đang đợi quân phòng thủ trong thành đến cứu mình. Anh liền nói với hắn đám quân lính đó đã bị quân của anh hạ hết rồi. Du Minh lại mặt dày muốn trở thành cánh tay đắc lực của anh, nhưng Phong Tịch không cho phép, cô dùng một kiếm cắt tiết Du Minh tại chỗ luôn. Phong Tước nắm quyền cai quản Lương Thành. Tại Đại Đông, Thuần Niên công chúa đến dâng xá lợi Phật. Đúng lúc đó hoa sen lại nở, Thuần Niên được phong làm thiên nữ. Thật ra hoa sen nở cũng chỉ là một mánh khóe nhỏ mà Thuần Niên mua chuộc thái giám tạo ra mà thôi. Cô ta muốn có được danh hiệu thiên nữ của Đại Đông. Thuần Niên muốn lấy được danh hiệu thiên nữ. Lúc nhỏ Tích Vân công chúa, Hoàng triều Thế Tử, Phong Tước với Thuần Niên từng là bạn thời thơ ấu của nhau. Từ nhỏ Thuần Niên đã có ước mơ được đội mũ phượng để được làm vương hậu rồi. Bên này, Phong Tước và Phong Tịch biết Thuần Niên công chúa được phong làm thiên nữ, họ đều có cùng suy nghĩ. Cô công chúa U Châu này không hề đơn giản. Cô hỏi anh nghĩ sao về mỹ nhân Thuần Niên này. Anh nói Thuần Niên công chúa này vẫn thua xa Tích Vân công chúa. Phong Tịch liền không muốn nói chuyện với Phong Tước nữa. Anh tưởng cô ghen thì vui vẻ vì như vậy chứng minh trong lòng cô có anh. Trung Ly lại đau đầu nói, anh chọc người ta giận thì phải đi dỗ người ta chứ. Sau đó, Phong Tước lại nghe được quân lính Thanh Châu đã kéo quân đến Lương Thành rồi. Anh biết trận chiến này không thể nào tránh được, nhưng anh vẫn muốn giảng hòa để bảo vệ cuộc sống của người dân. Tại Thanh Châu, Thế tử Tả Nguyệt đang kêu gọi binh lính tấn công Lương Thành để có thể giành quyền tu sửa đê điều. Đột nhiên Phong Tịch xuất hiện, cô gọi Tả Nguyệt là đại ca. Thì ra thân phận thật sự của Phong Tịch là Tích Vân công chúa của Thanh Châu. Cô nói với đại ca, lần này cô muốn cầu hòa cho Lương Thành. Vì bây giờ Phong Tước đã tiếp quản Lương Thành, đại ca và Phong Tước đều có một mục đích là muốn tu sửa đê điều để phòng lũ lụt. Vậy thì cớ gì không ngồi xuống bắt tay với nhau mà đi đánh nhau làm gì? Đại ca liền đồng ý đi đến Lương Thành cầu hòa. Tại Lương Thành, Phong Tước tìm khắp nơi nhưng không thấy Phong Tịch đâu. Anh vẫn nghĩ là mình làm cô ghen nên cô mới tức giận chạy mất. Nhưng anh nào có biết,
Phong Tịch đang ngồi uống rượu với đại ca đây này. Đại ca hỏi cô và Phong Tước có quan hệ như thế nào. Cô liền kể chuyện Phong Tước là nhị điện hạ của Ung Châu cho đại ca nghe. Đại ca cảm thán, vốn tưởng ngày mai chỉ đơn giản là đi cầu hòa, ai ngờ đâu lại là đi gặp em rể. Phong Tịch liền nhắc nhở đại ca đừng có làm lộ thân phận của cô trước mặt Phong Tước. Hôm sau, tại Lương Thành, Phong Tước hỏi Phong Tịch đi đâu mà cả đêm không về. Anh đang muốn tức giận thì lại nhớ lời Trung Ly dặn là phải dỗ dành con gái nhà người ta mới được. Phong Tước liền không giận dỗi, mà đổi lại là dịu dàng săn sóc cho cô. Phong Tịch lại nghĩ anh tự nhiên dịu dàng chắc chắn là có mưu kế khác. Cô tưởng anh biết thân phận của mình là Tích Vân công chúa, nhưng anh lại nghĩ cô ghen với Tích Vân, liền hứa sẽ không nhắc đến cái tên đó trước mặt cô nữa. Lúc anh sắp hôn được Phong Tịch thì Xuyên Vũ lại chạy vào phá đám. Xuyên Vũ nói Thế tử Thanh Châu muốn đến cầu hòa. Phong Tước liền cho quân lính Lương Thành sáp nhập với đội quân mặc vũ kỵ của mình để cùng thủ thành. Lúc này, Phong Tịch vẫn đang thắc mắc tại sao Phong Tước lại biết thân phận Tích Vân công chúa của mình. Nhưng mà Phong Tước nào có biết đâu chị ơi. Tối đến, Phong Tước đến gặp Phong Tịch để xin lỗi cô. Lúc này cô mới biết anh chỉ là nghĩ cô đang ghen thôi chứ không hề biết thân phận thật của mình. Được Phong Tịch tha thứ, Phong Tước liền vui vẻ tung tăng ra về. Tại Ký Châu, Hoàng thượng biết Hoàng Triều Thế tử lén lút sau lưng mình giết Nhiễm Thái Phó thì tức giận mà mắng anh. Hai cha con liền xảy ra tranh cãi. Hoàng thượng vì tức giận mà thổ huyết ngất xỉu. Vô Duyên ra tay cứu giúp mới giữ được mạng của Hoàng thượng. Hoàng Triều biết có người hạ độc phụ vương để đổ tội giết cha cho anh thì quyết định sẽ ra tay thanh lọc nội bộ triều đình của Ký Châu. Tại Ung Châu, Phong Cử đến bẩm báo với Hoàng thượng. Hắn nói hắn phát hiện được Như Ngọc Hiên lén lút trốn thuế, còn buôn lậu thuế. Lại nói Như Ngọc Hiên thuộc quyền quản lý của Ẩn Tuyền Thủy Tạ là một tổ chức do Hắc Phong Tước làm chủ. Hắn nói Như Ngọc Hiên chính là một tai họa, nếu như Hắc Phong Tước có ý muốn tạo phản thì nguy to. Vì thế phải nhanh chóng dẹp bỏ nơi này. Hoàng thượng liền cho người bí mật điều tra Như Ngọc Hiên. Ở Lương Thành, Phong Tịch muốn cùng Phong Tước đi gặp Tả Nguyệt. Tả Nguyệt Thế tử một thân một mình đến Lương Thành để cầu hòa. Phong Tước thấy Tả Nguyệt cứ nhìn Phong Tịch mà cười thì tự nhiên thấy nguy cơ bị cướp vợ. Tả Nguyệt và Phong Tước cùng ngồi bàn bạc việc xây dựng đập nước cho Lương Thành. Phong Tước nói anh sẽ cho tất cả binh lính tập trung xây thành, chắc chắn sẽ hoàn thành trước khi lũ mùa xuân kéo đến. Tả Nguyệt vẫn nghi ngờ, anh hỏi Phong Tước muốn xây dựng đập nước với mục đích gì. Phong Tước đáp anh muốn giải quyết vấn đề thiếu nước trồng trọt canh tác ở Lương Thành. Đập nước này cũng là một nơi trọng yếu để ngăn cản quân lính của Thanh Châu nếu chẳng may xảy ra chiến tranh. Tả Nguyệt thấy anh nói rõ ràng mạch lạc, có tình có lý, thì liền đồng ý cho binh lính Thanh Châu rút quân. Phong Tước rủ Phong Tịch đi dạo nhưng cô từ chối. Phong Tịch bận đi gặp đại ca rồi. Ở trước mặt đại ca, Phong Tịch luôn miệng khen ngợi Phong Tước là một vị minh chủ luôn biết nghĩ cho bá tánh. Đột nhiên Phong Tước đến, Phong Tịch sợ anh sẽ nghi ngờ quan hệ của cô và đại ca, vì thế liền trốn đi. Trước mặt Tả Nguyệt, Phong Tước cảnh cáo anh đừng có nảy sinh bất cứ tâm tư tình cảm gì với Phong Tịch, vì cô là nữ nhân của anh. Nghe Tả Nguyệt nói muốn xin Phong Tịch, không biết anh có tình nguyện cho hay không. Phong Tước liền nóng giận, anh nói Phong Tịch là người sánh vai cùng anh, không ai được quyền định đoạt cô ấy nên đi đâu về đâu cả. Tả Nguyệt vẫn muốn thử lòng Phong Tước, anh nói nếu như Phong Tịch và anh tâm đầu ý hợp vì Phong Tước có đồng ý buông tay hay không. Phong Tước liền nói nếu cô ấy thật sự thích Tả Nguyệt thì anh sẽ tình nguyện buông tay. Tả Nguyệt lại nói nếu đệ nhất mỹ nhân Tích Vân có ý với Phong Tước thì anh sẽ chọn Tích Vân hay Phong Tịch. Phong Tước liền cương quyết khẳng định anh sẽ chọn Phong Tịch. Lúc này, Tả Nguyệt mới ngửa bài, anh nói anh không hề có ý với Phong Tịch, anh chỉ muốn thăm dò Phong Tước thôi. Phong Tịch trốn bên trong đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Trên phố, Phong Tịch rủ Phong Tước đi dạo. Phong Tước muốn làm giá mà giả bộ từ chối, nhưng cuối cùng vẫn là đi dạo cùng Phong Tịch. Thấy Lương Thành đã náo nhiệt hơn lúc hai người mới đến, cô càng thêm ngưỡng mộ anh. Bỗng nhiên trời đổ một trận mưa xuân. Phong Tước chỉ mua được một chiếc ô, để hai người đều không bị ướt. Phong Tước cõng Phong Tịch sau đó cùng nhau che ô. Trời đổ mưa bất chợt nhưng trong lòng hai người đều không khó chịu chút nào, thậm chí còn cảm thấy trời mưa thật tốt. Hôm sau, nhị hoàng tử Ung Châu và Thế tử Thanh Châu kết thân với nhau, cùng hứa sẽ kề vai sát cánh với nhau. Tại Ký Châu, Hoàng thượng đã tỉnh lại. Hoàng Triều đưa cho phụ vương bằng chứng chứng minh quan đại thần trong triều liên kết với nhau hạ độc Hoàng thượng. Đã thế họ còn giở trò ly gián tình cha con của hai người. Hoàng thượng biết mình trách nhầm con trai thì không trách phạt anh vì dám tự ý xử tội các quan đại thần nữa, còn cho phép Hoàng Triều ôm mộng thống nhất thiên hạ. Ông lại nói ông sẽ thay anh bịt miệng những người có ý muốn bêu xấu danh dự của anh. Bên này, Vô Duyên biết Bạch Kiến Đức đã đến đế đô, lại biết Phong Tước đã nắm quyền làm chủ Lương Thành, thì lại càng cảm thấy bị đe dọa, hắn phải nhanh chóng trừ khử Phong Tước để tránh hậu họa sau này. Hoàng Vũ công chúa sau khi bị Vô Duyên từ chối thì đã gia nhập quân doanh. Cô biết Vô Duyên và đại ca của mình muốn tranh đoạt thiên hạ nên cũng muốn giúp đỡ hai người một tay. Thấy cô em gái của mình thật lòng si mê Vô Duyên thì Hoàng Triều đau đầu không thôi. Tại Lương Thành, mặc cho Phong Tước đã dán thông báo tuyển người đi xây đê điều với những yêu cầu vô cùng hậu hĩnh. Nào là chỉ làm việc 4 giờ một ngày, được nhận tiền, còn được bao cơm. Nhưng vẫn không có bao nhiêu người tình nguyện đi. Phong Tước biết lý do bá tánh không muốn tham gia là vì bá tánh ở đây sớm đã mất lòng tin với quan lại rồi. Họ nghĩ thông báo chỉ là một trò lừa gạt.
Còn Phong Tước lý do nữa là Lương Thành vốn thiếu lương thực trầm trọng, nên cho dù có kiếm được tiền hay không đối với họ không quan trọng, nên việc đầu tiên phải làm là phải cứu trợ lương thực trước. Phong Tước nói vậy thì đổi tiền thưởng thành lương thực xem sao. Phong Tịch đến hỏi anh có việc gì mà phiền lòng. Biết chuyện, Phong Tịch nói nếu muốn lấy lại lòng dân thì phải bù đắp cho họ. Cô bảo anh hãy chôn bạc xuống dưới kênh mương, sau đó phát tán tin tức số tiền Du Minh tham ô mấy năm nay đều được giấu dưới đó. Khi đó bá tánh sẽ chủ động tham gia đi xây đê điều. Tin tức có người đào được bạc dưới kênh mương đã lan truyền rộng rãi, đúng như dự đoán người dân đổ xô nhau đi đến công trường. Tại Ung Châu, Hoàng thượng đã điều tra được Như Ngọc Hiên có liên hệ với rất nhiều quan lại trong triều. Ông lại càng thêm lo lắng nếu Thủy Tạ Ẩn Tuyền giáp tâm cướp nước thì thật sự là mối nguy lớn. Hoàng thượng nghi ngờ Hắc Phong Tước là hậu duệ của Hoàng thất Ung Châu. Ông muốn điều tra rõ Hắc Phong Tước là ai. Sau đó, lại nhận được tin báo thắng lợi từ Lương Thành. Hôm sau, trên triều Hoàng thượng lên tiếng khen ngợi, còn thưởng cho nhị điện hạ. Các quan đại thần thay nhau tiến cử tiết độ sứ mới cho Lương Thành để nhị điện hạ có thể sớm ngày về kinh. Hoàng thượng lại nói cứ để Phong Tước ở lại đó tu sửa đê điều. Phong Cử liền cho thuộc hạ đi tuyên truyền công lao của Phong Tước ra khắp Ung Châu. Lúc đó, Hoàng thượng sẽ lo sợ vị trí của mình bị lung lay mà tìm cách áp chế Phong Tước. Hắn sẽ không cần ra tay. Ở Lương Thành, việc xây dựng đê điều được diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhìn thấy quan dân đoàn kết trước mặt, Phong Tước và Phong Tịch đều lộ ra bộ mặt hài lòng. Cô nói nếu như các minh chủ đều nghĩ cho bá tánh như anh thì làm gì có chuyện xảy ra chiến tranh cơ chứ. Khi mọi người đang hợp lực kéo một tảng đá lên cao, vì sức người không đủ nên tảng đá sắp sửa rơi xuống, Phong Tước và Phong Tịch liền không màng thân phận mà lập tức vào giúp đỡ. Người dân lại càng thêm tín nhiệm nhị điện hạ. Bên này, Nhậm Đô Đốc nói với Phượng Thê Ngô ông phát hiện Như Ngọc Hiên có biến. Tất cả người ở Như Ngọc Hiên chỉ sau một đêm đều biến mất không dấu vết. Ông lo lắng có người đang cố ý điều tra thân phận của Hắc Phong Tước. Ở Lương Thành, đê điều chỉ cần một tháng nữa sẽ hoàn thành, lương thực cũng đã được vận chuyển đến. Sau khi sáp nhập với binh lính ở Lương Thành, thì đội quân mặc vũ kỵ của Phong Tước đã lên đến con số 5.000 người. Nhưng vẫn còn thiếu. Phong Tước biết ở bên ngoài thành có rất nhiều thổ phỉ lộng hành, anh lệnh cho các tướng quân đi chiêu mộ thổ phỉ gia nhập mặc vũ kỵ. Khi biết Phong Tịch đã vào trấn chữa bệnh cho bá tánh, anh một mặt vui vẻ đi tìm cô. Trong thôn, Phong Tịch đang chữa bệnh cho bá tánh, nhưng cô có kê đơn thuốc cho họ cũng vô dụng, vì trong thành không có một tiệm thuốc nào cả thì làm sao đi bốc thuốc. Phong Tước đi đến, anh nói chỉ cần có đơn thuốc thì có thể đến phủ của anh lấy thuốc. Phong Tước và Phong Tịch cùng nhau khám bệnh cho bá tánh ở Lương Thành. Hai người còn trẻ con mà thi xem ai chữa bệnh được cho nhiều người hơn. Tối đến, hai người về phủ nghỉ ngơi. Anh khen tài khám bệnh của cô đã có thể đi cứu nhân độ thế được rồi. Cô vui vẻ mà cười tít mắt. Anh lại nói hôm nay cô khám được cho nhiều người hơn nên cô là người thắng. Nghe vậy Phong Tịch bảo Phong Tước xoa bóp cho mình xem như là hình phạt đi. Phong Tước cầu còn chẳng được, anh liền đứng dậy bóp vai cho Phong Tịch. Có lẽ quá thoải mái nên Phong Tịch ngủ gật lúc nào không hay. Bỗng nhiên, Trung Ly chạy vào báo cho Phong Tước biết chi nhánh Như Ngọc Hiên ở Ung Kinh đã có biến rồi. Phong Tước liền quyết định sáng mai sẽ về Ung Kinh. Phong Tịch đã tỉnh lại và nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Anh biết cô đã tỉnh nhưng không đánh thức cô mà lại nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi bế cô lên. Bế cô đi được một đoạn, anh nghe cô nói cô sẽ đi về Ung Kinh với anh. Anh lại vòng tay ôm chặt lấy cô, rồi đồng ý dẫn cô về cùng mình. Hôm sau, ở trong rừng thiên nữ Thuần Niên bị tập kích. Nhưng may thay Thuần Niên đã biết trước sẽ bị tập kích nên đã trốn khỏi xe ngựa từ trước rồi. Trong một quán nước, Thuần Niên nghe người dân hết lời khen ngợi thiên nữ Đại Đông là mình thì cả mặt đều lộ ra vẻ đắc ý. Cô ta đã điều tra được kẻ cho người tập kích mình chính là thế tử của U Châu cũng chính là ca ca của cô. Đúng lúc có một chàng trai dẫn theo mẹ già đến xin Thuần Niên giúp đỡ, cô không ngại phiền mà cho bọn họ bánh và một ít tiền. Sau đó cô còn cho bọn họ đi nhờ xe. Bên này, Hoàng Triều Thế Tử và Vô Duyên đã gần đến U Châu hiện đang nghỉ chân ở nhà trọ. Vô Duyên nói hắn đã điều tra được Phong Tước đã liên minh với Tả Nguyệt của Thanh Châu rồi. Đó cũng là lý do Hoàng Triều đến U Châu cầu hôn Thuần Niên công chúa. Khi đó Ký Châu và U Châu sẽ trở thành người một nhà, thì việc đối phó với Ung Châu và Thanh Châu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì thế Hoàng Triều nhất định phải có được công chúa Thuần Niên. Vô Duyên hỏi Hoàng Triều, giữa Tích Vân và Thuần Niên hắn sẽ chọn ai? Kẻ ngốc mới phải lựa chọn, còn hắn đương nhiên sẽ lấy cả hai. Hắn sẽ lấy Thuần Niên để củng cố binh quyền và thế lực của mình. Rồi khi mà hắn đã nắm được thiên hạ trong tay, thì đương nhiên hắn sẽ có được Tích Vân công chúa. Hắn tin tưởng Vô Duyên sẽ giúp mình chiếm đoạt thiên hạ và bảo vệ bá tánh khỏi chiến tranh. Nhưng hắn nào có biết người có dã tâm muốn gây ra chiến tranh và khiến tất cả mọi người bỏ mạng nhất chính là Vô Duyên. Bên này, ở chỗ nghỉ chân, Thuần Niên công chúa và thuộc hạ bị chúng thuốc mê do hai mẹ con mà cô ta đã cứu giúp hạ độc. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Thật ra hai mẹ con đó là người của Thế tử U Châu phái đi để giết Thuần Niên. Khi bọn họ đang định giết Thuần Niên thì may là cô vẫn còn tỉnh táo mà dùng bình hoa quăng vào bọn họ. Rồi nhanh chân chạy thoát. Trong cái rủi có cái may, cô và Hoàng Triều đang ở cùng một nhà trọ. Lại có duyên hơn nữa khi cô ta lao vào đúng phòng của Hoàng Triều để cầu cứu. Hai mẹ con không biết người trước mặt mình là Thế tử của Ký Châu nên bạo gan mà muốn ra tay trước mặt anh.
Hoàng Triều vung tay một cái, hai mẹ con lăn ra xỉu. Thuần Niên đã bị chúng thuốc mê cũng ngất đi, hai mẹ con đó cũng đã bị bắt đi và kết tội chém đầu. Sau đó, Thuần Niên tỉnh lại, cô ấy không hề hoảng loạn mà còn bình tĩnh trang điểm. Cô muốn đi nhờ xe của Hoàng Triều để về U Châu. Tại Thanh Châu, Tả Nguyệt bẩm báo với phụ vương rằng mình đã giải quyết ổn thỏa chuyện đê điều ở Lương Thành. Anh còn nói vì có sư muội Tích Vân đảm bảo nên anh đã liên minh với nhị điện hạ Ung Châu. Phong Tịch vừa về Ung Châu thì đã chạy đi gặp Thê Ngô. Bên này, Hoàng đế Thanh Châu biết con gái Tích Vân của mình ở bên ngoài giang hồ còn được Hắc Phong Tước bảo vệ, ông cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ cần Phong Tước đối xử tốt với Phong Tịch thì Thanh Châu sẽ luôn đứng sau giúp đỡ anh. Ở phủ, Phong Tước nghe Nhậm Đô Đốc nói lại tình hình ở Như Ngọc Hiên. Từ lúc Như Ngọc Hiên xảy ra chuyện đến giờ bọn họ vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Chỉ có Như Ngọc Hiên ở Ung Kinh là xảy ra chuyện, còn những chi nhánh khác vẫn an toàn. Lại nói Phong Cử đã biết thân phận thật sự của anh. Nhậm Đô Đốc nghi ngờ là mưu kế của Phong Cử. Phong Tước lại không đồng ý vì Phong Cử không có đủ năng lực nuốt chửng Như Ngọc Hiên của anh. Anh nói người đứng sau chắc chắn là muốn giao dịch với anh, muốn anh làm việc cho họ. Và người có khả năng làm ra chuyện này chỉ có thể là Hoàng đế Ung Kinh mà thôi. Trong cung, Hoàng thượng vẫn đang điều tra Thủy Tạ Ẩn Tuyền nhưng vẫn không thể tra được người đứng đầu là ai. Ông ta mang dã tâm nếu không thể lôi kéo Thủy Tạ Ẩn Tuyền phục vụ cho mình thì sẽ tiêu diệt sạch tổ chức này. Ngoài phố, Phong Tước dán thông báo tìm người mất tích, chỉ cần là người đến xem thông báo thì đều được nhận bạc. Cuối cùng thì người mà anh đợi đã đến. Quan binh triều đình đã mang bảng thông báo của Phong Tước đi. Phong Tịch liền theo dõi bọn họ. Cô phát hiện bọn họ đang vận chuyển người của Như Ngọc Hiên vào một ngôi nhà trong rừng. Trong phủ, Nhậm Đô Đốc hỏi Phong Tước thật sự muốn tiết lộ thân phận của mình cho Hoàng thượng biết sao. Anh nói thay vì để bị phát hiện thì anh tự mình nói ra sẽ tốt hơn. Đúng lúc Phong Tịch đi vào, cô nói đã tìm ra nơi nhốt đám người của Như Ngọc Hiên, cũng khẳng định người đứng sau ra tay với Như Ngọc Hiên chính là Hoàng thượng. Bên này, Phong Cử nhận lệnh bằng mọi cách phải ép Hắc Phong Tước ra mặt, nếu không 3 ngày sau sẽ chém hết người của Như Ngọc Hiên. Bên kia, Bạch Kiến Đức đưa một bức thư không chữ mà ông điều tra được cho Phong Tước. Ông nói nhất định là có người truyền mật ngữ, nhưng không biết người đó là ai. Sau khi Bạch Kiến Đức biết nếu Phong Tước không ra mặt thì trong vòng 3 ngày Như Ngọc Hiên sẽ bị giết hết, ông quyết định bí mật cùng các đồ đệ Thiên Sương Môn đi cứu người của Như Ngọc Hiên. Hôm sau, Phong Cử bị Trung Ly bắt đi gặp mặt Phong Tước. Phong Cử thấy Phong Tước nhàn nhã ngồi uống trà trong khi Như Ngọc Hiên sắp bị trảm, hắn liền cảm thấy nghi ngờ. Phong Tước lại thành thơi mà nói anh cũng đang cho Hoàng thượng thời hạn 3 ngày để lựa chọn nên biết thân phận của Hắc Phong Tước hay lựa chọn bảo vệ tính mạng của Tam Điện Hạ Ung Châu. Phong Tước không sợ hãi trước lời đe dọa của Phong Cử. Anh muốn lấy Phong Cử làm con tin, để xem phụ vương sẽ chọn Hắc Phong Tước hay con trai của mình. Đương nhiên Phong Tước sẽ không để bẩn tay mà giết Phong Cử, anh chỉ muốn biết phụ vương có thể tàn nhẫn đến mức nào thôi. Bên này, đồ đệ Thiên Sương Môn đã đột nhập vào căn nhà trong rừng để cứu người của Như Ngọc Hiên. Bên kia, Phong Cử ngửa bài. Hắn nói hắn biết mình không đủ năng lực đối phó Phong Tước nên hắn mới muốn dựa vào sức mạnh của phụ vương. Còn hắn sẽ đứng ở bên ngoài nhìn hai cha con anh đánh nhau, mình thì làm ngư ông đắc lợi. Phong Tước biết mưu kế của hắn nên anh mới muốn lôi hắn vào cuộc. Phong Cử lại nói cho anh biết Thiên Sương Môn đã lén lút cướp ngục. Nhưng chuyện này Phong Tước không hề hay biết. Trong rừng, quả nhiên Thiên Sương Môn không thoát khỏi cấm quân của triều đình Ung Châu. Phong Cử thấy anh không hề biết kế hoạch của Thiên Sương Môn thì đắc ý, vì hắn nghĩ lần này Phong Tước thật sự đã thua rồi. Vì cứu Thiên Sương Môn anh chấp nhận hy sinh thân mình. Trong cung, Hoàng thượng nhận được tấu chương của nhị điện hạ, trong đó thừa nhận anh chính là Hắc Phong Tước. Hoàng thượng nóng giận đến máu sông lên não. Phong Tước đã quỳ ở trước cửa phủ của Hoàng thượng rất lâu, cuối cùng ông cũng ra gặp mặt anh. Phong Tước vì quỳ quá lâu nên phải rất khó khăn mới đứng lên để bước đến trước mặt Hoàng thượng. Nhưng anh bước một bước thì sẽ bị cấm quân đánh một trượng. Hoàng thượng còn ra lệnh cho cấm quân đánh hết sức mình. Cả quá trình vô cùng đau đớn, đánh đến mức Phong Tước thổ huyết, đến cả gậy cũng phải gãy. Tình phụ tử đúng là cảm lạnh thật sự. Phong Tước đau đớn mà bò từng chút một đến trước mặt phụ vương. Sau bao đau đớn anh cũng đã được vào cầu kiến. Ông ta đang giận dỗi vì điều gì? Vì anh giấu giếm ông hay vì Hắc Phong Tước tài giỏi hơn người làm ông ta cảm thấy hổ thẹn? Hay đơn giản vì ông ta sợ anh chiếm lấy vương quyền của mình? Ông hỏi anh thành lập Thủy Tạ Ẩn Tuyền với mục đích gì? Anh nói anh thành lập ra tổ chức này chỉ là để bảo vệ thật nhiều người thấp cổ bé họng, đảm bảo cuộc sống cho muôn dân. Đương nhiên với lý do này ông ta sẽ không tin lời anh nói rồi. Anh đành dâng cả Thủy Tạ Ẩn Tuyền, dâng xương máu 10 năm cố gắng của anh cho ông ta. Chỉ mong ông ta tha cho Thiên Sương Môn và người của Như Ngọc Hiên. Nhưng ông ta không cần Thủy Tạ Ẩn Tuyền, ông cần Hắc Phong Tước. Nay Hắc Phong Tước không thể phục vụ cho ông thì ông sẽ tiêu diệt hắn. Ông bắt Phong Tước uống rượu đoạn thương. Khi uống rượu này anh sẽ mất hết tất cả nội lực. Tại sao một người cha có thể tàn nhẫn với chính đứa con của mình như vậy? Quá máu lạnh, quá vô tình. Kể từ lúc anh uống ly rượu đó, tình cảm cha con của bọn họ không còn ý nghĩa gì nữa. Anh đau đớn hỏi ông ta có còn hình phạt nào cho anh nữa không? Ông ta lúc này mới hài lòng, ban thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ. Nói nhị điện hạ thay ông thành lập Thủy Tạ Ẩn Tuyền là có công lớn nên ông ta lại thăng chức cho anh thành Vĩnh Bình Hầu. Còn lệnh cho anh đến U Châu cưới Thuần Niên công chúa.
ngày anh thành thân sẽ là ngày mọi người được thả ra. Trong phủ, Phong Tịch như người mất hồn ngồi ở bên giường của Phong Tước, ngồi liền 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi. Phong Tước cũng hôn mê 3 ngày 3 đêm. Cô sợ nhất là khi anh cứ nằm yên như này, không cười, không mắng, không chọc tức cô. Con người anh không hề hoàn hảo, nhưng cô lại thích anh. Nếu hôm nay Phong Tước tỉnh lại, thì anh có yêu cầu cô bất cứ chuyện gì, dù có lên núi đao xuống biển lửa cô cũng sẽ làm. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, Phong Tịch nức nở mà lao đến ôm chặt lấy Phong Tước. Phong Tước luôn là người lạc quan, anh nói mất hết nội lực cũng là một sự giải thoát. Phong Tịch không quan tâm anh có còn nội lực hay không, dù sao trên giang hồ Hắc Phong Tước vẫn là một cao thủ tài trí hơn người. Tưởng rằng Phong Tước đã giao cả thủy tạ ẩn tuyền cho Hoàng thượng, nhưng anh đâu dễ mang xương máu 10 năm của mình đi cho không như vậy. Thật ra anh chỉ đưa một số nhỏ thôi, chứ quân chủ lực của thủy tạ ẩn tuyền vẫn còn nằm trong tay anh. Phong Tịch biết anh phải đến U Châu tham gia kén rể, nhưng cô hiểu anh làm vậy là để cứu Thiên Sương Môn. Vì thế cô sẽ kề vai sát cánh cùng anh đến U Châu. Tại U Châu, bên này, Hoàng Triều, Vô Duyên và Thuần Niên đã đến nơi. Thì ra Hoàng Triều đã biết cô gái mình giúp đỡ là Thuần Niên công chúa. Hắn cố ý giả vờ không biết để tạo ấn tượng tốt và lấy lòng cô. Bên kia, Vô Duyên biết thủy tạ ẩn tuyền đã rơi vào tay Hoàng đế Ung Kinh. Hắc Phong Tước thì mất hết nội công, hắn vẫn tỏ ra chưa hài lòng. Vì điều hắn muốn là hai cha con bọn họ tàn sát lẫn nhau cơ. Biết được lần này Phong Tước đến U Châu cầu hôn, Vô Duyên quyết định phải giết anh. Lúc đó U Châu và Ung Châu ắt sẽ có chiến tranh. Trong triều, Hoàng đế U Châu tức giận vì con gái cưng Thuần Niên của ông đã mất tích. Lúc này, Đại Lan Thế Tử đề xuất hãy để cho Thuần Ninh cũng là muội muội của hắn thay thế Thuần Niên. Đúng lúc này, công chúa Thuần Niên đã trở về bình an vô sự. Trong nhà lao ở Ung Kinh, Thiên Sương Môn vẫn đang bị giam giữ. Bạch Kiến Đức lại mang miếng ngọc bội ra quan sát. Bỗng nhiên một ông lão đi lại nói, ngọc bội đó chính là do ông điêu khắc. Ông ta nói ông là đệ nhất thợ điêu khắc của Đại Đông, được Hoàng đế Ung Kinh mời đến để điêu khắc tượng Phật, nào ngờ khắc xong rồi lại bị tống vào nhà lao. Lại nói miếng ngọc bội này là của Ngọc Gia ở Đế Kinh, do chính tay ông ta làm ra nên ông ta biết rất rõ. Trong nhà lao, ông lão điêu khắc nói chủ của miếng ngọc bội là người của Ngọc Gia. Nhưng nhiều năm về trước Ngọc Gia đã không còn ai sống sót nữa rồi. Bên này, Bách Lý Thị muốn Phong Cử nắm bắt cơ hội khi Phong Tước đến U Châu nhanh chóng chiếm vị trí thế tử. Trên đường đi Phong Tịch phát hiện có người theo dõi bọn họ. Phong Tước nói đó là người của Phụ Vương, ông ấy muốn theo dõi anh. Hai người đã đến U Châu. Phong Tước điều tra được danh sách những người đến U Châu kén rể và quy tắc để tham gia kén rể. Anh nói, thật ra Phụ Vương không hề muốn anh cầu hôn thành công công chúa U Châu. Vì lúc đó anh sẽ có sự hỗ trợ của U Châu để lật ngược tình thế, phản lại ông ta. Ông chỉ muốn thử anh để xem anh có còn giá trị lợi dụng hay không. Chỉ khi anh thể hiện được khả năng và lòng trung thành của mình với Phụ Vương thì ông ta mới thả Thiên Sương Môn ra. Phong Tịch nói vòng đầu tiên là đấu võ, hiện Phong Tước đã mất hết võ công nên không thể vượt qua được. Vì thế anh nói mình sẽ vào cung gặp Thuần Niên công chúa để tạo quan hệ tốt với cô ta, khi đó họ sẽ có thể luồng lách khỏi những quy tắc của cuộc thi. Thuần Niên rất thông minh và luôn đa nghi, nếu Phong Tước đi gặp cô ấy thì có thể cô ấy sẽ càng thêm cảnh giác. Người thích hợp để đi lấy lòng Thuần Niên nhất là Phong Tịch, vì cô sẽ không đe dọa đến kế hoạch đoạt vương quyền của cô ta. Phong Tịch đồng ý đi gặp Thuần Niên công chúa thay cho Phong Tước. Trong cung, Thuần Niên đi dạo thì đúng lúc Phong Tịch và Phong Tước xuất hiện trước mặt cô ta. Vừa gặp mặt hai người đã hết lời khen ngợi sắc đẹp của Thuần Niên. Vừa nhìn Thuần Niên liền biết hai người trước mặt là Hắc Phong Bạch Tịch. Phong Tịch nói cô và Phong Tước khi đến U Châu thì không tìm được nhà trọ. Thuần Niên đồng ý cho hai người ở lại trong cung của mình. Sau đó, Phong Tước đưa cho Thuần Niên một món quà, đó là lời khai của hai mẹ con đã hãm hại cô. Cô ta hỏi anh có mục đích gì? Hai người nói mình chỉ muốn kết giao với cô ta, giúp đỡ cô ta giành lấy U Châu. Thuần Niên chưa hết nghi ngờ không trả lời ngay mà quay lưng đi. Trong cung, Thuần Niên nói với Phụ Vương là cô ta đã nhận được một lá thư trong đó có lời khai của hai mẹ con đã ám sát cô. Trong thư nói kẻ chủ mưu sai họ đi ám sát cô chính là Thế tử Đại Lan. Cô ta biết rõ ai là người hại mình, nhưng lại nói với Phụ Vương là có kẻ ly gián cô và đại ca, vì đại ca sẽ không bao giờ ra tay với muội muội của mình. Thành công xây dựng hình ảnh Thuần Niên nhỏ bé, ngu ngốc, đáng thương và không hề có mưu mô quỷ kế gì. Bên này, Phong Tước hỏi Phong Tịch làm cách nào để tiếp cận làm thân với Thuần Niên. Phong Tịch nói trước tiên phải ra tay từ phía nha hoàn bên cạnh Thuần Niên đã. Bên kia, Hoàng Triều biết kẻ thù lớn nhất của mình là Hắc Phong Tước, hắn phải sớm ngày tiêu diệt anh. Hôm sau, Thuần Niên đang chơi đánh cờ với Phong Tước. Cung nữ đi vào tố cáo Phong Tịch với Thuần Niên. Cung nữ nói Phong Tịch mấy ngày nay không khác gì con sâu lười, hết ăn rồi lại ngủ. Chẳng những vậy mà còn luôn miệng chọc ghẹo đám cung nữ bọn họ nữa. Phong Tước nghe thì vui vẻ nói tính cách của Phong Tịch là vậy đấy, vô lo vô nghĩ. Lúc này, Phong Tịch đang được một đám cung nữ vây quanh. Bọn họ muốn cô dạy cho họ cách trang điểm. Mới có vài ngày mà cô đã lấy lòng tất cả các cung nữ của cung Lạc Hoa rồi. Tiếp đến, Phong Tịch đến chơi cờ với Phong Tước và Thuần Niên. Ỷ mình hiểu Phong Tước, cô chỉ cho Thuần Niên dùng vài nước cờ đã đánh bại Phong Tước. Phong Tịch lại dùng tài ăn nói của mình để dỗ Thuần Niên đến vui vẻ. Sau khi Thuần Niên rời đi,
Phong Tước nói Thuần Niên đã buông bỏ đề phòng với Phong Tịch, đến lúc cô có thể ngửa bài với cô ta rồi. Thuần Niên vào gặp Hoàng thượng, nghe Hắc Phong Bạch Tịch đang làm khách của con gái mình, thì ông ta tức giận vì con gái vàng ngọc của mình lại giao lưu với đám người trong giang hồ. Thuần Niên lại nói hai người này rất tài hoa phong nhã, nếu như họ chịu giúp đỡ cho phụ vương thì việc đoạt được thiên hạ đối với ông lại càng thêm dễ dàng. Hoàng thượng vẫn chưa tin tưởng Hắc Phong Bạch Tịch nổi danh giang hồ sẽ làm ra việc tốt. Ông lại nói người xứng với Thuần Niên chỉ có hai người, là Lan Tức Nhị điện hạ của Ung Châu và Hoàng Triều Thế Tử. Thuần Niên nói nếu cô lấy Hắc Phong Tước thì cô ta có thể ở lại U Châu. Nhưng Hoàng thượng một mực phản đối. Tại cung Lạc Hoa, Phong Tịch đang vẽ Phong Tước cho Thuần Niên xem. Thấy hai người thân thiết với nhau, Thuần Niên muốn nhờ Phong Tịch giúp mình khiến Phong Tước đồng ý làm phò mã. Để củng cố lòng tin của Phong Tịch, Thuần Niên nói với cô là cô ta không muốn rời xa U Châu, cô ta muốn làm vương nữ của U Châu. Sau đó, Phong Tịch đi nói cho Phong Tước nghe chuyện Thuần Niên muốn kén anh làm phò mã. Anh cười nói, cô ta làm gì có tình cảm với anh. Phong Tước có thế lực mạnh mẽ trong giang hồ, nhưng lại không có chỗ dựa trong triều đình. So ra anh chỉ là một thường dân, vì thế sẽ không có uy hiếp gì tới cô ta. Thật ra Thuần Niên biết Phong Tước thích Phong Tịch, nhưng anh vẫn đến U Châu để gặp cô ta. Thuần Niên nói một người vừa có dã tâm vừa có điểm yếu như Phong Tước là người mà cô ta dễ khống chế nhất. Vì thế cô ta mới chọn Phong Tước làm phò mã. Tại Ung Kinh, Hoàng thượng nhận được tin tình báo của Như Ngọc Hiên đưa lên. Ông cảm thán tin tức của Thủy Tạ Ẩn Tuyền thật sự chất lượng hơn tin tức của triều đình rất nhiều, vì tin tức đưa về từ khắp nơi đều vô cùng đầy đủ và chi tiết. Hoàng thượng muốn xem lần này đến U Châu, Phong Tước sẽ có kế hoạch gì. Không ai hiểu con bằng cha, ông ta biết Phong Tước không phải là đèn đã cạn dầu. Hoàng thượng không tin Phong Tước khi mất Thủy Tạ Ẩn Tuyền sẽ mất hết tất cả. Lần này ông ta thả cho Phong Tước đến U Châu là để xem anh làm cách nào để lấy lại lòng tin với ông. Tại U Châu, Vô Duyên nói với Hoàng Triều, Thế tử Đại Lan đã bị phụ vương giam lại. Có lẽ nay mai vị trí thế tử này sẽ có thay đổi. Lại nói Thuần Niên vừa về U Châu đã dễ dàng lật đổ vị thái tử này như vậy, đúng là tài hoa hơn người. Hoàng Triều lại càng thêm khao khát phải có bằng được cô công chúa này. Tại cung Lạc Hoa, Phong Tịch nghe theo lời của Thuần Niên mà trang điểm ăn mặc lộng lẫy. Sau đó cô nàng liền ba chân bốn cẳng chạy đi, ra đến cửa lại bắt gặp Phong Tước. Thấy Phong Tịch ăn diện xinh đẹp, anh cũng không thèm khen nửa lời. Bên này, Vô Duyên biết tin Phong Tước đã ra khỏi hoàng cung, liền phái người ra tay giết anh. Đừng nghĩ Phong Tước mất hết nội lực mà khinh thường, võ công của anh cũng không phải hạng vừa. Anh nhẹ nhàng hạ hết đám sát thủ. Mất hết nội lực thì đã sao, Phong Tước sớm đã học được thuật tàn sát trên giang hồ. Bỗng nhiên Vô Duyên xuất hiện dùng La Nhân Bích Nguyệt tấn công Phong Tước, may là Phong Tịch xuất hiện kịp thời bảo vệ anh. Thấy không ổn, Vô Duyên bỏ chạy. Một lát sau người của U Kinh tìm đến, Phong Tước và Phong Tịch cũng nhanh chân chạy thoát. Về phủ, Phong Tịch đang chữa trị cho Phong Tước. Phong Tước nói người đánh nhau với Phong Tịch có thể biết công phu La Nhân Bích Nguyệt, nhưng hắn ta lại không biết sử dụng đúng cách, giống như không phải tự mình luyện được mà là do đánh cắp mà có. Phong Tịch đoán có thể là kẻ đã hạ độc Phượng Thê Ngô. Liên kết tất cả các dữ liệu, Phong Tước đoán người đứng sau đoạn hồn môn là cùng Cự Hư. Bọn chúng muốn tàn sát thiên hạ, lật đổ sự thống trị của Đại Đông. Phong Tịch đưa cho Phong Tước xem đề thi của cuộc thi kén rể ngày mai. Hai người giao dịch, Phong Tịch giúp anh vượt qua kỳ thi kén rể, anh sẽ đích thân xuống bếp hai ngày. Hôm sau, cuộc thi kén rể đã được tổ chức. Đứng từ xa, Thuần Niên lúc này mới biết người cứu mình lúc ở nhà trọ chính là Hoàng Triều Thế Tử. Sau đó, nhị điện hạ của Ung Kinh cũng đến. Thuần Niên lại thêm một trận bất ngờ, cô không dám tin rằng nhị điện hạ Ung Châu chính là Phong Tước. Tại nơi diễn ra cuộc thi kén rể, trên đài Thái Liên, Phong Tịch đang giả làm Thuần Niên công chúa, đứng sau màn che đánh đàn. Tiếng đàn du dương làm tất cả đều mê đắm. Trong cung, Thuần Niên gấp gáp đến gặp phụ vương. Cô ta nói Phong Tước chính là nhị điện hạ của Ung Châu, nên cô ta không muốn chọn anh làm phò mã nữa. Hoàng thượng đoán mục đích của Phong Tước lần này là muốn chiếm được U Châu của ông. Vì thế Thuần Niên muốn phụ vương trong cuộc thi ngày mai hãy sử dụng ván cờ Tàn Thiên Ma để làm khó Phong Tước, không cho anh thành công trở thành phò mã. Bên này, Phong Tịch cũng đã đàn xong, Phong Tước liền lên tiếng khen ngợi. Sau đó, Phong Tịch ra để thi. Đầu tiên là thi võ, các công tử phải nhảy vọt đến đài Thái Liên, họ được phép dẫm lên hoa lên lá, nhưng không được sử dụng ngoại lực. Ai rơi xuống nước thì mất tư cách tham gia. Vô Duyên tự hỏi Phong Tước đã mất hết nội lực sẽ vượt qua ải này như thế nào. Bên này, Hoàng thượng nói ván cờ Tàn Thiên Ma này đến Thái Âm lão sư cũng không giải được. Thuần Niên lại nói nếu Phong Tước giải được thì cô ta sẽ đồng ý cho Phong Tước làm phò mã. Quay trở lại nơi diễn ra cuộc thi kén rể, Minh thiếu chủ là người lên trận trước. Khi đáp xuống đài Thái Liên, hắn đứng không vững xém nữa đã té ngã, nhưng Phong Tịch lại nhanh tay giúp hắn. Vô Duyên bất ngờ vì Thuần Niên công chúa lại có võ công lợi hại như vậy. Minh thiếu chủ không qua được cửa ải. Tiếp đến là Lan Tức Nhị điện hạ Ung Châu ra trận, anh được Phong Tịch tương trợ liền thuận lợi vượt qua cửa ải. Lúc này Vô Duyên và Hoàng Triều cũng đã biết người ở trong màn che là Phong Tịch. Hoàng Triều nhẹ nhàng bay đến đài Thái Liên, hắn hỏi cô không sợ bị lộ sao? Cô nói ai có cửa làm được điều đó. Hắn lại hỏi nếu hắn có được thiên hạ cô có đồng ý lấy hắn không? Phong Tịch lập tức nói không.
tên hoàng triều này tham nó vừa phải thôi chứ, muốn lấy Thuần Niên, muốn có Tích Vân, giờ lại đòi cưới Phong Tịch nữa. Trong cung, hoàng thượng thấy Phong Tước và hoàng triều đều đã qua cửa ải đầu tiên thì vô cùng hài lòng. Ông tưởng con gái mình thích Phong Tước thì khuyên cô nên lấy hoàng triều đi, vì hoàng triều đã hứa nếu lấy được Thuần Niên thì sẽ giúp U Châu đánh Thanh Châu. Thuần Niên tuân lệnh. Tối đến, hoàng triều lại đến hỏi Phong Tịch có muốn gả cho hắn không. Phong Tịch hỏi hắn có thể chấp nhận chỉ có một thê tử không. Đương nhiên là không rồi, nếu thật sự chỉ muốn lấy một mình cô thì hắn đến U Châu này làm gì. Hoàng triều nói trong lòng hắn chỉ có một mình Phong Tịch thôi. Lời nói của nam nhân đúng là không có lời nào tin được. Phong Tịch nói cô chỉ muốn lấy người cô yêu mà thôi, hắn đừng mơ mộng nữa. Hoàng triều lại lấy vị trí hoàng hậu ra để hấp dẫn cô, nhưng Phong Tịch cóc thèm cái vị trí đó. Nói rồi cô quay mặt bỏ đi. Hôm sau, Vô Duyên đến gặp Phong Tịch. Vô Duyên tự tin lần này phò mã của U Châu chính là hoàng triều. Vô Duyên không dài dòng, hắn nói hắn biết thân phận thật sự của Phong Tịch là Tích Vân công chúa. Phong Tịch không hề tỏ ra bất ngờ. Tại nhà lao Ung Kinh, tin tức được lén lút truyền vào cho Bạch Kiến Đức. Ở U Châu, Phong Tước đoán đề bài ngày mai có thể là ván bài Tàn Thiên Ma. Đây cũng là kế hoạch của anh, nếu anh có thể giải được ván cờ đó biết đâu anh có thể hóa giải đại nạn của thiên hạ này. Phong Tịch tin anh sẽ giải được, hai người hứa sau cuộc thi sẽ đi ngao du khắp nơi cùng nhau. Hôm sau, những công tử vượt qua vòng thi võ đều vào U Kinh để tham gia vòng thi văn. Hoàng thượng hỏi bọn họ thiên hạ này cái gì là quan trọng nhất. Hoàng triều đáp quan trọng nhất là tầm nhìn. U Vương hỏi thiên hạ này quan trọng nhất là gì. Đáp án của Hoàng triều là tầm nhìn. Phong Tước lại đáp vận mệnh là quan trọng nhất. Và vận mệnh của anh chính là giữ thái bình cho muôn đời sau. Tiếp đến bọn họ mới thật sự bước vào kỳ thi văn. Đó là phá giải ván cờ Tàn Thiên Ma. Người phá giải được chính là phò mã của ông. Các công tử đều biết khó mà lui, chỉ còn lại Phong Tước và Hoàng triều cùng thi với nhau. Tại nhà lao Ung Kinh, Bạch Kiến Đức đã có kế hoạch vượt ngục. Phong Cử cũng đã lén lút ra tay, hắn cho thuộc hạ giả làm người của Phong Tước đi cứu Thiên Sương Môn, rồi lại bí mật để cấm quân phát hiện. Lúc đó Thiên Sương Môn chỉ còn đường chết, Phong Tước và Hoàng thượng sẽ trở mặt với nhau. Bên này, trên ván cờ Tàn Thiên Ma tình hình đang vô cùng căng thẳng. Cả hai đều trần trừ chưa ai đi nước cờ đầu tiên. Sau khi suy nghĩ thỏa đáng, Hoàng triều đi nước cờ đầu tiên. Lúc này trong nhà lao ở Ung Kinh, Thiên Sương Môn đã vượt ngục. Bên này, ván cờ Tàn Thiên Ma vẫn đang diễn ra. Bên kia, Thiên Sương Môn trên đường thoát khỏi nhà lao thì bị cấm quân đuổi giết. Trên bàn cờ, lúc này cuộc chiến mới thật sự bắt đầu. Trong cung, Phong Cử biết người của Thiên Sương Môn đã trốn khỏi ngục, hắn liền hạ lệnh cho cấm quân đi vây bắt. Ở một nơi khác, Bạch Kiến Đức vẫn chưa phát hiện mình bị trúng kế của Phong Cử. Cũng may Đại Điện Hạ kịp thời phát hiện, đến cứu Bạch Kiến Đức và đồ đệ Thiên Sương Môn. Lần này Đại Điện Hạ đã cứu nhị đệ một màn thua trong gang tấc. Trở lại bàn cờ Tàn Thiên Ma, Hoàng triều nghĩ mình đang ở thế thượng phong vì Phong Tước cứ mãi phòng thủ mà không chịu tấn công. Tại Ung Kinh, Phong Cử biết mưu kế của mình đã thất bại, hắn liền biết ở Ung Kinh Phong Tước đã có chuẩn bị hết cả rồi. Hắn không có cơ hội ra tay, liền muốn rời khỏi Ung Kinh. Trên bàn cờ, đến lúc Phong Tước tiến công Hoàng triều lại không có cách chống đỡ vì Phong Tước đã phòng thủ ổn thỏa hết cả rồi. Nhưng 30 chưa phải là Tết, Hoàng triều vẫn muốn chơi tiếp. Đúng lúc Phong Tước nghe được tiếng chim cắt đang gọi mình, anh mỉm cười. Sau đó, anh đứng lên nói ván cờ này anh chịu thua rồi bỏ đi. Vậy Hoàng triều chính là phò mã. Thuần Niên không lường trước được bước đi này của Phong Tước. Ở Ung Kinh, Hoàng thượng biết Thiên Sương Môn không vượt ngục vì bọn họ đã quay lại nhà lao rồi. Ông đang đợi tin tức của Phong Tước tại U Châu. Bên này, Phong Tước nói kết quả ngày hôm nay sẽ làm hài lòng phụ vương nên Thiên Sương Môn sẽ được cứu. Lần này, Phong Tước muốn giải bày tình cảm của mình với Phong Tịch. Ở trước mặt cô, anh quỳ một chân xuống nói những lời tâm tình mật ngọt. Anh nói muốn mãi nắm tay Phong Tịch đến cuối đời. Cô đòi anh phải có tín vật định tình, anh đứng lên ôm lấy mặt cô. Hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên, đây chính là tín vật giá trị nhất. Vô Duyên biết kế hoạch của Phong Cử đã thất bại, thì nói con cờ Phong Cử này coi như vứt. Vô Duyên tưởng rằng Phong Tước thua Hoàng triều trong cuộc thi kén rể, không nắm được Ung Châu thì Phong Tước đã không màng đến tranh đoạt thiên hạ nữa rồi. Giờ đây hắn chỉ cần lợi dụng Hoàng triều kết hợp binh lực hai châu U và Ký thì hắn sẽ bắt đầu tranh đoạt thiên hạ. Số quân của Cùng Cùng Cự Hư hiện chỉ có 5.000, hắn cần đến 20.000 quân. Thợ điêu khắc ngọc bội cho Ngọc Gia mà hắn đang tìm kiếm đang ở trong nhà lao Ung Kinh. Sợ rằng Bạch Kiến Đức đã gặp được thợ điêu khắc này, hắn liền quyết định sẽ đến Thiên Sương Môn một chuyến. Tại Ung Kinh, Hoàng thượng biết Hoàng triều đã cầu hôn thành công, nghĩa là con trai mình không được làm phò mã U Châu. Ông ta hài lòng, truyền chỉ thả Thiên Sương Môn. Thê Ngô và Nhậm Đô Đốc nhận được thư của Phong Tước. Trong thư nói Nhậm Đô Đốc hãy từ quan về quê, anh cũng đã vẽ đường cho Thê Ngô để nhà họ Phượng được trọng dụng trong triều đình. Hai người bọn họ nghĩ Phong Tước đã buông bỏ tranh đoạt, quyết định từ bỏ vương quyền để làm một người bình thường. Tại U Châu, Vô Duyên muốn rời đi. Ở Thiên Sương Môn, Hàn Phác đang ngóng trông Phong Tước và Phong Tịch về chơi với mình. Lúc này hai người đã về đến Thiên Sương Môn. Cô thấy Phong Tước từ bỏ tất cả chỉ để cứu Thiên Sương Môn, cô liền xót xa muốn chết. Anh nói đổi những thứ đó mà có được cô thì chính là hời cho anh rồi. Hai người đến gặp Bạch Kiến Đức.
Ông biết chiến tranh sắp xảy ra rồi, ông mong anh sẽ bảo vệ được thật nhiều bá tánh. Ông cũng đồng ý giao đồ đệ cưng của mình cho Phong Tước. Bên này, Nhậm Đô Đốc đã quyết định từ quan về quê theo lời Phong Tước. Trong cung, Bách Lý Thị hỏi ông thật sự đồng ý để cho Phong Tước đi ngao du thiên hạ sao? Hoàng thượng nói anh giờ đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi, giữ lại cũng vô dụng. Ông coi như không có đứa con trai là Phong Tước nữa, Ung Kinh anh đừng mong được về. Ông cũng không để Bách Lý Thị đắc ý khi nghĩ vị trí thái tử chắc chắn nằm trong tay Phong Cử. Vì ông biết trong chuyện Phong Tước bị lộ thân phận, Phong Cử chính là người lén lút đằng sau ra tay. Nếu Phong Cử muốn ngồi lên ghế thế tử thì phải ra chiến trường đánh giặc lập công trở về. Thời hạn là một tháng. Vô Duyên đã đến gặp Bạch Kiến Đức. Ông liền lấy miếng ngọc bội ra cố ý hỏi Vô Duyên có biết đến miếng ngọc bội này hay không. Bạch Kiến Đức hỏi Vô Duyên có biết miếng ngọc bội mà ông đang cầm không. Hắn nói miếng ngọc bội đó là cha hắn cho hắn khi còn nhỏ. Nhưng hắn đã đánh mất trong vụ hỏa hoạn 10 năm trước ở Ngọc Gia rồi. Hắn hỏi tại sao ông lại có miếng ngọc bội này. Ông nói miếng ngọc bội này có liên quan đến cái chết của một hộ lệnh giả và ông cũng là một trong số những hộ lệnh giả trên giang hồ. Vô Duyên nghe vậy thì nói hắn sẽ giúp ông tìm ra kẻ trộm ngọc bội và phóng hỏa ở Ngọc Gia năm đó. Hắn không đòi lại mảnh ngọc bội vì hắn sẽ sớm giết Bạch Kiến Đức để lấy lại nó thôi. Tối đến, sư phụ tìm Phong Tịch. Ông muốn quy ẩn giang hồ để đi điều tra nên muốn giao lại vị trí trưởng môn cho cô. Nhưng ông biết Phong Tịch sẽ không chịu nhận chức vụ này, ông hỏi cô muốn đề cử ai. Phong Tịch liền đề cử Lang Hoa con gái của ông, nếu ông còn sợ Lang Hoa không làm tốt thì hãy cho Cửu Dung làm phó trưởng môn hỗ trợ cho Lang Hoa. Sư phụ đồng ý, còn cô sẽ đi theo Phong Tước, giúp anh bình ổn thiên hạ. Nếu mai này Phong Tước có làm vua thì cô cũng chấp nhận từ bỏ giang hồ rộng lớn ngoài kia để ở lại bên anh. Sư phụ nghe cô nói vậy thì biết cô đã suy nghĩ chu toàn cả rồi. Hôm sau, mọi người đang đợi Bạch Kiến Đức thông sẽ giao lại vị trí trưởng môn cho ai. Bỗng nhiên Lang Hoa cầm kiếm xông vào đòi giết Phong Tịch. Lang Hoa nói Bạch Kiến Đức chết rồi, khi chết tay chân của ông đều rạn nứt, nhất định là do trúng độc. Mà hôm qua người cuối cùng gặp ông chính là Phong Tịch, nên cô chính là người ra tay. Lang Hoa chắc chắn người giết cha mình là Phong Tịch. Lúc này, Phong Tịch lại bị vu khống là muốn giành chức vị trưởng môn mà giết sư phụ của mình. Họ còn nói Hắc Phong Bạch Tịch hợp tác với nhau chiếm đoạt Thiên Sương Môn. Hai người giải thích hết lời nhưng không ai tin cả. Phong Tước muốn dẫn Phong Tịch đi, nhưng đám người ở đó không cho. Trong lúc Phong Tước đang đối phó với đám người, thì Lang Hoa nóng giận mất khôn liền đâm một nhát vào ngực Phong Tịch. Phong Tịch bị thương nhưng vẫn không muốn đả thương đến bất kỳ ai trong Thiên Sương Môn. Phong Tước tức giận bế Phong Tịch rời đi. Vô Duyên đứng xem mọi chuyện trong lòng đầy đắc ý. Ở U Châu, Thuần Niên biết Phong Tước không hề có ý định cưới cô. Cô ta biết Phong Tước cũng có ý định chiếm đoạt thiên hạ. Nhưng cô ta sẽ không để anh làm được điều đó, vì chỉ có phu quân của cô ta mới có quyền nắm thiên hạ trong tay, chỉ có cô ta mới có quyền đội mũ phượng. Trong một ngôi nhà hoang, Phong Tước ôm chặt lấy Phong Tịch trong lòng. Anh nói anh sẽ không để cô chết, nếu Diêm Vương muốn bắt cô đi thì anh sẽ lật tung cả địa phủ lên để cướp cô về. Phong Tước chưa từng tưởng tượng ra một thế giới không có cô thì sẽ thế nào, anh chắc chắn sẽ không sống nổi. Lúc này Phong Tước nhớ đến hoa La Nhân Bích Nguyệt mà Thái Âm lão sư đã cho hai người. Ông từng nói đóa hoa này sẽ cứu được mạng hai người. Phong Tước liền lấy cánh hoa để vào miệng nhai, anh bỗng cảm thấy nội lực của mình được phục hồi. Anh tập trung vận công, sau đó dùng nội lực hòa tan cánh hoa với nước rồi mang cho Phong Tịch uống. Không thể đút thuốc theo cách bình thường, anh ngậm thuốc vào miệng rồi truyền qua cho cô. Sau khi hôn mê 3 ngày, cuối cùng cô đã tỉnh lại. Anh vui mừng nói cho cô biết Hoa La Nhân Bích Nguyệt đã cứu cô và cũng đã khôi phục lại nội lực cho anh. Phong Tịch hỏi anh có phải anh điều tra ra sự thật đằng sau cái chết của sư phụ rồi không? Phong Tước nói trạng thái khi chết của sư phụ cô giống hệt mẹ anh. Sau khi chết ra tay của họ đều trở nên nhăn nheo, có lẽ là chúng cùng một loại độc. Anh nghi ngờ có liên quan đến Huyền Cực lệnh giả. Đột nhiên Hàn Phác chạy vào đòi gặp Phong Tịch. Hàn Phác nói cậu bé đã lén lấy ngân châm kiểm tra, phát hiện trên thi thể của sư phụ không có dấu vết trúng độc. Cậu bé lại nói trên thiên hạ chỉ có độc Khiên Cơ là ngân châm không kiểm tra được. Và loại độc này là loại độc bí truyền do Hoàng thất Đại Đông tạo ra, trên thiên hạ có rất ít người biết. Sau đó, Phong Tịch đến viếng mộ sư phụ trước khi bọn họ xuất phát đến Đế Kinh. Cô nhớ lại lúc xưa mỗi lần cô chạy trốn đi uống rượu đều bị sư phụ bắt gặp, ký ức đó vô cùng vui vẻ, cô sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Phong Tước nói đã tìm ra người biết tin tức về độc Khiên Cơ là Thánh Y, hiện ông ta đang ở Đế Kinh. Ở Thanh Châu, Tả Nguyệt biết Phong Tịch bị trọng thương hiện vẫn chưa tìm được tung tích. Hoàng đế Thanh Châu cũng đang bị bệnh nặng, chỉ có thể trụ được nhiều nhất nửa năm còn ít nhất là một tháng. Tả Nguyệt phải sớm gọi muội muội về gặp cha lần cuối. Hoàng đế biết mình không sống được bao lâu nữa, ông giao Thanh Châu lại cho Tả Nguyệt. Ông biết U Châu sẽ đánh chiếm Thanh Châu nên bắt anh hứa phải bảo vệ chu toàn cho bá tánh. Tại U Châu, Hoàng Triều và Thuần Niên đang ngồi uống rượu cùng U Vương. Không khí vui vẻ đầm ấm nhưng bên trong thật sự là thế nào thì ai mà biết được. Đúng lúc có người chạy vào báo tin Hoàng đế Thanh Châu đã giao việc triều chính lại cho Tả Nguyệt, nghĩa là ông ta không còn sống được bao lâu nữa rồi. Đây chính là thời cơ mà Hoàng Triều luôn chờ đợi. Hoàng đế U Châu và Hoàng Triều quyết định sẽ xuất binh đánh chiếm Thanh Châu. Tại khu chợ bí mật ở Đế Kinh,
Phong Tịch và Phong Tước gặp Thiết Đại Đương gia, cô hỏi làm sao để vào khu chợ bí mật. Ông ta nói khu chợ bí mật này nhận diện khách qua mặt nạ. Nếu trên mặt nạ bạc có đường vân màu đen nghĩa là người này mới lần đầu đến khu chợ này, vì thế các cuộc giao dịch sẽ khó thực hiện, chủ buôn lớn cũng sẽ không quan tâm. Và vị thánh y hai người muốn gặp cũng có một quy tắc là sẽ không gặp người đeo mặt nạ bạc. Phong Tịch nhờ ông ta tìm cho bọn họ ba cái mặt nạ kim tuyến, vì mặt nạ này đại diện cho người uy tín và có rất nhiều tiền. Ở Ung Kinh, Hoàng thượng lo lắng hỏi các ái khanh nên làm gì để đối phó với thế sự U và Ký Châu liên minh đánh chiếm Thanh Châu. Người thì bảo ông ta nên khoanh tay đứng nhìn, người thì bảo ông ta nên liên minh với Thanh Châu. Hoàng thượng biết Tả Nguyệt đã quản lý triều chính Thanh Châu thì quyết định sẽ ra tay giúp Thanh Châu, nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Trong khu chợ bí mật, bọn Phong Tịch đã tìm đến chỗ của thánh y lấy cớ mua huyết thánh chi ngàn năm để thăm dò. Bọn họ phát hiện tên hộ vệ ra tiếp bọn họ là một người có võ công cao cường, sát khí lại rất nặng. Vậy nên người này chỉ có thể là cấm quân của Hoàng thất Đế Kinh. Xem ra lần này hai người đã tìm đến đúng nơi rồi. Sau đó, Phong Tịch phát hiện tên hộ vệ đó đang theo dõi bọn họ. Hôm sau, Trung Ly nghe lệnh đi bắt Hồ Công Công. Hồ Công Công tỉnh lại thấy mình đang bị trói thì sợ hãi. Phong Tước hỏi nên gọi hắn là Hồ Công Công hay Thánh Y. Hắn cố ý giả ngốc, tỏ ra không hiểu anh đang nói gì. Phong Tịch rút kiếm ra, hắn liền sợ tè ra quần. Gật đầu mà thừa nhận mình chính là Thánh Y. Hắn tưởng Phong Tước đến mua độc khiên cơ thì thở phào nhẹ nhõm, nói hai người muốn mua bao nhiêu hắn cũng bán. Nhưng cái bọn họ muốn biết là những người đã mua độc khiên cơ. Hắn ngay lập tức nói không có ai cả, rất nhiều năm trước hắn mới chỉ bán cho hai người thôi. Để tránh có biến cố về sau, hắn đã bí mật vẽ lại chân dung của họ rồi giấu ở trong đế cung rồi. Phong Tước và Phong Tịch bắt hắn dẫn bọn họ đi lấy. Hắn đành bất đắc dĩ tuân lệnh. Bên này, Vô Duyên vẫn còn bị huyết chú khống chế, La Nhân Bích Nguyệt chỉ áp chế được một phần thôi. Nếu muốn sống hắn phải có được huyền cực lệnh. Trong đế cung, Phong Tước và Phong Tịch giả trang đột nhập vào cung. Nhìn trong sổ ghi chép của Hồ Công Công, anh xé một bức chân dung của một người phụ nữ có liên quan đến Ung Châu đi. Phong Tịch muốn có sổ sách ghi chép việc dùng thuốc trong cung, ông ta liền hai tay dâng cho cô. Cô nghi ngờ Trương Cẩn Hậu cận bên cạnh Hoàng đế Đại Đông. Tiếp đến, Phong Tước mua một bình độc khiên cơ. Đột nhiên có tiếng la bên ngoài rằng có thích khách. Trên triều, Hoàng đế Đại Đông đã bị thái giám Trương Cẩn ám sát. Thì ra hắn là người của Vô Duyên, giờ đã hoàn thành nhiệm vụ hắn phải chạy trốn. Bên này, tướng quân Đại Đông đến phủ của Hồ Công Công lục soát dò tìm thích khách. Đang trốn trong tủ, tình hình nguy hiểm thế mà Phong Tước vẫn còn tinh thần để nói lời ngon tiếng ngọt với Phong Tịch. Đột nhiên có tin cấp báo thái giám Trương Cẩn mất tích, quân lính liền ngay lập tức rời đi. Hiện trong cung đang bị phong tỏa, hai người phải tìm cách thoát ra. Phong Tước dùng một hòn đá đánh lạc hướng cấm quân, rồi nhanh chân chạy trốn. Trong cung, Vô Duyên được gọi vào cung để bàn kế sách đối phó khi Hoàng đế băng hà. Thế tử vẫn chưa biết mình đang cõng rắn cắn gà nhà. Thiên Sương Môn cũng tìm đến Đế Kinh, họ tình cờ bắt gặp Phong Tước và Phong Tịch đang chạy trốn. Trong cung, Hoàng đế đã băng hà. Vô Duyên nói cách tốt nhất là ban thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ nói rõ mọi chuyện. Thế tử một lòng tin tưởng Vô Duyên liền đồng ý. Bên này, Hàn Phác khẳng định độc mà Phong Tịch lấy được là độc khiên cơ vì ngân châm không phát hiện ra. Lúc này Lang Hoa mới biết mình đã trách lầm Phong Tịch. Trung Ly chạy vào báo tin Trương Cẩn bị đoạn hồn môn giết chết rồi. Phong Tước nói vậy thì mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Cái chết của Hoàng đế Đại Đông chắc chắn có liên quan đến đoạn hồn môn. Rốt cuộc kẻ đứng sau là ai, có mục đích gì? Ở Ung Kinh, không ngờ Dương Thừa Tướng lại cấu kết với Vô Duyên, ông ta giáp tâm phản lại Ung Châu. Thì ra Dương Thừa Tướng là gian thần mà Ký Châu cài vào Ung Châu. Ở Đế Kinh, Phong Tước tìm ra người năm đó có liên quan đến cái chết của mẹ anh. Tại Ung Châu, Phong Tước và Phong Tịch đột nhập vào nhà người phụ nữ đã mua độc khiên cơ nhiều năm về trước ở Đế Kinh, cũng là người làm trong phủ của mẹ anh khi mẹ anh chết. Bà ta sợ hãi khai hết là do Bách Lý Thị mua chuộc bà ta đi mua độc khiên cơ. Khi biết Vương Hậu Ỷ Ca chết, bà ta liền sợ hãi chạy trốn. Lý do bà ta không bị Bách Lý Thị giết người diệt khẩu là do có người giúp bà ta. Nhưng bà ta không biết hắn là ai. Phong Tước có thể tìm ra Đỗ Tiêm Nương cũng chính là kế hoạch của Dương Thừa Tướng. Ông ta muốn anh lật lại vụ án của mẹ anh làm cho Ung Châu nội loạn. Bên này, Phong Tước sau khi biết sự thật thì lòng đầy sầu não. Anh tự hỏi Phụ Vương có biết chuyện này không, nếu ông biết mà cố ý làm ngơ thì thế nào? Anh đang điều tra lại vụ án mẹ anh chết năm đó để vạch mặt Bách Lý Thị. Phong Tước biết cái chết của mẹ anh còn có sự tham gia của quan viên trong triều. Thê Ngô đột nhiên tìm đến. Cô mang tất cả chuyện xảy ra gần đây ở Ung Kinh nói cho Phong Tước. Thê Ngô nói Hoàng thượng đã điều động lượng lớn binh lính đến Thanh Châu mang tiếng giúp đỡ nhưng sự thật là muốn kiếm trác chút đỉnh. Biết chuyện Phong Tịch lòng lo lắng không thôi, bây giờ Thanh Châu đang gặp nguy hiểm mà cô lại ở xa không thể giúp đỡ. Ở Thanh Châu, Tả Nguyệt biết U Châu đang kéo quân đến thành thì nhanh chóng cho binh lính sẵn sàng nghênh đón. Ở Ung Kinh, Bách Lý Thị biết Phong Tước đã phát hiện bà là chủ mưu cái chết của Ỷ Ca Vương Hậu, trong lòng liền chột dạ lo lắng. Bà ta uy hiếp Dương Thừa Tướng phải giúp mình ngăn chặn Hoàng thượng biết chuyện này. Ông ta hiến kế vu khống Phong Tước tạo phản, rồi để Phong Cử bắt người sau đó giết chết tại chỗ. Khi đó Phong Tước sẽ không thể kể tội của bà ta cho Hoàng thượng nghe được nữa. Con trai bà sẽ được làm thế tử,
bà ta cũng được như ý nguyện. Bách Lý Thị đang cố gắng lấy lòng hoàng thượng. Hoàng thượng vui vẻ mà kể lại những chuyện ngọt ngào mà ông cùng bà ta đã cùng trải qua. Nghe mà nổi hết cả da gà. Phong Cử đã từ biên cương trở về. Bà ta nói với Phong Cử chuyện năm xưa bà hạ độc ỷ ca vương hậu đã bị bại lộ rồi. Bây giờ Phong Tước đang muốn vạch tội bà. Bà muốn Phong Cử cùng bà diễn một màn kịch dồn Phong Tước vào đường chết, chiếm lấy vị trí thế tử. Bên này, Phong Tước điều tra được danh sách những người tham gia hãm hại mẹ mình năm đó. Trong cung, Bách Lý Thị nói với Hoàng thượng khi bà cho người đến Đế Kinh để mua linh chi thì gặp Phong Tước cũng đang ở đó. Hoàng thượng nghĩ Phong Tước muốn thân cận với Hoàng thất Đại Đông mà đến lễ mừng thọ của cha mình cũng không về. Nhưng sự thật là anh đã lén lút về Ung Kinh từ lâu rồi. Phong Cử đã chuẩn bị đầy đủ mưu kế để hãm hại Phong Tước. Bên này, Phong Tước và Phong Tịch đã đi bắt Lương Quốc Công. Anh ta đưa ra bằng chứng chứng minh ông ta đã liên kết với Bách Lý Thị để hại chết mẹ anh. Anh hỏi tại sao lại giết mẹ anh. Bọn họ nói nếu ỷ ca vẫn còn sống thì Ung Châu sẽ mãi mãi không nắm được thiên hạ. Lúc này, Phong Tước gọi Trương Quốc Công đang trốn phía sau ra để định tội Lương Quốc Công. Anh nói nếu ông ta dám đứng ra làm chứng thì anh sẽ tha cho cả nhà ông ta. Đột nhiên, Trung Ly vào báo tin Phong Cử đang muốn tiến đánh Ung Châu. Phong Tước nhanh chóng đưa ra kế sách đối phó ngay lập tức. Anh muốn vào cung gặp phụ vương. Đúng lúc Thê Ngô chạy vào nói cô phát hiện cấm quân đã đổi vị trí trấn thủ. Phong Tước kết luận Phong Cử muốn mưu phản. Anh liền kêu Thê Ngô đến Yến Thành bí mật điều quân về giải cứu Ung Kinh. Phong Tịch cũng đi theo. Còn Phong Tước sẽ vào cung bẩm báo phụ vương. Trong cung, đại thọ của Hoàng thượng đang được diễn ra. Đại điện hạ giả vờ thấy không khỏe để đi ra ngoài. Bất ngờ có tin cấp báo, có người tấn công thành. Cờ hiệu ám chỉ là đội quân của nhị điện hạ. Ngay lúc đó, cấm quân chạy vào bảo vệ Hoàng thượng. Phong Cử liền lên tiếng xin được mang quân đi đột phá vòng vây cứu thành Ung Châu. Hoàng thượng không giao binh phù mà chỉ giao hổ phù cho hắn. Dưới sự đe dọa mạng sống, Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong Phong Cử làm thế tử. Bỗng dưng Phong Tước từ cửa bước vào, anh nói Phong Cử mới chính là kẻ tạo phản. Phong Cử không hề sợ hãi vì hắn nghĩ mình đã chuẩn bị chu toàn rồi. Trương đại nhân lên tiếng, ông nói ông đã có bằng chứng chứng minh đám quân lính đang công thành là nghe lệnh của Phong Cử. Phong Cử liền lệnh cho quân lính giết Phong Tước. Anh liền vận nội công đẩy lùi cả một đám binh sĩ, rồi khinh công đến đưa bằng chứng cho phụ vương. Phong Cử không ngờ Phong Tước lại khôi phục được nội công. Bằng chứng rành rành trước mặt Phong Cử biết không còn đường chạy nữa. Lại thêm Dương thừa tướng thúc đẩy, hắn quyết định biến giả thành thật, quyết định tạo phản lật đổ hoàng vị. Phong Tước một tay bắt Phong Cử. Bên ngoài, quân của Phong Cử đã tiến vào thành. Dương thừa tướng uy hiếp hoàng thượng, nếu ông ta hạ chỉ nói Phong Tước là kẻ tạo phản thì vương quyền vẫn nằm trong tay ông ta, mạng sống của ông ta vẫn sẽ được bảo toàn. Hoàng thượng hỏi tại sao Dương thừa tướng lại muốn tạo phản. Lúc này, Phong Tước nói vì ông ta chính là gian thần do Ký Châu phái đến. Chuyện đến nước này ông ta không cần phải chối nữa. Phong Cử biết mình bị lừa thì tỏ ra không sao cả. Vì hắn từ lâu đã muốn làm ra chuyện tạo phản này rồi. Vì sao hả? Là vì Phong Tước quá tài giỏi, hắn sợ sẽ bại dưới tay anh. Vì thế bằng mọi cách hắn phải có được vương vị để ngồi lên đầu của Phong Tước. Hắn nói Phong Tước giấu giếm Hoàng thượng bí mật về Ung Kinh điều tra về cái chết của mẹ mình. Chuyện đến nước này anh cũng không giấu giếm, dù sao anh cũng đã có đủ nhân chứng vật chứng. Anh tố cáo Bách Lý Thị là người hại chết ỷ ca vương hậu. Ngay lúc đó, Phong Cử tung ra lá bài cuối cùng, quân lính của hắn đã tiến vào cung uy hiếp tính mạng của Hoàng thượng. Bách Lý Thị thấy phần thắng đã nằm trong tay bà ta dõng dạc mà nói chính bà là người giết ỷ ca vương hậu. Khi binh lính bắn tên ám sát Hoàng thượng, Phong Tước một mình đứng ra cản lại. Anh quay qua tát cho Phong Cử ba cái liên tiếp. Dương thừa tướng uy hiếp Phong Tước nếu anh giết ông ta thì thuốc nổ ông ta bố trí ngoài cung sẽ được cho nổ ngay lập tức. Nhưng tiếc thay số thuốc nổ đó đã bị đại điện hạ dọn dẹp hết rồi. Bên ngoài cung, Thê Ngô và Phong Tịch đã dẫn quân vào thành giết chết thủ lĩnh của đám quân tạo phản. Quân tạo phản như rắn mất đầu đều buông kiếm chịu thua. Thê Ngô dẫn quân vào cung bắt Phong Cử, Bách Lý Thị và Dương Quốc Công lại. Phong Tước muốn hoàng thượng xử luôn vụ án mẹ mình bị Bách Lý Thị hại chết. Bách Lý Thị liền quay sang đổ hết tội lên đầu Dương thừa tướng, nói là ông ta xúi giục bà ta làm chuyện xấu. Hoàng thượng cũng không phải kẻ ngu mà tin lời của bà ta. Phong Cử không nhẫn nhịn nữa. Hắn nói bao năm nay hắn luôn sống trong sự đề phòng và sợ hãi trước phụ vương của mình. Ông luôn miệng nói muốn tốt cho con của mình. Nhưng nhìn đi Phong Tước một lòng một dạ cống hiến vì ông, mà cái ông cho Phong Tước lại là phế hết nội lực đuổi khỏi Ung Kinh. Vì tốt cho con trai mà đến hôm nay Phong Tước mới biết được sự thật sau cái chết của mẹ mình. Là tốt dữ chưa? Hoàng thượng tức giận nhưng không nói được lời nào. Sau đó, Bách Lý Thị được ban lụa trắng để tự mình treo cổ kết liễu cuộc đời. Phong Cử bị giáng làm dân thường. Hắn đến gặp mẹ lần cuối, nhưng mẹ hắn đã treo cổ tự tử rồi. Lúc này hắn hối hận thì cũng đã muộn. Trong cung, Hoàng thượng cho gọi Phong Tước, ông nhận lỗi với anh. Bây giờ mới nhận lỗi, anh cũng đã không cần nữa rồi. Ông muốn dùng vị trí thế tử để bù đắp cho Phong Tước. Hoàng thượng mang ngôi vị thế tử giao cho Phong Tước. Ông muốn Phong Tước bảo vệ Ung Châu an toàn thoát khỏi sự phân tranh trong thiên hạ. Anh đồng ý, rồi rời đi. Thấy Phong Tước nắm trong tay vị trí thế tử, Phong Tịch vui vẻ thay cho anh. Anh nói anh có ngày hôm nay tất cả là nhờ có Phong Tịch luôn ở bên cạnh giúp đỡ.
Hôm sau, trên triều hoàng thượng hạ chỉ phong Phong Tước làm thế tử Ung Châu. Sau bao khó khăn, cuối cùng anh đã ngồi lên được vị trí mà mình muốn. Sau đó, anh đến trước bài vị của mẫu hậu báo tin vui cho bà. Không những thế, anh còn giới thiệu Phong Tịch. Cái này gọi là ra mắt người thân đây mà. Hai người khấu đầu trước bài vị của mẹ anh, rồi nắm tay nhau rời đi. Chuyện của Ung Châu đã được giải quyết ổn thỏa, đã đến lúc anh phải suy nghĩ đến việc cưới Phong Tịch rồi. Hôm nay anh đưa cô đến gặp mẹ chính là muốn cầu hôn cô. Phong Tịch không suy nghĩ nhiều, cô lao vào lòng Phong Tước rồi nói cô đồng ý gả cho anh. Hôm sau, người ở Thanh Châu đến gọi cô nhanh chóng về kinh vì hoàng thượng sắp trụ không nổi nữa rồi. Ở phía sau, Phong Tước đã nghe được cuộc nói chuyện, lúc này anh cũng đã biết thân phận thật của cô. Tối đến, Phong Tịch mang điểm tâm đến cho anh, cô mượn ánh trăng chúc anh sau này mọi điều được như ý, thiên hạ được thái bình. Cô muốn rời Ung Châu một thời gian, anh biết cô sẽ về Thanh Châu nên anh cũng muốn được giúp đỡ cô. Phong Tịch biết anh đã biết thân phận của mình thì bất ngờ, nhưng may sao anh vẫn thấu hiểu cho cô khi cô đã không nói thật với anh. Sau đó, Phong Tước và Phong Tịch đã đến Thanh Châu. Vừa vào cung, Phong Tịch đã gấp gáp chạy đi gặp Phụ Vương, nhìn thấy cô ông liền cười tít mắt. Mấy năm nay ông rất tự hào về con gái của mình. Giờ đây ông muốn cô cùng ca ca của mình bảo vệ Thanh Châu an toàn. Lần này cô về nhà cũng chính là vì chuyện này. Tối đến, cô đến gặp ca ca, cô nói cô biết sức khỏe của Phụ Vương không cầm cự được lâu nữa rồi. Tả Nguyệt bảo cô khoan hãy lo việc này, bây giờ cô phải giúp anh bảo vệ Thanh Châu. Phong Tịch muốn được dẫn quân ra chiến trường, nhưng đại ca lại bảo cô ở lại lo chuyện triều chính. Không thể cãi lời đại ca, Phong Tịch đành ở lại trong cung giúp anh xử lý chuyện trong triều. Trước bài vị của mẫu hậu, Phong Tịch tỏ ra bất lực vì cô ở trên giang hồ lừng lẫy bao nhiêu, còn giờ đây khi đất nước gặp nạn cô lại không thể giúp được gì. Cô không biết mình nên làm gì bây giờ. Ở trước bài vị, cô hứa sẽ dùng hết sức mình bảo vệ Thanh Châu chu toàn. Sau đó, Phong Tịch lao đầu vào xử lý việc nước, đại ca thì xông pha chiến trường. Bên này, Hoàng Triều và Thuần Niên nhận được tin báo Tả Nguyệt đã dẫn quân đến, quân của U Châu lại rút lui. Thuần Niên lo lắng không thôi, cô không hiểu tại sao Hoàng Triều lại kêu cha giả bộ không công phá được Lăng Thành. Trong khi đội quân U Châu dư sức san bằng Lăng Thành, Hoàng Triều nói tất cả đều là kế hoạch của hắn, chỉ khi làm cho đội quân Thanh Châu lơ là cảnh giác thì U Châu mới dễ dàng thâu tóm Thanh Châu. Huống hồ Phong Tước đã lên làm thế tử Ung Châu, vì thế còn phải đề phòng Ung Châu nữa. Đúng lúc Vô Duyên bước vào, Hoàng Triều liền đuổi Thuần Niên đi. Vô Duyên muốn dùng đội quân tranh thiên kỵ để đánh Tả Nguyệt, nhưng Hoàng Triều không muốn hắn nói Ung Vương vẫn còn giấu giếm thực lực của mình. Kiên nhẫn thêm một chút nữa thì sẽ thu được kết quả cao hơn. Ở Thanh Châu, Phong Tước đến bái kiến Hoàng đế. Ông cẩn thận mà đánh giá con rể của mình. Ông đe dọa anh nếu dám bắt nạt Tích Vân con gái cưng của mình thì ông sẽ cho anh biết tay. Ông còn chân thành khuyên anh đừng vì mải mê lo chuyện triều chính mà khiến người yêu thương mình bị tổn thương. Sau đó, ông đồng ý giao con gái cho anh. Tại Lăng Thành, Tả Nguyệt và các tướng sĩ quyết định thừa thắng xông lên đánh cho U Châu sợ hãi. Tả Nguyệt chỉ muốn bảo vệ Thanh Châu chu toàn, nếu sau này thiên hạ có người tài đứng ra bình ổn thì anh sẽ chủ động xin hàng. Đột nhiên có tin cấp báo quân U Châu đã bao vây Lăng Thành. Anh liền cho quân lính dốc toàn lực đánh địch, chính anh sẽ dẫn quân chinh chiến. Trên chiến trường, quân U Châu và Thanh Châu lao vào trận chiến. Vô Duyên âm thầm cho người đi ám sát Tả Nguyệt. Trên chiến trường, Tả Nguyệt trúng tên đã tử trận. Vô Duyên thành công kết thù oán giữa Thanh Châu và U Châu với Ký Châu. Tại Thanh Châu, Phong Tịch nhận được tin đại ca mất trên chiến trường, Lăng Thành thất thủ. Biết tin, Phong Tịch sốc đến không nói lên lời. Ca ca cô lúc đi thì lành lặn, lúc về lại là một thi thể lạnh lẽo thế này. Phong Tịch đau đớn mà khóc nức nở, biết đại ca anh dũng hy sinh vì nước, cô không hề trách tội các tướng sĩ. Trong cung, hoàng thượng biết con trai mình chết trên chiến trường trong lòng cũng vô cùng khổ tâm. Nhưng con trai ông chết đi là một anh hùng, ông tự hào lắm. Hoàng đế giao lại vương quyền cho Phong Tịch, hoàng đế giao Thanh Châu lại cho Phong Tịch, từ nay cô sẽ là nữ vương của Thanh Châu. Hoàng đế muốn giữ một vùng trời cho cô tự do thoải mái vui chơi, nhưng bây giờ e là ông không làm được nữa rồi. Ông hối hận vì bao năm tháng của cuộc đời ông vẫn luôn vì triều chính mà quên đi gia đình của mình. Nói rồi ông chút hơi thở cuối cùng. Trong một ngày, Phong Tịch mất đi hai người thân thương nhất trong đời, có lẽ sẽ không còn nỗi đau nào đau hơn hôm nay nữa. Bên này, Hoàng đế U Châu vui vẻ khi đánh thắng Lăng Thành, ông ta muốn thừa thắng xông lên chiếm Thanh Châu. Nhưng Vô Duyên và Hoàng Triều không đồng ý, vì bây giờ Thanh Châu đang thù hận ngút trời, họ không nên hấp tấp mà gây ra sai lầm. Trên đài cao, Phong Tước đến an ủi Phong Tịch, nhưng cô cứ như một bức tượng không nói, không ăn, cũng không uống. Anh trong lòng đầy xót xa, anh nói cô không mất hết tất cả, cô còn có anh. Phong Tước nhẹ nhàng từ sau ôm lấy Phong Tịch, anh nói bây giờ cô muốn làm gì anh đều sẽ giúp cô. Hôm sau, Phong Tịch đăng cơ. Phong Tịch quyết định sẽ đích thân dẫn quân ra chiến trường giết giặc. Thanh Châu treo cờ Bạch Phượng ngụ ý Thanh Châu sẵn sàng nghênh chiến. Bên này, Hoàng Triều biết Phong Tịch đã lên ngôi thì cảm thán cô ấy thật sự tài giỏi, nhưng anh muốn xem cô có thể bay xa đến đâu. Tại Thanh Châu, tướng quân chinh chiến cùng Tả Nguyệt đến nhận tội với Phong Tịch, nhưng cô công tử phân minh không hề giận chó đánh mèo. Cô cùng Phong Tước và các tướng quân Thanh Châu bàn bạc kế sách đánh giặc. Phong Tịch ra lệnh mai phục ở Ngật Sơn, đợi khi Kim Y Kỵ và Tranh Thiên Kỵ đến thì lập tức chia cắt chúng ra thành từng tốt nhỏ.
Tại Lệ Thành, Phong Tịch hỏi anh đánh giá thế nào về Phong Vân Kỵ của Thanh Châu. Anh nói Phong Vân Kỵ vô cùng mạnh mẽ, danh bất hư truyền. Phong Tịch nói cô chỉ cần 10 vạn quân Phong Vân Kỵ để bảo vệ Thanh Châu thôi, cô không khao khát muốn tranh đoạt thiên hạ. Phong Tước nói Mặc Vũ Kỵ và Thủy Tạ Ẩn Tuyền sẽ luôn làm chỗ dựa cho cô. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Phong Tước nhất định muốn cùng Phong Tịch chinh chiến. Biết không ngăn được anh, cô cũng đành đồng ý. Hôm sau, tại Ngật Sơn, đội quân tiên phong Kim Y Kỵ của U Châu bị quân của Thanh Châu tập kích. 3 vạn quân đã bị tổn thất hơn mấy nghìn. Phong Tịch suy đoán đội quân U Châu sáng sớm mai sẽ bất ngờ tấn công vào thành. Cô đề xuất sử dụng Quyết Phượng trận, vũ khí bất diệt của Thanh Châu. Nhưng U Châu và Thanh Châu tranh đấu bao nhiêu năm, sợ là họ sẽ có cách phá trận. Phong Tước nói nên điều chỉnh lại, vì người bọn họ phải đấu không chỉ có U Châu mà còn có Hoàng Triều và Vô Duyên. Quyết Phượng trận là do vương nữ đời đầu của Thanh Châu tạo ra, từ đó đến nay vẫn vang danh thiên hạ. Giờ đây để bảo vệ Thanh Châu, Quyết Phượng trận mới được sử dụng trở lại. Tin cấp báo Kim Y Kỵ đã áp sát cửa thành, Phong Tịch lập tức nghênh chiến. Kim Y Kỵ biết chỉ có 1 vạn quân thủ thành thì khinh thường ra mặt, bọn chúng dốc toàn lực xông lên tấn công Lệ Thành. Quân của hai châu lao vào trận chiến, khói bụi bay mù mịt. Tại căn cứ, U Châu tức giận vì 3 vạn quân Kim Y Kỵ của mình bị Thanh Châu tiêu diệt trong một ngày. Ông ta hỏi Vô Duyên có cách nào phá Quyết Phượng trận hay không. Vô Duyên nhất thời không có cách. U Vương nóng giận liền lệnh cho 5 vạn quân giờ tị tiếp tục tấn công Lệ Thành. Sau đó, Hoàng Triều hỏi Vô Duyên không phải hắn đã có cách phá Quyết Phượng trận rồi sao, tại sao vẫn thất bại. Vô Duyên nói Quyết Phượng trận lần này đã được Phong Tước điều chỉnh rồi, nên cách hắn đưa ra không phá được. Hắn nói nếu Hoàng Triều muốn có được thiên hạ thì Hắc Phong Bạch Tịch chính là đối thủ mạnh nhất. Hoàng Triều lại hỏi hắn tại sao lại không phát động tổng tiến công, rốt cuộc là bọn họ đang chờ điều gì. Hắn nói mình phải đợi U Vương tung ra con át chủ bài, đó là thuật hỏa pháo. Bên này, trước Lệ Thành, quân U Châu chết la liệt. U Vương biết 5 vạn quân của mình lại chết hết thì tức giận ra lệnh rút quân. Ông ta đợi mãi không nghe được tin tức tranh thiên kỵ của Ký Châu đến nơi. Ông nghi ngờ không lẽ tên Hoàng Triều này muốn lừa ông. Qua hiếu thắng, ông quyết định sử dụng quân bài cuối cùng của mình là hỏa pháo. Hôm sau, trước Lệ Thành, hỏa pháo của U Châu đã được đưa đến chuẩn bị công thành. Đây cũng chính là ý của Phong Tịch, cô dụ ông ta mang hỏa pháo ra sử dụng, nếu không thì khi vũ khí này vào thành thì không biết bao nhiêu người sẽ chết. Cô muốn xem uy lực của hỏa pháo này rốt cuộc là thế nào. Ở nơi khác, Vô Duyên và Hoàng Triều lẳng lặng quan sát tình hình. Bên này, U Vương cho châm lửa bắn pháo. Ngay lúc đó, Hắc Phong Bạch Tịch dương cung lên bắn chết hết những tên cầm mồi lửa. Sau đó bắn tên có lửa vào hỏa pháo, quân U Châu liền bị chính hỏa pháo của mình giết chết vô số. U Vương hốt hoảng, Hoàng Triều đột nhiên xuất hiện bảo vệ hỏa pháo. Thấy vậy, Phong Tịch liền cho lui binh. Ở doanh trại U Châu, Vô Duyên nói U Châu mất 10 năm mới làm ra 5 cỗ hỏa pháo, không ngờ lại bị Phong Tịch phá mất một cỗ. Nhưng hắn không tỏ ra tiếc nuối, chỉ cần hắn tìm ra cách làm hỏa pháo thì mất một cỗ đã là gì. Hôm sau, đội quân U Châu phát hiện cổng Lệ Thành mở toang, cũng không có một tên lính nào canh phòng. U Vương đắc ý cho rằng Phong Tịch đã sợ quá mà co giò bỏ chạy rồi. Sau khi chiếm thành, Vô Duyên đoán Phong Tước và Phong Tịch sẽ quyết một trận sống còn tại Cốc Vô Hồi. Hoàng Triều biết Phong Tịch nhắm vào 4 cổ hỏa pháo của U Châu, vì thế cô mới giao Lệ Thành nơi mà cô quen thuộc nhất ra. Tối đến, Hắc Phong Bạch Tịch đột nhập Lệ Thành để tìm hỏa pháo, không ngờ lại bị Hoàng Triều và Vô Duyên dẫn quân bao vây. Hoàng Triều đang muốn ra tay động thủ thì từ xa vang lên tiếng pháo nổ, Hắc Phong Bạch Tịch nhanh chân chạy thoát. U Vương tức giận vì nghĩ hỏa pháo của mình đã bị Phong Tịch phá hủy hết. Bên này, Lang Hoa đến tìm Phong Tịch, cô phát hiện di vật của cha thiếu một miếng ngọc bội. Họ nghe nói miếng ngọc bội đó là của Ngọc Gia, ắt hẳn có liên quan đến Vô Duyên. Thì ra, doanh trại U Châu là do Hàn Phác và Lang Hoa phóng hỏa. Lang Hoa muốn đến biên cương để tìm các hộ lệnh giả khác. Vì đang bận chiến sự, Phong Tịch không thể đi theo bọn họ được. Hàn Phác muốn ở lại chữa bệnh cho các binh sĩ, không khuyên được thằng bé, cô cũng đành đồng ý. Tại doanh trại của Thanh Châu, Phong Tịch đang suy nghĩ nếu Vô Duyên là kẻ sát hại sư phụ vậy thì rốt cuộc hắn muốn điều gì. Phong Tước đoán có thể liên quan đến Huyền Cực lệnh, lại nói U Châu thua hết trận này đến trận khác, thế nhưng Hoàng Triều lại không hề ngăn cản. Có lẽ hắn muốn chiếm U Châu, sau đó sẽ kết hợp binh lực ký U để tấn công Thanh Châu. Lần này U Vương nóng giận mất khôn, thế nên nhất định trận chiến lần này U Vương sẽ lên làm chủ soái, lãnh đạo quân binh. Tại doanh trại U Châu, U Vương kiên quyết đòi ra trận đánh tan Phong Vân Kỵ. Hoàng Triều cầu còn không được, ngu sao mà hắn lên tiếng ngăn cản. Hôm sau, toàn quân U Châu do U Vương lãnh đạo kéo đến Cốc Vô Hồn. Hắc Phong Bạch Tịch đích thân dẫn quân chinh chiến. Đứng từ xa quan sát, Vô Duyên và Hoàng Triều thấy Thanh Châu sử dụng Quyết Phượng trận thì kết luận lần này Kim Y Kỵ không có cửa thắng. Đúng như suy đoán, Hắc Phong Bạch Tịch chưa cần ra trận thì quân U Châu đã chết gần hết rồi. Quân Thanh Châu tập trung thành từng tốt nhỏ, dùng khiên để xây thành một lá chắn bảo vệ khiến quân U Châu bất khả xâm phạm. U Vương đã thua đến sấp mặt rồi, Hoàng Triều ra mặt khuyên can ông ta rút binh, nhưng ông ta quyết sống còn một trận. Biết U Vương tiếp tục cho tiến công, Hắc Phong Bạch Tịch liền xông pha đến giáp mặt với U Vương. Từ xa, Phong Tịch dương cung bắn cho U Vương té ngửa, đầu tóc rũ rượi. May có Hoàng Triều bảo vệ, nếu không đã mất mạng rồi. U Vương thua trận liên tục gào thét, quân Thanh Châu toàn thắng.
Về doanh trại, U Vương kiệt sức mà hôn mê. Hoàng Triều hỏi Vô Duyên nếu tranh thiên kỵ của hắn đấu với phong vân kỵ thì thế nào. Vô Duyên tỏ vẻ trên chiến trường chuyện gì cũng không chắc chắn. Thuần Niên tìm gặp Hoàng Triều, cô hỏi có phải hắn cố tình trì hoãn tranh thiên kỵ đến nơi hay không. Tại sao đến khi U Vương bại trận thì tranh thiên kỵ lại đến? Thuần Niên muốn biết bước tiếp theo Hoàng Triều sẽ đi là gì. Hắn đề nghị cô hãy lên làm chủ soái mới của U Châu, khi đó hắn sẽ nghe lời cô đích thân nghênh chiến. Cô đồng ý và còn đưa kim y kỵ cho hắn, nhưng với điều kiện khi Hoàng Triều có được thiên hạ thì phải để cho U Châu được độc lập. Hai người liền hoàn thành giao dịch. Hôm sau, Thuần Niên đưa hổ phù cho Hoàng Triều cũng như giao quyền chủ soái cho hắn. Hoàng Triều và Vô Duyên đích thân dẫn quân đánh trận. Đối mặt là Hắc Phong Bạch Tịch, bọn họ biết lần này hắn muốn quyết một trận sống còn. Kim Y Kỵ và Phong Vân Kỵ lại lao vào đánh nhau. Vô Duyên muốn dùng Kim Y Kỵ để khám trận, khi đó hắn sẽ biết cách để phá Quyết Phượng trận. Thấy quân mình tổn thất nặng nề, Hoàng Triều lao lên giết tướng của Thanh Châu. Phong Tịch bay lên đỡ chiêu, Vô Duyên muốn giúp một tay nhưng bị Phong Tước ngăn lại. Hai đấu hai, Phong Tước đánh với Vô Duyên, Phong Tịch đấu với Hoàng Triều. Phong Tịch kéo Hoàng Triều rời xa đội quân Kim Y Kỵ của hắn. Chỉ cần không có Hoàng Triều cầm đầu thì Phong Vân Kỵ sẽ nắm chắc phần thắng. Đây chính là mục đích của cô. Phong Tịch nói nếu bây giờ hắn rút binh cô sẽ không đuổi giết, nếu không 5.000 quân Kim Y Kỵ sẽ chết hết. Biết tiến biết lùi mới là bậc đế vương, trận này Hoàng Triều nhận thua. Bên này, Phong Tịch nói với tướng sĩ nhất định không được khinh địch vì Hoàng Triều vẫn chưa sử dụng đến lá bài tẩy là đội quân tranh thiên kỵ của hắn. Bỗng nhiên có tin cấp báo Yến Thành bị tranh thiên kỵ tiến đánh. Hiện 10 vạn quân tranh thiên kỵ đang tiến đến cốc Vô Hồi. 10 vạn quân tranh thiên kỵ là rất lớn, nhưng bằng mọi giá Phong Tịch phải giữ được cốc Vô Hồi. Nhưng lực lượng của Phong Vân Kỵ không đủ, lúc này Phong Tước nói đội quân Mặc Vũ Kỵ của anh đã sẵn sàng giúp đỡ. Phong Tịch liền cho mở tất cả cổng thành nghênh đón Mặc Vũ Kỵ. Phong Tước đi chuẩn bị cho ngày mai ra trận, Phong Tịch vội gọi anh lại. Cô đưa cho anh túi bùa bình an, chỉ mong rằng đao kiếm trên chiến trường đừng đả thương anh. Phong Tước nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Phong Tịch rồi rời đi. Bên này, Vô Duyên cho thuộc hạ bí mật gửi thư đi. Hoàng Triều đang suy tính mưu kế có thể một lần đánh cho Thanh Châu không còn đường lui. Đúng lúc Vô Duyên đưa cho Hoàng Triều phương pháp phá giải Quyết Phượng trận. Hoàng Triều lo lắng Phong Tước còn có suy tính khác. Vô Duyên lại nói Phong Tước tuy là thế tử Ung Châu nhưng hắn không có quân lính trong tay. Trên chiến trường hắn không có sức đe dọa. Tại doanh trại của Thanh Châu, thuộc hạ muốn Phong Tịch lui về trấn thủ để chiến trường cho bọn họ lo liệu. Nhưng Phong Tịch kiên quyết từ chối, trận đánh này đã định là một trận sinh tử, cô nhất định phải dẫn binh. Lại nói thuộc hạ e ngại Phong Tước có mưu đồ riêng sẽ gây bất lợi cho Thanh Châu. Phong Tịch lại nói nếu thật sự Phong Tước có thể nắm giữ thiên hạ mang đến thái bình cho muôn dân thì Thanh Châu sẽ chấp nhận quy hàng. Tại cốc Vô Hồn, Hoàng Triều và Vô Duyên lại lần nữa dẫn binh đánh Thanh Châu. Trận chiến đổ máu lại nổ ra, nhưng lần này Hoàng Triều đã có cách phá giải Quyết Phượng trận. Trên chiến trường khói bụi mù mịt, Quyết Phượng trận của Thanh Châu liên tiếp bị phá. Binh lực của Thanh Châu hiện còn chưa tới 3 vạn quân. Phong Tịch biết không sử dụng Quyết Phượng trận được nữa thì quyết định dẫn toàn quân nghênh chiến. Bằng mọi giá cô phải giữ được cốc Vô Hồi cho đến khi quân chi viện Mặc Vũ Kỵ đến nơi. Bên này, Phong Tước cấp tốc dẫn quân đến cứu Phong Tịch. Trên chiến trường, Phong Tịch đang dẫn binh đột phá vòng vây. Trên chiến trường, Phong Tịch dốc hết sức mình mà giết giặc. Nhưng sức người có hạn, khi cô sắp không trụ được nữa, thì Phong Tước và Mặc Vũ Kỵ đã đến cứu viện. Thấy vậy Hoàng Triều vội cho lui binh. Phong Tước lập tức nhảy xuống ngựa lao đến ôm chặt Phong Tịch. Cả người Phong Tước đằng đằng sát khí, dám làm người của anh bị thương anh sẽ giết hết bọn chúng. Phong Tước lệnh cho Xuyên Vân, Xuyên Vũ bảo vệ Phong Tịch. Còn anh một đường lao đến đánh Hoàng Triều, Vô Duyên dùng La Nhân Bích Nguyệt đánh lại Phong Tước. Ở doanh trại của U Châu, Hoàng Triều không ngờ Phong Tước lại có thể trong thời gian ngắn huấn luyện ra một đội quân tinh nhuệ như vậy. Lần này biết ra trận khó thắng, Hoàng Triều chỉ còn cách giảng hòa tạm thời. Bên này, Phong Tước nói với Phong Tịch, trong lúc đánh Vô Duyên anh phát hiện hắn biết La Nhân Bích Nguyệt. Có lẽ người tập kích anh khi ở U Châu là hắn. Phong Tước suy đoán, Vô Duyên đang đùa cợt tất cả mọi người trong tay để hắn đạt được mục đích của mình. Đúng lúc đó, thư cầu hòa của U Châu được gửi tới. Phong Tịch biết đây chỉ là một kế sách tạm thời của bọn họ mà thôi, vì chiến tranh đã diễn ra ở khắp nơi rồi. Phong Tước lại nói giờ Thanh Châu đã an toàn, anh sẽ về Ung Châu, rồi mang xính lễ đến cầu hôn Phong Tịch. Lần này anh tự tin Thanh Vương sẽ đồng ý gả cho Thế tử Ung Châu. Tại Ung Kinh, Hoàng thượng bất ngờ khi biết Phong Tịch là công chúa Tích Vân của Thanh Châu. Hoàng thượng nói nếu anh lấy thân phận Thế tử để lấy Thanh Vương thì sẽ bị mọi người đàm tiếu rằng anh không xứng với cô. Hoàng thượng nói ngày anh cưới Thanh Vương chính là ngày anh trở thành Ung Vương, như vậy mới là môn đăng hộ đối. Phong Tước cảm kích anh hứa sẽ làm cho Ung Châu ngày càng hùng mạnh. Ở Thanh Châu, trước bài vị của cha mẹ, Phong Tịch mang tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong một năm cô lên ngôi ra kể hết cho họ nghe. Cô còn muốn nói cho cha mẹ biết cô sắp được gả cho người cô yêu rồi. Cô rất vui. Trên triều, sứ giả U Châu là Thê Ngô đến để xin kết thông gia với Thanh Châu. Thấy đại thần bất mãn đòi từ chối thay mình, Phong Tịch đầu đầy vạch đen, cô đã kể câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của cô đi khắp Thanh Châu rồi mà sao họ còn phản đối nữa chứ? Công công nói đây là cách thức giao lưu của Thanh Châu và Ung Châu.
Khi Thê Ngô nói ngày cưới Thanh Vương chính là ngày Phong Tước trở thành Ung Vương thì bọn họ mới thôi bàn tán. Nhưng chúng quan thần vẫn còn đòi thêm, Thê Ngô nói cô ấy đã mang theo sính lễ và hiện đang được kiểm tra. Lúc này các quan thần mới hả dạ, Phong Tịch liền nói cô đồng ý lời cầu hôn. Phong Tịch đến Ung Châu để tổ chức lễ thành hôn, thấy Phong Tước đứng ngẩn ngơ mà ngắm tân nương của mình. Đại ca liền thúc giục anh sao không nhanh đi đến đón tân nương đi. Đúng như lời Phong Tước hứa, ngày cô được gả đến Ung Châu anh sẽ đón cô bằng biển hoa 10 dặm. Đêm trước ngày thành hôn, Phong Tước tìm đến gặp Phong Tịch. Phong Tịch trách anh tại sao lại không tuân theo quy tắc. Anh uất ức mà nói nếu không phải lúc sáng có người thì anh đã đến đây từ lâu rồi. Anh biết cô sẽ đói nên còn mang rất nhiều điểm tâm đến cho cô nữa. Trên bàn ăn, Phong Tước chọc cô sao mà sau khi làm Thanh Vương lại ăn uống dè dặt hơn rồi. Phong Tịch tỏ vẻ bất mãn nếu ăn như hổ đói như trước thì sẽ nhòe lớp trang điểm mất, lúc đó sẽ phiền lắm. Phong Tước nghe cô nói vậy thì liền đích thân đút cho cô ăn. Cô ôm lấy mặt anh rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái. Phong Tịch chỉ sợ ăn sẽ trôi son, chứ không sợ hôn anh sẽ trôi son đâu. Được vợ hôn, Phong Tước cười tít cả mắt, trong lòng đã sớm nở đầy hoa rồi. Hôm sau, cả Ung Kinh được bao phủ một màu đỏ rực rỡ. Phong Tước và Phong Tịch khoác hỷ phục đỏ thắm, nắm tay nhau bước vào điện. Trước sự chứng kiến của quan thần hai châu, hai người cùng nhau thực hiện tam bái. Từ nay hai người chính là phu thê liền một thể, nguyện sống chết có nhau. Phong Tước gỡ khăn trùm đầu của Phong Tịch ra. Hoàng thượng tặng cho hai người một đôi ngọc trai sinh đôi cùng với lời chúc. Ngày thành hôn cũng là ngày Phong Tước đăng cơ. Sau đó Phong Tước bế Phong Tịch vào phòng tân hôn. Bây giờ mới là thời gian thuộc về đôi phu thê. Đầu tiên họ sẽ cùng uống rượu giao bồi. Phong Tước nói chén rượu của anh ngọt hơn. Phong Tịch không tin. Anh liền kêu cô thử sẽ biết. Sau đó anh ôm lấy mặt cô rồi hai người hôn nhau. Thật là muốn hôn người ta thì nói đi ở đó mà chiêu trò nữa. Sau đó bọn họ ngã xuống giường. Chuyện gì xảy ra thì biết rồi ha. Sau khi thành hôn, Phong Tước chinh chiến khắp nơi. Nay thiên hạ đã phân làm hai miền Ung Châu và Ký Châu, tình hình đã ổn định. Phong Tịch suy đoán có thể anh và Hoàng Triều sẽ đấu một trận ở Vương Vực. Phong Tước lo là Vô Duyên sẽ có mưu đồ khác, vì từ sau trận ở Cốc Vô Hồi hắn đã biến mất không dấu vết. Phác Nhi giờ đã lớn và được vào quân doanh làm tướng quân rồi. Ở Ký Châu, Hoàng Triều nhận được tin báo Phong Tước tiến vào Vương Vực thì quyết định sẽ dẫn quân đến Vương Vực. Sau đó, Vương Hậu Thuần Niên và Hoàng Vũ vào gặp Hoàng Triều. Hoàng Vũ hỏi Hoàng Triều đã có tin tức của Vô Duyên chưa. Hoàng Triều lắc đầu, hắn cũng không biết Vô Duyên ở đâu. Ở Đế Kinh, Cảnh Viêm nay đã lên nắm quyền, nhưng hắn lại chỉ đam mê thư họa, không có tài trị nước. Tướng quân một mặt bất mãn nhưng ông nói hắn lại không nghe. Cảnh Viêm nói chuyện trị nước thì ông nên đi tìm Vô Duyên mà bàn bạc. Ông ta tức giận tại sao lại phải một mực nghe lời Vô Duyên. Thì ra Vô Duyên đang trốn ở Đế Kinh. Hắn nói Đế Kinh không cần xuất binh, cứ để Ký và Ung Châu đánh nhau, lúc đó họ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Tại Đế Kinh, Vô Duyên ngăn cản tướng quân Đông Thủ Phóng mang binh đi đánh Ký Châu và Ung Châu, vì hắn đã có tính toán của riêng mình. Ở dưới thành, Vô Duyên đã mang thần quân bí mật của mình đến. Tướng quân muốn thử sức mạnh của quân lính do Vô Duyên tinh luyện. Thần quân của Vô Duyên chỉ vài người đã giết hết quân lính của tướng quân. Thấy vậy, ông ta liền tâm phục khẩu phục. Vô Duyên lại nói hiện hắn có 10 vạn thần quân, nếu kết hợp với kế hoạch của hắn nữa thì bọn họ sẽ nắm chắc phần thắng. Khi Vô Duyên đang bàn kế hoạch để Ung Châu và Ký Châu đánh nhau, sau đó hắn sẽ là ngư ông đắc lợi. Hắn còn nói sau trận chiến thì sẽ giết Hoàng Triều. Không may Hoàng Vũ công chúa đã nghe được tất cả. Tại Ung Kinh, Phong Tước muốn tiến quân vào Vương Vực. Phong Tịch vẫn luôn lo lắng vì Vô Duyên đến nay vẫn còn ẩn nấp. Phong Tước nói anh sẽ cho Xuyên Vân, Xuyên Vũ dẫn quân đến Vương Vực, còn anh sẽ dẫn theo Mặc Vũ Kỵ đi đường khác cũng tiến đến Vương Vực. Lúc đó, sẽ tạo thành thế gọng kìm khống chế Ký Châu. Còn Phong Tịch sẽ dẫn Phong Vân Kỵ đến Quyên Thành, lợi dụng lúc anh và Hoàng Triều đánh nhau cô sẽ tiến thẳng đến Vương Vực. Hai người sẽ gặp nhau ở Đế Kinh. Tại Ký Châu, Hoàng Triều sẽ đích thân dẫn quân vào Vương Vực. Trận chiến tại Vương Vực lần này sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Doanh trại của Xuyên Vân, Xuyên Vũ đang bị thiếu thốn lương thực. Họ liền gửi thư xin Thanh Châu cứu viện. Nhận được thư, Phong Tịch liền đồng ý mang một nửa quân lương đến cho đội quận của Xuyên Vân, Xuyên Vũ. Hàn Phác chạy vào báo tin quân của tướng quân Đông Phủ Phóng của Đế Kinh đang tiến đến Quyên Thành. Nhưng lương thực của bọn họ chỉ còn trụ được 20 ngày nữa thôi, e là sẽ khó thủ thành. Phong Tịch lại nói ai bảo là họ phải thủ ở Quyên Thành cơ chứ. Cô sẽ dẫn quân nghênh đón vị tướng quân này từ xa. Bên này, Đông Thủ Phóng đang dẫn quân đi đến Quyên Thành. Bên kia, Phong Tịch cùng Phong Vân Kỵ đã tiêu diệt được đội quân của Lạc Luân. Phong Tịch nói không thể để Quyên Thành bị công phá được, thế nên nơi quyết chiến liền đặt ở Hịch Nguyên đi. Bên này, Xuyên Vân và Xuyên Vũ đến tập hợp với Phong Tước, họ còn dẫn theo Tử tướng quân và Tề tướng quân của Thanh Châu. Có tin cấp báo từ Quyên Thành, Phong Tịch nói Đông Thủ Phóng không thủ ở Vương Vực mà lại tiến đánh Quyên Thành, e là có lý do gì đó, nên Phong Tước hãy cẩn thận, còn ở Quyên Thành có lẽ Đông Thủ Phóng không phải đối thủ của Phong Vân Kỵ. Phong Tước liền ra lệnh ngày mai cho tiến quân vào Đông Đán. Bên này, Đông Thủ Phóng phát hiện đội quân do Lạc Luân lãnh đạo đã bị tiêu diệt thì liền cho quân xuất phát tới Hịch Nguyên. Tại Đông Đán, Hoàng Triều và Phong Tước đối đầu nhau. Các tướng lĩnh của hai bên đều lần lượt dẫn quân xuất trận.
Phong Tước và Hoàng Triều liên tục thay đổi chiến thuật, giống như hai người đang đánh một ván cờ xem ai lợi hại hơn. Trận đánh này e là khó phân thắng bại, hai bên đều ra lệnh rút binh. Bên này, binh lực của Thanh Châu chỉ còn lại 5 vạn quân. Phong Tịch quan sát thấy đội quân của địch được chuẩn bị rất hoàn hảo, thiết giáp của nhà Hiên Diên, ngựa của nhà họ Mã, binh khí của Thiết Gia và thuốc trị thương của nhà họ Hàn. Đây toàn là những thứ do Đoạn Hồn Môn cướp được, e rằng đây chính là đội quân do Vô Duyên tạo nên, đúng là một tên mất nhân tính, gây họa cho thiên hạ. Bây giờ Phong Tịch đang đau đầu suy nghĩ kế sách để đánh địch. Hàn Phác nói sau khi thiên hạ thái bình thì sẽ về quê mở một hiệu thuốc để cứu thêm thật nhiều người. Bên này, Phong Tước đang lo lắng vì không nhận được tin tức của Phong Tịch, thì tướng Lâm Cơ đến cấp báo, nói địch quá mạnh, quân lính tổn thất quá nửa, Phong Tịch đang liều chết dẫn đội quân đột phá vòng vây. Phong Tước biết chuyện, lòng như lửa đốt, anh liền ra lệnh lấy 10 vạn đại quân đến chi viện cho Phong Tịch. Trung Ly nghe lệnh đi bàn bạc với Hoàng Triều. Tại doanh trại Ký Châu, Trung Ly vào yết kiến, anh nói Phong Tước xin được lui binh trước để tiêu diệt hung binh của Đế Kinh, để chứng minh rằng mình không hề có mưu đồ gì phía sau. Quân Ung Châu nhường đường lớn đông đán cho Ký Châu để hắn đến Đế Kinh trước. Thêm nữa, quân Ung Châu sẽ đi cùng quân Ký Châu với khoảng cách 30 dặm, nếu như Đế Kinh có kế hoạch xoay sở bất ngờ thì sẽ ra tay trợ giúp. Hoàng Triều biết trận chiến giữa hắn và Phong Tước chỉ là trận đánh tranh giành quyền hành, tính mạng của bá tính quan trọng hơn, thì đồng ý với lời đề nghị của Trung Ly. Tại Đế Kinh, Vô Duyên nhận được tin Ký Châu được Ung Châu nhường đường, bây giờ đang đi đến Đế Kinh. Vô Duyên không lo sợ vì trong thành hiện còn hơn 10.000 bá tánh, vì thế Hoàng Triều sẽ không dám ra tay đâu. Đến lúc ngửa bài rồi, Vô Duyên đến tìm Đế Vương. Hắn nói đợi khi vương của các châu đều chết hết thì thiên hạ sẽ nằm trong tay hắn. Đế Vương không hiểu tại sao Vô Duyên lại đòi có được thiên hạ, trong khi trách nhiệm của Ngọc Gia là phò tá Đế Vương cơ mà. Hắn nói hắn có đủ sức mạnh để khiến thiên hạ thuần phục, hà cớ gì phải cúi đầu trước Đế Vương. Bây giờ Huyền Cực lệnh đã nằm trong tay hắn từ lâu, huyết chú cũng đã giải rồi, hắn chẳng sợ ai nữa. Bên này, lương thảo của Phong Vân Kỵ đã hết rồi. Hàn Phác đưa cho Phong Tịch một chất thuốc, chỉ cần bôi lên binh khí thì nó sẽ khiến cho người bị chém trúng nằm liệt ra đất, không có sức lực để đánh nữa. Phong Tịch nói thứ này có thể giải quyết được nguy cơ cấp bách bây giờ. Bỗng nhiên Phong Tịch phát hiện lửa trại bên đại quân của Đông Thủ Phóng mất đi một nửa rồi. Phong Tịch nhận ra, Phong Vân Kỵ của bọn họ đang làm mồi câu để dụ quân Ung Châu. Hắn biết quân của Ung Vương sắp đến cứu viện nên đã phái nửa đội quân đi chặn đường rồi. Vô Duyên muốn một lúc tiêu diệt Hắc Phong Bạch Tịch, Phong Tịch liền lập tức dẫn đội quân đột phá vòng vây, đi giúp đỡ Ung Vương. Trên đường về chi viện, Phong Tước phát hiện có mai phục. Ngay lúc đó, thần quân của Vô Duyên từ bụi rậm xông ra. Đội quân của Phong Tịch đang đi trên đường thì bị Đông Thủ Phóng bắn tên phục kích. Quân binh lấy thân đỡ tên cho Phong Tịch mà chết vô số. Phong Tịch lãnh đạo đội quân liều chết xông lên. Phong Tịch ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng quân của Ung Vương vẫn chưa kịp đến cứu viện. Bỗng nhiên Hàn Phác lao lên đỡ tên cho Phong Tịch. Hàn Phác đỡ tên cho Phong Tịch. Đúng lúc quân của Ung Vương đến, Đông Thủ Phóng liền hạ lệnh cho lui binh. Trong trận chiến tranh đoạt thiên hạ này, Phong Tịch đã mất quá nhiều người thân. Cô đau đớn mà ôm lấy thi thể của Hàn Phác khóc nức nở. Đứng bên mộ của Hàn Phác, Phong Tịch đau đớn, hôm qua còn ngồi cười đùa với nhau, hôm nay đã cảnh còn người mất. Phong Tịch đứng trước đội quân và các tướng sĩ. Cô ra lệnh từ nay trên chiến trường nếu thấy không có đường thắng thì có thể tự mình rút lui. Chỉ có như vậy cô mới có thể tìm lại đội quân của mình, bảo toàn mạng sống cho các tướng sĩ. Nhưng không ai nghe lệnh cả, bọn họ sẵn sàng tử chiến vì Phong Tịch. Có tin cấp báo, quân đội của Đông Thủ Phóng lại kéo đến. Hắc Phong Bạch Tịch dẫn quân nghênh chiến, trận đánh này chỉ có thắng không được thua. Phong Tịch đối đầu với Đông Thủ Phóng, nhưng ông ta không phải đối thủ của Phong Tịch. Cô vung kiếm kết liễu ông ta, đột nhiên đội quân của bọn họ bị hỏa pháo bắn chết. Phong Tịch liền lao đến đầu của hỏa pháo vung kiếm phá hủy nó. Khi hỏa pháo nổ tung, Phong Tịch không né được, cô mất đi ý thức rơi từ trên cao xuống. Phong Tước lập tức đỡ lấy cô. Sau đó, Phong Tước đưa Phong Tịch rời đi trước. Anh lệnh cho binh lính của mình đến tập hợp với binh lính của Nhậm Đô Đốc, nhất định phải ngăn chặn âm mưu của Vô Duyên. Nếu Hoàng Triều gặp nạn phải ra tay giúp đỡ. Tại Đế Kinh, Vô Duyên mang bá tánh lên tường thành uy hiếp Hoàng Triều. Hoàng Triều thấy tên hộ vệ trên tường thành là thuộc hạ thân cận của Vô Duyên. Lúc này Hoàng Triều mới biết người đứng sau mọi chuyện chính là huynh đệ của hắn Ngọc Vô Duyên. Thì ra bao năm nay hắn bị lừa dối mà không hay. Hoàng Triều biết mình không thể ra tay với bá tánh được liền cho rút quân. Trên xe ngựa, Phong Tước đang ôm lấy thi thể Phong Tịch, họ đang trên đường đến tìm Thiên Cơ tiền bối cầu xin giúp đỡ. Để cứu Phong Tịch thì phải dùng thuật hoán mệnh, chính là dùng mạng mình để đổi. Nếu dùng cách này thì Phong Tước chỉ sống thêm được 10 năm nữa. Phong Tước cam tâm tình nguyện, vì nếu thiếu Phong Tịch anh có sống thêm bao lâu cũng vô nghĩa. Người đời luôn nói có một số thứ phải buông bỏ thì mới có được, nhưng Phong Tước vĩnh viễn không thể buông bỏ được Phong Tịch. Anh cam tâm tình nguyện bị cô ràng buộc cả đời. Sau đó, Phong Tịch tỉnh lại, cô lập tức đi tìm Phong Tước. Nhưng lúc này tóc của anh đã bạc trắng rồi. Phong Tịch lao đến ôm chặt lấy Phong Tước. Phong Tịch biết anh vì cứu cô mà đã đánh đổi cả mạng sống của mình. Giờ đây anh chỉ có thể bên cạnh cô 10 năm nữa thôi. Phong Tước nói Hoàng Triều đã công thành 3 lần nhưng đều thất bại, Ký Châu tổn thất nặng nề. Vô Duyên dùng 10 vạn bá tánh làm con tin uy hiếp Hoàng Triều.
thần quân của Vô Duyên cũng về Đế Kinh đánh Hoàng Triều một trận thảm bại. Hiện Vô Duyên vẫn còn ở Đế Kinh. Phong Tịch thắc mắc mục đích của Vô Duyên là gì? Thiên Cơ tiền bối đến giải đáp cho bọn họ. Ông nói khi xưa vương của sáu châu cùng Uy Liệt Đế thành lập nên Đại Đông, nhưng thật ra còn một người nữa là Thiên Nhân Ngọc Ngôn Thiên. Ông ta chính là sư phụ của bảy người họ, có thể nói không có Ngọc Ngôn Thiên thì sẽ không có Đại Đông. Nhưng Uy Liệt Đế lại ra tay giết sạch cả nhà họ Ngọc, may sao con trai Ngọc Ngôn Thiên may mắn trốn thoát. Từ đó nhà họ Ngọc mai danh ẩn tích, nhưng 100 năm trước nhà họ Ngọc đã phát động xuất binh. Thì ra mọi ân oán là do Uy Liệt Đế ăn cháo đá bát gây ra, nhưng Vô Duyên vì ân oán cá nhân mà khiến thiên hạ đại loạn cũng không thể tha thứ. Vì vậy bọn họ phải ngăn chặn Vô Duyên. Thiên Cơ nói Hắc Phong Bạch Tịch hãy dùng La Nhân Bích Nguyệt để cứu thiên hạ. Tại Đế Kinh, quân Ung Châu và quân Ký Châu hợp lực bao vây Đế Cung. Phong Tước, Phong Tịch cùng Hoàng Triều vào cung đối đầu với Vô Duyên. Hắn hỏi Phong Tước cảm giác không còn sống được bao lâu như thế nào, có đau khổ không? Phong Tước nói là anh cam tâm tình nguyện, hà tất gì mà đau khổ. Vô Duyên nói hắn không hề có lỗi mà là do bọn họ có lỗi với nhà họ Ngọc trước. Giúp bọn họ bình ổn thiên hạ, bọn họ liền quay qua cắn chết cả nhà họ Ngọc đến một đứa nhỏ cũng không tha. Nhờ một người hầu mang một đứa bé chạy trốn, Ngọc gia mới giữ được huyết mạch. Thế nên Đại Đông này không xứng đáng được tồn tại, hắn phải phá hủy tất cả. Hắn cứng đầu nói mình không hề sai, hắn chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Hoàng Triều hỏi hắn vậy Hoàng Vũ muội muội của anh có phải là hắn giết chết không? Hắn nói đúng vậy. Phong Tước nói Vô Duyên vì để giải được huyết chú mà dùng huyền cực lệnh giả dấy lên tranh chấp trong thiên hạ. Quá máu lạnh, quá tàn ác. Bạch Kiến Đức cũng là do hắn giết. Vô Duyên suy tính đúng mọi bước, nhưng hắn lại luôn không suy tính được Hắc Phong Bạch Tịch. Hôm nay tại đây sẽ diễn ra một trận quyết chiến. Ba người hợp lực tấn công Vô Duyên. Vô Duyên không bị huyết chú áp chế lại có La Nhân Bích Nguyệt quả nhiên vô cùng lợi hại. Hắc Phong Bạch Tịch phải tâm đầu ý hợp để đạt đến cảnh giới cao nhất của La Nhân Bích Nguyệt khi đó mới có thể thắng hắn. Hoàng Triều một mình đánh với Vô Duyên thì bị hắn đả thương. Hắc Phong Bạch Tịch phối hợp nhịp nhàng với nhau sau một hồi giao tranh, Ngọc Vô Duyên bại trận, rơi từ trên không xuống chết tức tưởi. Ba người bọn họ đến gặp Đế Vương, biết mình đã thua trận Đế Vương giao lại thiên hạ cho bọn họ. Mọi chuyện đã kết thúc, Hoàng Triều biết mình đã khiến nhiều người phải chết thì cam tâm tình nguyện nhìn Phong Tước trị vì thiên hạ. Chỉ hy vọng Phong Tước sẽ mang lại yên bình ấm no cho thiên hạ. Nhưng Phong Tước lại giao thiên hạ cho Hoàng Triều, anh nói gánh nặng này anh không muốn nhận. Thời gian còn sống trên đời Phong Tước muốn dành hết cho Phong Tịch. Hai người về quân doanh, trước mặt các tướng sĩ. Phong Tịch từ bỏ vị trí thanh vương, tại đây chiếu cáo thiên hạ rằng Phong Tịch cô bắt Phong Tước về làm phu quân. Phong Tước cũng thoái vị, giao lại quyền lực cho Thê Ngô. Hắc Phong Bạch Tịch lại cùng nhau ngao du sơn hạ. Sau đó, Hoàng Triều đăng cơ tự là Hoàng Tích Trạch, còn Thuần Niên làm hoàng hậu. Thiên hạ thái bình, muôn dân hạnh phúc. Hắc Phong Bạch Tịch nhàn nhã sống trên một ngôi nhà trên núi, cuộc sống êm êm ấm ấm cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua. Vậy là kết thúc tập phim ngày hôm nay rồi. Các bạn hãy nhớ thích video này bấm nút đăng ký bật chuông thông báo để xem những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.